Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 47. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc, vì sao uy lực chí cường Kỳ Lân Tí không làm gì được thứ này, ngược lại là uy lực nhỏ bé phá không đối cái đồ chơi này một đánh một cái chắc chắn đâu. Chẳng lẽ nói, là trời sinh tương khắc. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hai mắt trâu loạn chuyển, trong lòng đúng là sinh ra một ý kiến. Đã phá không có thể khắc nó. Cái kia không minh thần đồng hắn thần thông thì sao đâu. Bạch. Đúng lúc này, thanh trường kiếm kia lần nữa không tức giận chút nào hướng Trác Phàm vào tới, trên thân kiếm sát khí, so lúc trước cường thịnh hơn tản mạn ra. Ánh mắt khẽ híp một cái, lần này Trác Phàm ngược lại không còn kinh hoàng, chỉ là như lão hồ ly giống như, đang lẳng lặng chờ lấy con mồi vào bẫy. Rốt cục, thanh trường kiếm kia bay gần hắn 100 mét phạm vi bên trong, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ. Phải đồng tử bên trong bốn nói vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực, hư không chấn. Ông, chỉ một thoáng, chỉnh sơn động đều đang không ngừng rung động, xung quanh thánh thạch cũng đang không ngừng chóc ra, rơi trên mặt đất, nhưng là cũng chỉ là chấn động mà thôi, cũng không có giống như trước ở bên ngoài như thế, bốn phía hết thảy chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô. Có thể thấy được, cái này thánh linh khoáng cường độ. Coi là thật không phải đắp. Trong lòng âm thầm gật đầu, Trác Phàm lại nhìn về phía cái kia bay đến hắn phụ cận thanh trường kiếm kia, nhưng cũng ngay tại cái này không ngừng bị chấn động, không ngừng rung động, trệ tại nguyên chỗ, toàn thân cao thấp kiếm mang đều tại run lẩy bẩy, dường như phát run một dạng. Lại là không còn một chút xíu năng lực, hướng Trác Phàm triển khai truy sát. Quả nhiên, không minh thần đồng thần thông, đối thanh này thánh binh là hoàn toàn khắc chế. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm trong lòng rốt cục không sai, đón lấy, phải đồng tử bên trong lần nữa chuyển đổi, hóa thành ba nói vầng sáng màu vàng óng, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Ông, bỗng dưng, chung quanh chấn động toàn bộ dừng lại, chỉ có thanh trường kiếm kia bị một đạo vô hình ba động bao phủ, tựa hồ tìm không thấy nam bắc la bàn, tại chậm rãi từ từ hai bên xoay tròn lấy, lộ ra một tia mê mang cảm giác. Hừ. Đã ngươi không muốn làm việc cho ta, còn muốn giết ta lời nói, như vậy ngươi kiếm linh này, ta cũng không thể lại dùng. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm trong mắt thình lình lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Trong lòng của hắn rõ ràng, thánh binh có linh, thanh trường kiếm này bên trong cũng giấu có kiếm linh, khống chế thanh kiếm này linh tính. Hiện tại, hắn cùng thanh kiếm này kiếm linh không hợp nhau, muốn hoàn toàn được đến thanh kiếm này nhận chủ, cũng chỉ có thể đem cái này không nghe lời kiếm linh mặt sát. Cho nên, hắn hiện tại đang dùng huyễn cảnh khống chế kiếm linh kia ý thức, để nó an tĩnh lại. Mà thánh binh như thiếu khuyết linh tính, lúc này liền sẽ rơi xuống mấy cấp bậc, bởi vậy, tại mặt sát cái này kiếm linh trước, hắn đến sớm lại để vào một cái linh vật mới được. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm đột nhiên tâm niệm nhất động, một đạo huyết mang liền lập tức theo trong cơ thể hắn bay ra, nhất thời chui vào trường kiếm kia bên trong, lại đúng là hắn bản mệnh huyết anh không thể nghi ngờ. Trong tay bắt đầu kết động ấn quyết, Trác Phàm không khỏi hét lớn một tiếng, thiên ma đại hóa quyết, hóa kiếm vi thân, kiếm linh quy vị. Bạch, từng đạo màu đen khí thể tại cái kia trên trường kiếm lấp lóe, nương theo lấy huyết anh từng trận tà tiếu, một đạo kinh khủng thét lên cũng là từ trường kiếm kia bên trong phát ra, lại chính là kiếm này nguyên bản cái kia kiếm linh. Bất quá, bởi vì Trác Phàm dùng huyễn không thần uy áp chế nó thần thức, tuy nhiên nó muốn cực lực phản kháng, nhưng như cũng không thể làm gì. Tại Trác Phàm hộ tống huyết anh cùng một chỗ sử xuất thiên ma đại hóa quyết về sau, nó linh thức bị dần dần phân giải, sau cùng hoàn toàn trở thành cái kia huyết anh chất dinh dưỡng, bị hấp thu hầu như không còn. Ông! Bỗng dưng, một đạo ngâm khẽ vang lên, cái kia thanh ngừng trên không trung trường kiếm, nhất thời phát ra trận trận rung động, nguyên bản sạch sẽ không tì vết thân kiếm, cũng chậm chậm nhiễm lên tầng tầng khí lưu màu đen, cuồn cuộn máu tươi giống như diễm lệ đường vân, chậm rãi leo đến trên thân kiếm. Khiến cả thanh kiếm đột nhiên lộ ra từng tia tà dị chi khí. Thu hồi huyễn không thần thông, Trác Phàm vẫy tay một cái, thanh kiếm kia liền bỗng nhiên bay vào trong tay hắn. Thật sâu nhìn kiếm kia liếc một chút, Trác Phàm hài lòng gật đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, trên đời thiếu một thanh lục phẩm thánh binh, nhưng lại nhiều một thanh lục phẩm thánh ma kiếm. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi cùng kiếm này thân thể, linh kiếm một thể, đã là lão tử bản mệnh huyết anh. Lại là thánh vực mạnh nhất lục phẩm thánh ma kiếm, coi là thật nghiêu bức cực kỳ a. Chỉ tiếc, lấy ta hiện tại lực lượng,
còn không cách nào phát huy ra ngươi 1% uy lực, ai? Thân kiếm bất giác hơi hơi run run, lại là đột nhiên theo Trác Phàm tay bên trong bay ra, sau đó trên không trung hoa hai vòng, ánh sáng lóe lên, nhất thời hiện ra huyết anh bản thân tới. Sau đó, cái kia huyết anh không nói hai lời, một cái lặn xuống nước liền lại vào Trác Phàm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm bất giác giật mình một trận, tiếp lấy bật cười lắc lắc đầu, thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi là muốn nói, vô luận ta có thể hay không hoàn toàn sử dụng thanh kiếm kia, ngươi đều cùng ta thể xác tinh thần một thể sao? Không có động tĩnh, huyết anh chỉ lại yên tĩnh ngồi xếp bằng tại Trác Phàm thể nội, giống như một đứa bé giống như ngủ, điềm tĩnh dị thường. Ai, không hổ là cùng lão tử nhiều năm như vậy bản mệnh huyết anh, so cái kia nguyên bản kiếm linh muốn tốt nhiều. Từ ngươi trưởng khống người thánh binh này, thế nhưng là để lão tử yên tâm không ít a, ha ha ha. Hớn hở cười cười, Trác Phàm tiếp trong tay ánh sáng lóe lên, liền lại xuất hiện mười mấy khối thánh thạch, đặt ở chính mình bụng dưới trước, thản nhiên nói, bất quá người thánh binh này cần thánh thạch tẩm bổ, người tiểu tử này về sau nhưng muốn ăn nhiều một dạng đồ vật. Bạch, vừa dứt lời, Trác Phàm trong tay thánh thạch liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn xem kỹ về sau. Lại chính là phát hiện những tảng đá kia đã sớm bị chính mình huyết anh cầm đi vào. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ cảm thán, ai, đem nhiều như vậy thánh thạch đặt ở lão tử trong bụng, sẽ không đến sỏi mật a, ha ha ha. A, nơi này nhiều như vậy thánh thạch, vì sao vừa mới lão tử muốn theo túi tiền mình bên trong móc? Nhìn xem trên mặt đất những cái kia, bởi vì lúc trước chấn động, bị đánh rơi xuống thánh thạch, Trác Phàm bất giác bật cười lắc đầu. Lão tử lại phạm nhị. Bất quá cũng không quan hệ, đại không trước khi đi lúc đem những này đều mang đi, coi như bổ khuyết. Trác Phàm rất vô sỉ nghĩ đến, sau đó nhìn xem chính mình máu me đầm đìa cánh tay phải, mi đầu không khỏi nhăn nhăn, đạm mạc lên tiếng, hồi thiên long ngâm. Giống. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, Trác Phàm cánh tay phải nổi lên dạng rỡ thanh sắc quang mang, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thế nhưng là, cái kia kỳ lân tí lại chỉ là cầm máu mà thôi. Vết thương cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng lo nghĩ. Đây là bởi vì kỳ lân tí thương tổn không cách nào chữa trị đây, vẫn là bị thánh binh gây thương tích, không cách nào trị liệu đâu. Dù sao đây là kỳ lân tí lần thứ nhất thụ thương, Trác Phàm cũng không biết bên trong đến tột cùng. Ai, tính toán, để nó chậm rãi tự lành a, nghĩ không ra nhiều năm như vậy. Lão tử không ngờ mẹ hắn bị thương. Cái này cũng không thể để cho người khác nhìn đến, không phải vậy nơi này sự tình liền muốn bại lộ. Vội vã xuất ra một khối băng gạc, cho mình băng bó một chút, Trác Phàm đem tay áo dài để xuống, ngăn trở vết thương, liền tiếp tục hướng trong sơn động đi đến, thẳng đến cái kia phần cuối mới thôi. Dù nói thế nào, hắn nguyên bản mục đích, chính là muốn dò xét nơi này trận thức. Không thể được thánh binh, thì an tâm trở về. Đây cũng là cái kia linh khoáng kết giới chi địa a, nhìn này sơn động đào đến nơi đây thì đào không đi xuống, nghĩ đến là ở chỗ này vấp phải trắc trở. Nhẹ nhàng vuốt ve sơn động chỗ sâu nhất bức tường kia, Trác Phàm yên tĩnh xem. Thật lâu, hắn gặp cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh mặt tường, phảng phất có một tầng màng mỏng bảo bọc, các loại quỷ dị hình dáng trang sức phục khắc phía trên, mới hơi hơi gật gật đầu, trong mắt phát ra vẻ ngạc nhiên, quả nhiên, cái này bố trận thủ pháp tương đương cao minh. Tự nhiên mà thành, đúng là tìm không thấy một chút kẽ hở phá trận, thật giống như. Ánh mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng nhịn không được trầm xuống, thật giống như. Nhốt trùng thiên kỳ lân cái kia lạc lôi hạp đồng dạng, sẽ không phải là cùng một người, hoặc là cùng một đẳng cấp cao thủ bố đi. Vậy nếu là như thế tới nói, cái này không ngờ là một vị đế cấp cao thủ di tích. Cái này Phàm giai trước kia đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì? Làm sao đúng là cao thủ như thế lưu lại dấu vết đâu. Cao như thế diệu bố trận thủ pháp, cho dù hắn có cửu u bí lục, nghiên cứu vài năm, có thể nghĩ đến phá trận chi pháp, lấy hắn hiện tại thực lực như vậy, cũng là bất lực a. Trước kia, bọn họ chỗ lấy có thể đi vào lạc lôi hạp, là bởi vì trùng thiên kỳ lân liều chết đánh ra một cái trận thức sơ hở. Thế nhưng là phần viêm cốc cái kia hai cái địa phương nếu là hoàn chỉnh trận thức, còn cùng nơi này có quan lời nói. Hắn nhưng là đánh chết cũng rốt cuộc vào không được. Đừng nói tìm cái kia mấy cái thánh thú truyền lời, đoán chừng hắn liền trận thức cửa lớn đều mở không. Chậm rãi vuốt ve bức tường kia, Trác Phàm suy nghĩ một chút, bất chợt tới đến trong mắt chừng một cái,
phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng lấp lóe, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Đụng, một đạo vô hình ba động bắn ra, trực kích đến tường kia vách tường màng mỏng phía trên, lại là phát ra một đạo tiếng vang về sau, liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, cái kia màng mỏng cho nên ngay cả một tầng gợn sóng đều không nổi lên. Chỉ có cái kia vô tận lưu quang lấp lóe phía trên, phảng phất tại chế giễu Trác Phàm không biết lượng sức. Không khỏi thở dài một hơi, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này trận thức quá mạnh, liền phá không thần uy như thế chuyên môn phá trận thần thông, cũng khó khăn dung chuyển một phân một hào. Xem ra lấy trước mắt hắn thực lực, muốn phá vỡ trận này coi là thật như châu chấu đá xe, hoàn toàn không có khả năng. Vẫn là chờ hắn siêu thoát phàm giai, rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Trác Phàm cuối cùng từ bỏ tìm kiếm, bắt đầu trở về sơn cốc kia, chỉ là đem nơi này làm cho như thế lộn xộn, hắn trước khi đi dù sao cũng phải quét dọn một chút đi. Kết quả là, hắn rất vô sỉ đem nơi này trên vách tường tất cả thánh thạch đều lột xuống, toàn diện trang đi. Đón lấy, vẫn như cũ là thi triển không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị thần thông, Trác Phàm lóe lên, xảo diệu tránh đi nơi này hàng trăm hàng ngàn giám sát trận pháp, lặng lẽ chạy đi. Chỉ còn lại có cái kia giống tuyết sơn động, không chỉ có là thánh thạch, liền linh binh đều mẹ hắn bị cuốn đi chống trải chi địa, dường như bị cướp sạch một phen giống như. Dạng này tràng cảnh, may mắn không có để Song Long Chí Tôn nhìn đến, nếu không không tức đến thổ huyết mới là lạ. Chỗ đó thánh thạch, thế nhưng là lần này Song Long hội, muốn cho toàn bộ chín tông khen thưởng còn nhiều mấy chục lần lượng A, gần ngàn năm mới có thể hình thành, cứ như vậy không? Trác Phàm, ta thao ngươi tám đời tổ tông. Bất quá may mắn, hai vị chí tôn cũng không biết rõ tình hình, Trác Phàm cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết, chỉ là hắn cánh tay phải thương tổn lại là hắn duy nhất sơ hở. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm sờ sờ cái kia lần thứ nhất thụ thương cánh tay phải, bất giác tràn đầy lo lắng thở dài. Hắn tại cái này mấy trận đối chiến bên trong luôn luôn vô địch, không người có thể thương hắn mảy may. Nếu là cánh tay phải đột nhiên thụ thương, hai vị chí tôn tất nhiên sẽ đoán được hắn hôm nay sở tác sở vi, vậy coi như phiền phức lớn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ lấy giải quyết con đường. Hiu! Nửa canh giờ về sau, Trác Phàm bóng người xuất hiện lần nữa tại ngọn núi nhỏ kia trong cốc, thế nhưng là nơi nào đã không còn là non xanh nước biếc, mà chính là máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là mùi máu tanh hôi. Đồng thời, từng tiếng kêu gào cùng mọi người khinh miệt trêu chọc âm thanh, còn tại ngăn không được ào ào vang lên. Phanh phanh phanh! Đừng đánh, ta nhận thua, ta đầu hàng, các ngươi thả ta đi. Nha nha cái phi, hiện tại biết nhận thua, sớm làm gì đi. Vừa mới phách lối đây, hôm qua càn rỡ đâu. Khặc khặc khặc, hôm nay lão tử không đem ngươi hầu hạ thoải mái, lão tử cũng không phải là Ma Sách Tông đệ tử. Khuê lang cười to vang vọng tại toàn bộ sơn cốc, phách lối mà tà ác. Trác Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại từng tiếng quyền cước trầm đục âm thanh bên trong, quỷ hổ, khuê lang chờ một đám đại lão ra làm thành một vòng, tại đối với trung gian một người đạp mạnh hung ác đá, mà ở trong đó cũng truyền ra cái kia đạo quen thuộc tiếng kêu gào, lại chính là Nhâm Thông không thể nghi ngờ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh đều chúng nữ thì là xa xa đứng đấy, cũng không tiến lên, mà lại trên mặt còn có chút vẻ chán ghét, nhìn đến Trác Phàm đến, các nàng thì đuổi bước lên phía trước. Khom người bái nói Trác quản gia, ngài trở về. Tiểu tử kia bắt được, hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Liếc nhìn nhau, chúng nữ quay đầu nhìn xem nhóm người kia về sau, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Bạch Luyện càng là nhỏ khẽ khom người, kỹ càng bẩm báo nói, khởi bẩm Trác quản gia, Thiên Hành Tông người đại bộ phận đã bị chúng ta đánh chết, chỉ có Nhâm Thông một người, do thân phận hạn chế, không nên chém giết. Cho nên chúng ta hợp lực đem hắn bắt được, Phong Tu Vi, hiện tại đang bị đám người kia hung ác ngược đâu. Lẽ ra nên như vậy, Nhâm Thông tiểu tử này mệnh, xác thực không nên đoạt, miễn cho cái kia Thiên Hành Tông chó cùng rứt dậu. Trác Phàm gật gật đầu, lại là khóe miệng lại bỗng dưng nhếch lên một cái tà dị đường cong, thế nhưng là tiểu tử này cũng xác thực cái kia thật tốt thu thập một chút, hôm qua tại lão tử trước mặt trang bức, hắc hắc. Để hắn trang, a, đúng. Đám kia đại lão ra làm thành một vòng bị đá chính vui mừng, các ngươi làm sao không lên trước thò một chân vào đi. Gương mặt không khỏi một đỏ, ba nữ lẫn nhau nhìn xem, đều là trầm mặc không nói, đừng quá đầu. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm,
nhưng rất nhanh liền dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng, đều cười ra tiếng, ha ha ha. Ta biết, nữ tử rụt rè a, không mỉm cười giống như đám này đại lão ra giống như thế thô lỗ. Bất quá thân là người trong ma đạo, cái kia buông ra còn phải buông ra. Đi, đi với ta dẫm hắn hai cước, hả giận. Trác Phàm khoát khoát tay, nghênh ngang đi thẳng về phía trước, thế nhưng là Bạch Luyện ba nữ nhưng như cũ cúi đầu, bất động mảy may. A, à, cái này cũng không giống như bình thường các ngươi a. Bất giác sững sờ, Trác Phàm quay đầu kỳ quái nhìn các nàng liếc một chút, riêng là ngươi Nguyệt Linh, tại tạp dịch phòng làm qua lão đại nhân, cái kia cố mạnh mẽ hung ác sức lực ta cũng đã gặp qua, làm sao hiện tại nhăn nhăn nhó nhó, đi lên đá hắn một chân đều như thế do dự. Ách, Trác quản gia, ngài vẫn là tự thân lên trước xem một chút đi. Đỏ lên một khuôn mặt, Nguyệt Linh một mặt cười xấu hổ cười, chỉ phía trước cái kia một vòng người. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cất bước tiến lên, rất nhanh liền tới đến phía sau bọn họ, vội ho một tiếng nói, khụ khụ khụ. Các huynh đệ đều nhường một chút a, lưu cho ta cái vị trí, nhường ta cũng đạp một chút. Ai, Trác quản gia trở về a, tất cả mọi người tránh ra, Trác quản gia muốn đích thân xuất khí a. Quay đầu nhìn đến Trác Phàm xuất hiện, Khuê Lang bất giác hai mắt tỏa sáng, lập tức liền lôi kéo cuống họng hét to lên tiếng. Bọn người người nghe đến, cũng là rực rỡ cười vội vàng né tránh, chống đi một phiến lớn địa phương, để Trác Phàm thật tốt hạ chân. Thế nhưng là, thì ở trong nháy mắt này, bên trong quang cảnh mới nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm trước mắt, làm cho hắn nhìn không được ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kỳ dị xem mọi người liếc một chút, riêng là nơi xa ba cái kia tại bọn này đại lão ra tản ra về sau, liền vội gấp chuyển thân đi các cô nương. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, vì sao Khuê Lang bọn họ đánh nằm bẹp nhâm thông lúc, Nguyệt Linh các nàng lẫn mất xa xa. Chỉ thấy giờ này khắc này, tiểu tử kia chính là một thân thể máu ứ đọng cuộn mình một đoàn, hơi hơi co quắp, thậm chí còn có khóc nức nở thanh âm. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt nhất là, tiểu tử này thế mà bị người lột sạch y phục, trần chuồng nằm trên mặt đất, mặc người chà đạp, dưới thân còn có một vũng lớn máu. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm bất giác suy cười ra tiếng, mấy người các ngươi chơi chán tổn hại a, liền người ta quần áo đều lột sạch. Người ta tốt xấu là Thiên Hành Tông thiếu chủ, các ngươi làm như thế, cái kia chiến trường đối diện trước đó thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, ngươi để người ta về sau như thế nào ra ngoài gặp người. Hắc hắc hắc, ta nghĩ hắn về sau thì không cần gặp lại người, đoán chừng cho dù là tại chính mình tông môn, hắn cũng không ngẩng đầu được lên. Lúc này, Khuê Lang một mặt tà cười đi vào Trác Phàm bên người, thân thủ chỉ nhâm thông dưới thân cái kia mảnh vết máu, sau đó theo vết máu, một đường lên chỉ, cười quỷ nói, Trác quản gia, ngươi nhìn. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, Trác Phàm lại là tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngốc thật lâu, mới kinh dị lên tiếng, các tiểu tử, các ngươi khẩu vị thật nặng a. Một mặt kỳ dị liếc mọi người liếc một chút, Trác Phàm tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, căm ghét khoát tay một cái nói, về sau đừng nói nhận biết ta à, lão tử không có biến thái như vậy. Khó trách liền Nguyệt Linh như vậy mạnh mẽ nha đầu đều lẫn mất xa xa, các người mấy cái này khốn nạn xác thực không phải người bình thường. Lời vừa nói ra, xa xa đứng đấy ba nữ ảo ảo run run thân thể, cùng nhau che lên lỗ tai, tựa hồ không nguyện ý nghe đến có quan hệ nơi này bất luận cái gì đôi câu vài lời. Ngã trên mặt đất nhâm thông cũng là nhìn không được run một chút, khóc nức nở thanh âm tựa hồ càng lớn rất nhiều. Gương mặt nhìn không được co lại. Khuê Lang bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia, người nghĩ chúng ta là người nào, chúng ta cũng không biến thái đến loại trình độ kia a, đây không phải vì ngài xuất khí sao. Hôm qua tiểu tử này thực sự quá ngông cuồng, cho nên, chúng ta là dùng cây gậy đánh. Nói, Khuê Lang thuận tay cầm lên một cái dính đầy vết máu gậy gỗ đưa lên, Trác Phàm nhìn thấy, đuổi bận bịu che mũi vội vã lui hai bước, hung tợn chừng bọn họ liếc một chút, lấy đi, các ngươi đám này cầm thú. Cầm thú a cầm thú, ô ô ô. Ngã trên mặt đất nhâm thông, run rẩy thân thể, cũng là nhịn không được khóc lóc kể lể lên, lại là lần đầu tiên tán đồng Trác Phàm lời nói. Quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là có chút đồng tình hắn, sau đó mãnh liệt chuyển qua đầu, nhìn về phía Khuê Lang bọn họ, quát to các ngươi quá phận, không biết sĩ khả sát bất khả nhục sao. Không khỏi sững sờ, mọi người nhất thời ngây người. Bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, mình vị này Trác quản gia, lúc nào như thế chính khí lẫm nhiên. Thân thể bất giác trì trệ,
Nhâm Thông cũng là hơi hơi nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt, kỳ dị xem Trác Phàm liếc một chút, chẳng lẽ nói tiểu tử này mới là bọn này ác ôn bên trong còn có lương chi người. Thế nhưng là, Trác Phàm câu nói tiếp theo, lại là nhất thời để hắn có loại muốn hung ác giúp chính mình hai miệng co rúm. Hừ hừ, lão tử thật sự là suy nghĩ nhiều, một đám ác ma đầu lĩnh, làm sao có thể sẽ tốt hơn chỗ nào. Các ngươi liền không thể hủy hắn thân thể, sau đó thật tốt đùa bỡn hắn thần hồn sao? Nói như vậy, hắn hội thống khổ hơn nữa còn sẽ không giống hiện tại ác tâm như vậy. Lạch cạch một tiếng, đem cây gậy kia đẩy ra, Trác Phàm một mặt căm ghét lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Mọi người nghe, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng tất cả đều lớn tiếng cười tà lên. Trác quản gia cũng là Trác quản gia, coi như lưu hắn nhất mệnh, cũng tất yếu đem hắn làm phế tài bỏ qua. Không hổ là chúng ta lĩnh đội a. Bất giác cười gian một tiếng, Khuê Lang vỗ ngực một cái nói, ngài yên tâm tốt, chúng ta không có như vậy nhân từ nương tay, sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua hắn. Đánh cho hắn một trận, quá tiện nghi hắn, chỉ là ngài lúc trước nói để cho chúng ta chậm rãi chơi, cho nên chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra đến đây, ha ha ha. Ta để cho các ngươi chậm rãi chơi, là cho lão tử trì hoãn thời gian. Cũng không phải để cho các ngươi đơn ngược hắn một cái mà thôi. Bất quá thì trước mắt mà nói, hiệu quả không tệ. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch, Trác Phàm thỏa mãn cười cười, tiếp lấy vừa nhìn về phía dưới thân cái kia vừa nghe nói muốn tiếp tục ngược hắn bóng người kia, dọa đến run rẩy bộ dáng, Trác Phàm lại bất giác bật cười lắc đầu. Vị này nghe được lần này gặp phải như thế hung ác ngược, đoán chừng cả đời này đều sẽ có tâm ma sinh ra, xem như hủy. Bất quá. Cái này có thể trách ai, ai để hắn tại lão tử trước mặt trang bức, đáng đời. A, à, chờ chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xem xét chính mình cánh tay phải, hai con người bỗng dưng sáng lên, không biết lại đánh tới ý định gì. Các huynh đệ tốt, diệt hắn thân thể, chúng ta lại cẩn thận tra tấn một chút hắn thần hồn, chúng ta thì kết thúc công việc. Quỷ hổ nhìn mọi người liếc một chút, đối Trác Phàm chỉ thị ngầm hiểu, hét lớn lên tiếng. Khẽ gật đầu, mọi người liền tất cả đều cười tà hướng cái kia Nhâm Thông đi đến. Thân thể bất giác lắc một cái, Nhâm Thông dọa đến toàn thân run rẩy, sợ hãi rụt rè. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, ông một tiếng không gian ba động vang lên, ở trước mặt mọi người chợt xuất hiện một nói cột sáng màu trắng hạ xuống. Đồng thời, một đạo thanh âm già nua thăm thẳm truyền ra tốt, lũ tiểu ra hỏa, náo cũng náo đầy đủ a, ba canh giờ đã đến. Ma Sách Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến kết thúc. Kết thúc, làm sao lại nhanh như vậy? Không khỏi sững sờ, Khuê Lang một mặt rất là kỳ lạ nói, chúng ta còn không có diệt tiểu tử này thân thể, cũng còn không có chơi chán đây, làm sao ngược lại đến thời gian? Bọn người người nghe đến, cũng là có chút mất hết cả hứng, cảm thấy thời gian qua nhanh giống như. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm tà tiếu nhìn một chút Nhâm Thông cái kia tràn đầy đỏ tươi đít bộ, không khỏi thản nhiên nói tốt. Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, đã thời gian đến, dựa theo Song Long hội quy củ, chúng ta thì dừng tay đi. Đối Nhâm huynh, dù nói thế nào ngài cũng là hộ quốc Tam Tông đứng đầu Thiên Hành Tông đại công tử, mình trên chiến trường không cha con, dưới chiến trường vẫn như cũ hảo bằng hữu nha. Hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai, ngài nhìn ngài là mình đi trở về đi, vẫn là ta tìm người nâng ngài trở về. Dối trá, da mặt nhịn không được co lại. Chiến trường đối diện bên trong vây xem mọi người, tất cả đều trong lòng thầm hừ một tiếng. Hôm nay bọn họ mới tính kiến thức đến, cái gì mới thật sự là ma đạo tu giả. Lãnh khốc vô sỉ, dối trá biến thái, Trác Phàm quả thực tập hợp vạn ác vào một thân. Nhâm Thông thì là xẹp lấy một khuôn mặt, không có lên tiếng, chỉ là yên lặng theo trong giới chỉ xuất ra một kiện quần áo mặc lên, sau đó khó khăn bò người lên, kẹp lấy cái mông nhăn nhăn nhó nhó hướng cái kia bạch quang đi đến. Sau đó chui vào bên trong, siêu một tiếng liền không thấy tăm hơi. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng Khuê Lang mấy cái này đại lão ra cùng nhau cười to lên. Nguyệt Linh các nàng thì là gương mặt đỏ bừng, hung hăng khoét bọn họ liếc một chút, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Đón lấy, Trác Phàm bọn họ cũng lần lượt tiến vào cái kia bạch quang bên trong, trước mắt cảnh trí đột nhiên biến đổi, bọn họ liền lại trở lại Song Long viện chiến trường đối diện phía trên. Bất quá! Nghênh đón bọn họ không phải gieo hò cùng tiếng vỗ tay, mà chính là người người e ngại lại kiêng kỵ thần sắc. Ma Sách Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến, không có người nhóm trong tưởng tượng như vậy kịch liệt,
ngược lại lại là nghiêng về một phía Quẫn Cảnh. Mà lại tại Trác Phàm bày mưu đặt kế dưới, trận này đoàn chiến càng là trở thành một trận mèo vờn chuột đổ sát. Không, phải nói là trò chơi. Bởi vì Thiên Hành Tông tất cả mọi người, đều không phải là bị trực tiếp giết chết, mà chính là bị tươi sống chơi chết. Có thể nói một trận chiến này, hiển thị rõ Ma Sách Tông tàn nhẫn cùng tàn bạo bản sắc. Sau cùng Thiên Hành Tông đại công tử Nhâm Thông, nếu không phải đỉnh cái thiếu chủ danh hiệu, đoán chừng lấy Trác Phàm chờ người vô tình tàn khốc, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Tuy nói hiện tại hạ tràng, cũng không phải tốt như vậy. Thân thể vẫn như cũ run rẩy không ngừng, Nhâm Thông tại cái kia tề trưởng lão nâng đỡ, đứng tại Ma Sách Tông mọi người đối diện. Chỉ là đầu hắn như cũ thấp, thật sâu cảm giác sợ hãi, để hiện tại hắn cùng lúc trước tưởng như hai người, căn bản không dám nâng lên thường ngày cao ngạo đầu lâu, đi cùng đối diện một con kia chỉ ma quỷ đối mặt. Tề trưởng lão thì là nhìn đến chính mình công tử như thế bị kích thích bộ dáng, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện mọi người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền chăm chú nắm lại, phát ra rát băng tiếng vang. Thế nhưng là Trác Phàm bọn người lại không quan tâm, trên mặt vẫn như cũ treo tà tiếu, phảng phất tại nói, lão đầu tử, có gan ngươi lên a. Đối xử lạnh nhạt quét song phương liếc một chút, Bình Phán trưởng lão từ chối cho ý kiến, đạm mạc lên tiếng, lần này Ma Sách Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến, Ma Sách Tông tiến về 10 người, trở về 9 người, Thiên Hành Tông tiến về 10 người, trở về 1 người, lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Ma Sách Tông, các ngươi còn lại muốn hướng bên trên khiêu chiến sao? Đến lúc đó các ngươi đối thủ, chính là Trung Tam Tông vị thứ 2 Ma Hồn Tông. Chiến, đương nhiên muốn chiến. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, Trác Phàm thốt ra. Dường như sớm đã ngờ tới đồng dạng, Bình Phán trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vậy các ngươi là ngay sau đó tức chiến, vẫn là nghỉ ngơi 3 ngày tái chiến, cái này từ các ngươi quyết định. Thực lực chúng ta cũng chưa tiêu hao bao nhiêu, tự nhiên ngay sau đó quyết chiến. Ta cười một tiếng, Trác Phàm cao giọng xuất khẩu. Đạm mạc gật gật đầu, Bình Phán trưởng lão lần nữa nhìn về phía Ma Hồn Tông chỗ đó phương hướng, thăm thẳm lên tiếng, Ma Hồn Tông, các ngươi nhưng là nguyện ứng chiến. Nếu là không muốn ứng chiến lời nói, Ma Sách Tông tự động tấn cấp, coi như các ngươi thua một ván. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Vân Phong trầm mặc xuống, tại tỉ mỉ suy nghĩ. Trác Phàm sững sờ, thật sâu nhìn về phía hắn, không hiểu ý. Tiểu tử này lúc trước không phải nói muốn để ra một ván a, tại sao lại do dự lên? Chúng ta ứng chiến, thế mà, đúng lúc này, Hàn Vân Phong lại là bất chợt tới nâng lên bài đến, bình tĩnh lên tiếng, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, tràn đầy chiến ý, nếu như chúng ta không ứng chiến, thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng có thể giống nhục nhã Thiên Hành Tông như thế nhục nhã chúng ta, Ma Hồn Tông chỉ có chiến tử quỷ, không có khuất nhục người. Hừ, vậy chúng ta liền đến lúc lại nhìn, cười lạnh, Lục Hạt khinh bỉ hét lớn lên tiếng, cũng là bị Trác Phàm khoát khoát tay, lúc này ngăn cản. Mí mắt hơi nhíu, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía hắn, âm thầm gật đầu, rất tốt, bất quá người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta tuyệt không nhường. Hừ, không ai muốn các ngươi tưới nước, cười lạnh, Hàn Vân Phong hừ nhẹ lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười lạnh nhạt, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhìn về phía Ma Sách Tông còn lại người nói. Ma Hồn Tông người cùng lúc trước Thiên Hành Tông không giống nhau, hoảng sợ không ngã. Dạng này đối thủ, chúng ta cũng đừng chơi, nghiêm túc điểm đối đãi đi. Thế nào, bọn họ chỉ có hai người là hóa hư cảnh, cũng cần chúng ta nghiêm túc. Không khỏi sững sờ, Khuê Lang thật sâu nhìn Ma Hồn Tông mọi người liếc một chút, kỳ quái nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, ngươi xem bọn hắn ánh mắt, đều là chịu chết ý chí, ngươi muốn chơi. Bọn họ lại sẽ không để ngươi chơi đến vui vẻ. Cùng dạng này, không bằng nhìn thẳng vào bọn họ, coi như đối bọn hắn kính trọng. Bọn họ là ngay từ đầu liền mang theo hẳn phải chết ý chí ra sân, biết rõ không thể làm mà làm, chính là nghịch thiên tu luyện chi đạo. Cùng Thiên Hành Tông đám kia, đánh lấy quét ngang toàn trường bàn tính con ông cháu cha đội ngũ khác biệt. Người nào cái kia trêu đùa, người nào cái kia kính trọng, chúng ta cũng nên có cái phân tắc. Trong lòng bất giác run lên. Khuê Lang bọn người xa xa hướng Ma Hồn Tông phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, tuy nhiên bọn họ cùng Thiên Hành Tông chỉnh thể thực lực tương xứng, nhưng là mỗi người sắc mặt lại càng ngưng trọng cương nghị được nhiều. Cho dù nhìn đến nhóm người mình như thế nào ngược sát Thiên Hành Tông những người kia về sau, bọn họ trong mắt chỗ sâu,
lại vẫn không có mảy may khiếp đảm. Những người này, quả nhiên giá trị cho chúng ta nghiêm túc đối đãi. Nhi đầu hơi hơi lắc một cái, Khuê Lang thở sâu, đạm mạc gật gật đầu, sắc mặt cũng là nhất thời nghiêm túc lên. Nhìn lấy những người này, bọn họ nhất thời nhớ tới lúc trước chính mình, nếu là không có Trác Phàm cho bọn hắn đề cao mạnh thực lực lời nói, bọn họ đoán chừng cũng là như Ma Hồn Tông hiện tại đệ tử như vậy, chỉ muốn đem chính mình đầu này tiện mệnh, ném tới Song Long hội phía trên mà thôi đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm khái rất nhiều, thở ra một hơi thật dài. Dương mắt nhẹ liếc một chút hai tông nhân mã, Bình Phán trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, hai tông đệ tử mời vào tu di kết giới, Trung Tam Tông khiêu chiến thi đấu trận thứ hai bắt đầu. Nghe được lời này, Trác Phàm dẫn đầu mang theo đệ tử hướng cái kia cửa chính đi đến, Hàn Vân Phong cũng vội vàng đuổi theo. Không biết là vô tình hay là cố ý, Trác Phàm hành tẩu trên đường hơi hơi dừng một cái, vừa vặn để Hàn Vân Phong bắt kịp chính mình tốc độ. Cứ như vậy, hai người cơ hồ là cùng một thời gian đi vào, song phương đệ tử cũng cơ hồ là đồng thời tiến vào, mà lần nữa truyền tống đến ngọn núi nhỏ kia cốc lúc, song phương cũng cơ hồ là đồng thời đến. Tiểu tử này cũng có nhận người ưa thích địa phương A, cũng không phải là như vậy ngang bướng không chịu nổi, hỗn đản cực độ thế hệ. Khán đài chỗ cao nhất, Vũ Thanh Thu nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Viêm Ma ở một bên nhìn lấy, trong mắt khẽ run, cũng là không tự chủ được gật gật đầu, xác thực, bây giờ Ma Sách Tông khí thế chính thịnh, tiểu tử này lẽ ra nên ngông cuồng. Thế nhưng là hắn vừa mới tại lần nữa tiến vào kết giới kia trước, lại là cố ý ngừng chân giây lát, để Hàn Vân Phong đuổi đi lên, sóng vai vào, lại là đối phương lớn nhất kính trọng. Đúng vậy a, người kính ta một phần, ta trả lại ngươi một trượng, người nhục ta ba tấc, ta trả lại ngươi trăm thước. Lúc trước tiểu tử này sai sử Ma Sách Tông đệ tử ngược sát Thiên Hành Tông người, nhìn đến không phải là không có đạo lý. Chỉ là chúng ta tại chỗ phía trên chỉ thấy Ma Sách Tông tàn nhẫn, lại không nhìn thấy Thiên Hành Tông tại chỗ phía dưới ngông cuồng, bởi vậy liền đem Ma Sách Tông người nhìn thành là ác ôn, mà đạo tiếng xấu đại khái chính là do này mà đến, ha ha ha. Cái thế giới này a. Thật sâu nhìn Vũ Thanh Thu liếc một chút, Viêm Ma đạm mạc gật đầu, nghĩ không ra ngươi một cái chính đạo đệ tử, thế mà có thể biết rõ chúng ta Ma đạo đệ tử nỗi khổ tâm, cũng là không dễ. Ha ha ha, chính là bởi vì là chính đạo, cho nên mới càng phải có khỏa bao dung chi tâm. Ma đạo đệ tử cố chấp, nhưng không nhất định sai, ta sẽ không như vậy thành kiến. Bất giác bật cười một tiếng, Vũ Thanh Thu đột nhiên nhìn về phía Viêm Ma nói, đúng, ta nhìn cái này Trác Phàm không phải loại kia vô lý người, chỉ là đối với người đối sự tình khác biệt, thủ đoạn độc điểm thôi. Ngươi nói lần trước kém chút bị hắn giết chết, đến tột cùng làm sao chọc tới hắn. Ách, cái này, chuyện không liên quan ngươi. Gương mặt bất giác một đỏ, Viêm Ma từ chối cho ý kiến chật qua đầu. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu bất giác sủi cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ma đạo thích gây chuyện, lòng dạ nhỏ mọn, lại không thể có việc. Sau đó hai cái ma đạo tu giả đụng vào nhau, chung quy ra phiền phức. Ai, nào giống chính đạo đệ tử. Mỗi người trên mặt mang một bộ mặt nạ, dối trá là dối trá điểm, nhưng cũng có thể bình sự tình đúng không? Nghĩ tới đây, Vũ Thanh Thu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mà ngay thẳng dễ giận cùng chính dối trá bình thản, nhưng lại nào biết ai là ma, ai là chính đây? Một phương diện khác, hai tông đệ tử vừa vào sơn cốc kia, liền cùng nhau rằng co cùng một chỗ. Trác Phàm dưới chân đạp nhẹ, nhất thời liền nhảy đến mọi người sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Hàn Vân Phong bọn người một mặt không hiểu, Trác Phàm lại là mỉm cười cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, vẫn là trước kia câu nói kia, người nào cùng ta chung đem vui mừng. Qua bọn họ chín người, lại đến trước mặt ta đi. Trong mắt nhịn không được run run, Hàn Vân Phong sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống đến, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hừng hực lửa giận. A, kỳ quái, tiểu tử này bệnh cũ tại sao lại phạm? Lại không có ý định xuất thủ sao? Chiến trường đối diện bên trong, Dương Sát nhìn đến một mặt rất là kỳ lạ. Vũ Thanh Thu bọn người cũng là sững sờ, một mặt không hiểu nhìn về phía cái kia trong màn hình Trác Phàm. Tiểu tử này không phải đã đối Ma Hồn Tông mọi người tỏ vẻ ra là kính ý à, tại sao lại đùa nghịch lên ngang, trang bước lên đến. Đoàn chiến bên trong không xuất thủ, đây rõ ràng thì là xem thường đối thủ, khinh miệt đối thủ biểu hiện, hắn làm như thế. Quả thực cũng là tại hung ác phiến Hàn Vân Phong bọn người mặt A. Mà lại hắn phiến cũng coi như,
vì sao vừa mới lại trước cho quả táo ngọt, sau đó lại phiến, đây cũng quá khó có thể ước đoán đi. Trong lòng tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao muốn. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, không phải Trác Phàm hắn khinh miệt đối thủ không xuất thủ, mà chính là hắn không thể lại ra tay. Hắn cánh tay phải bị cái kia thánh kiếm gây thương tích, nếu là vừa không cẩn thận lộ ra mảy may sơ hở, bị cái kia song long chí tôn nhìn đến, hắn thì xong đời. Mà hắn tay trái, lại không cường lực như vậy lược. Bỏ qua cường đại tay phải không cần, mà dùng mềm yếu tay trái, đây càng thêm sẽ khiến mọi người hoài nghi. Cho nên, hắn thẳng thắn thì cố làm ra vẻ, không còn động. Ai, nếu là cái này ma hồn tông luân không sao không bị gặp đối thủ trực tiếp đối lên kiếm thần tông ôn đào, lấy cái kia miễn cưỡng có thể so sánh thượng tam tông đệ tử thực lực, vừa vặn có thể phối hợp lão tử kế hoạch, hẳn là có thể giấu giếm được tại chỗ tất cả mọi người, lão tử cũng sẽ không bị động như thế. Đáng tiếc, không biết cái này ma hồn tông cái nào gân không đúng, lại hùng khởi. Tuy nhiên bội phục bọn họ can đảm, nhưng là không thể không nói, thực lực các ngươi vẫn là quá yếu, cùng lão tử diễn không cái này cảnh phim, không phải vậy cũng quá giả. Không có cách, lão tử chỉ có thể không phụng bồi. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm bất đắc dĩ, đáy lòng thở dài lên tiếng, lắc đầu. Thế nhưng là Hàn Vân Phong nhìn lấy đây hết thảy, lại là đầy mình nộ khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm ngươi nhà có ý tứ gì, xem thường người cũng coi như, còn trước mặt mọi người bẩn thỉu chúng ta, liền cùng chúng ta giao một ra tay đều khinh thường sao. Đã như vậy, ngươi như thế ngạo mạn, vừa mới lại làm gì cố ý dừng một cái cước bộ, cùng chúng ta sóng vai mà đi. Đùa nghịch chúng ta đúng hay không? Hung hăng khẽ cắn môi, Hàn Vân Phong ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm, ta sẽ để ngươi xuất thủ. Hừ, muốn cùng chúng ta Trác quản gia giao thủ, trước qua ta cửa này lại nói. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Thích Trường Long bỗng dưng ngăn ở Hàn Vân Phong trước người, bình tĩnh nói, lần này chúng ta tuy nhiên khiêu chiến là đoàn chiến, nhưng chúng ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, một đối một, xa luân chiến. Ngươi nếu có thể liên tục đánh bại chúng ta 6 vị hóa hư cao thủ, đây cũng là không có người có thể lại ngăn trở ngươi hướng Trác quản gia khiêu chiến. Cái gì, lấy một địch 6 xa luân chiến? Trong mắt bất giác co rụt lại, Hàn Tam Thiếu lúc này mắng to lên tiếng, các ngươi còn muốn hay không một chút mặt, ta đại ca mới là hóa hư nhị trọng tu giả, các ngươi có 3 người đều là hóa hư tam trọng cao thủ. Cùng các ngươi xa luân chiến, thẳng thắn đứng đấy bất động để cho các ngươi đánh tốt. Lão Tam, im miệng. Thế mà, Hàn Tam Thiếu lời còn chưa dứt, Hàn Vân Phong đã là hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, nếu là đoàn chiến lời nói, chúng ta nơi này chỉ có 2 tên hóa hư tu giả. Bọn họ chỉ cần ra 2 tên cao thủ cuốn lấy chúng ta, các ngươi còn lại người trên cơ bản đều là vài phút bị miểu sát hạ tràng. Sau đó, liền trở thành lấy 6 versus 2 cục diện. Ngươi cho rằng dạng này cục diện, chúng ta có thể chống bao lâu? Thân thể bất giác trì trệ, Hàn Tam Thiếu nhất thời thở dài một tiếng, cúi thấp đầu. Mí mắt lắc một cái, Hàn Vân Phong thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói tiếp, cho nên, chiến thuật xa luân chiến này mặc dù là lấy một địch 6, nhưng là đơn đả độc đấu, đối với chúng ta có lợi, ta tiếp nhận. Vậy thì tốt, ra chiêu đi. Hơi hơi gật gật đầu, Thích Trường Long tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Ngẩng đầu nhìn quanh mọi người phía sau cùng Trác Phàm liếc một chút, Hàn Vân Phong bất chợt tới đến trong mắt ngưng tụ, thân thể lắc một cái, nhưng nghe một tiếng gào rú chấn thiên gào thét vang lên, một cái chiều cao cao mấy chục trượng, toàn thân tản ra màu lam nhạt huỳnh quang. Quay thân 2 cánh cự sư liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mà lại, từ cái này sư tử vừa xuất hiện, 4 phía nhiệt độ bỗng dưng liền hạ xuống đến, gió lạnh lạnh thấu xương, đâm thẳng xương người tùy ở giữa. Trong mắt co rụt lại, mọi người bất giác kinh hãi, đó là Hàn Vân Phong thần hồn. Trong lúc nhất thời, chiến trường đối diện bên trong vây xem mọi người, tất cả đều sôi trào lên. Nói chung, thần hồn chính là hóa hư cao thủ tối cường chi mâu, nhưng cũng là yếu ớt nhất địa phương. Cho nên nếu không phải toàn lực ứng phó, liều mạng một lần, hoặc là nắm chắc trong lòng, thần hồn sẽ không nhận trọng thương bên ngoài, thường nhân sẽ không dễ dàng làm ra thần hồn. Dù sao thần hồn vừa diệt, chính mình cũng liền ợ ra rắm. Cho nên, cho dù là 3 trận trung tam tông thi đấu xuống tới, những thứ này người xem cũng không có thực sự gặp được hóa hư cao thủ sử xuất qua thần hồn công kích. Thì liền vừa mới cái kia Nhâm Thông bị một đám người bao vây, tình nguyện bị người khác phong tu vi,
cũng không có đem chính mình thần hồn lộ ra, sợ người ta đem thần hồn diệt. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, tại cái này trận thứ hai Trung Tam Tông khiêu chiến thi đấu phía trên, Hàn Vân Phong vậy mà tại ngay từ đầu liền đem thần hồn tế ra đến, lại là chân chính toàn lực ứng phó, lấp mệnh đổi mệnh. Đại ca, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hàn Tam Thiếu cùng Hàn Nhị Thiếu cùng nhau hét to lớn tiếng, trong mắt tràn đầy háo sắc. Chậm rãi phất phất tay, Hàn Vân Phong một mặt nghiêm túc, úng thanh nói, những người này đều là khó chơi cao thủ, như là không thể từ vừa mới bắt đầu thì toàn lực ứng phó, thời gian hao tổn đến càng lâu, đối với ta càng bất lợi. Ha ha ha, không hổ là Ma Hồn Tông đại thiếu gia, quả nhiên anh hùng phóng khoáng. Vậy tại hạ thì phụng bồi tới cùng, cũng lấy thần hồn đối chọi. Bất giác cười lớn một tiếng, Thích Trường Long đột nhiên có loại biết anh hùng trọng anh hùng tâm tâm tương liên cảm giác, nhất thời thân thể lắc một cái, một cỗ hào quang màu vàng đất cũng là đột nhiên từ trong cơ thể phát ra. Chỉ một thoáng, một đạo mấy chục bình to lớn ấn thạch liền đột nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn hư không, tản mát ra cuồn cuộn cẩn trọng cảm giác. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Vũ Thanh Thu bất giác giật mình, mở miệng yếu ớt, đúng là cực kỳ hiếm thấy khí hồn, đảo hải phiên thiên ấn. Không sai, thần hồn đồng dạng phân thú hồn, nguyên tố thần hồn cùng lĩnh vực thần hồn, mà cái này khí hồn tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cùng thú hồn là cùng một cấp bậc thần hồn. Mà Hàn Vân Phong thần hồn chính là bay trên trời tiếng gió sư, chí hàn chí âm, hoàn toàn cùng cái này chí dương chí cường đảo hải phiên thiên ấn tương khắc. Kể từ đó, thì nhìn song phương thần hồn công lực như thế nào. Viêm Ma cũng là khẽ gật đầu, tỉ mỉ phân tích ra. Diệp Lân ở một bên nhìn đến, buồn bực ngán ngẩm, thăm thẳm xuất khẩu cái kia Hàn Vân Phong thắng. Vì sao, không khỏi sững sờ, hai người đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Theo lý thuyết, cái này Thích Trường Long tu vi còn cao hơn Hàn Vân Phong một bậc đây. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Diệp Lân đạm mạc lên tiếng, bởi vì hắn thông suốt đến ra mệnh. Đụng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên phát ra, ngay tại Diệp Lân lời nói xong trong tích tắc. Cái kia bay trên trời tiếng gió sư đã là hung hăng cùng thế thì biển phiên thiên ấn đụng vào nhau, tiếp lấy giao nhau mà qua. Thế nhưng là, chỉ là trong chớp nhoáng này công phu, thế thì biển phiên thiên ấn phía trên dĩ nhiên đã lưu lại năm đạo sắc bén chảo ấn, tầng tầng băng xương cũng ở phía trên không ngừng ngưng kết lên. Phốc, thân thể nhịn không được lắc một cái, Thích Trường Long một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời đem chính mình thần hồn thu nhập thể nội. Sau đó hướng về Hàn Vân Phong cung kính liền ôm quyền, trịnh trọng nói, bội phục. Ở đâu, Hàn Vân Phong cũng là đáp lễ ôm quyền, nhưng là trên ót đã là phủ đầy mồ hôi. Nguyên bản hắn là phe thắng lợi, nhưng là từ hai người sắc mặt phía trên nhìn, hắn ngược lại càng suy yếu nhiều giống như. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn Hàn Vân Phong liếc một chút, trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu tử này còn thật mẹ hắn là một đầu con người kiên cường. Không có tông môn công tử mảnh mai, vậy mà ngay từ đầu cũng là lấp mệnh đổi mệnh đấu pháp, đoán chừng cùng hắn lão tử gia giáo có quan hệ đi. Ma Hồn Tông, không đơn giản. Vũ Thanh Thu cũng là mi đầu chấn động, bất khả tư nghị nói, thiên hạ cái nào có như thế chiến pháp. Cổ nhân nói, kháng long hữu hối, mới có dư lực. Cho dù là vật lộn sống mái, cũng làm 10 phần lực ra khắp nơi mà lưu 2 phần, mới có thể có lượn vòng chỗ trống, dư lực không hết, kéo dài không dứt. Thế nhưng là tiểu tử này, 10 phần lực lại ra 12 phần, không cho mình lưu một phần phát hậu chiêu dư lực. Như thế như vậy, nếu là chiêu thứ nhất hắn không thể dung chuyển đối thủ, vậy đơn giản cũng là đem chính mình đẩy vào tử lộ. Tiểu tử này, cũng là ngoan nhân a. Lấy mệnh tương bác, chỉ vì cùng người kia nhất chiến, phần này khát vọng, các ngươi sao có thể hiểu được. Khinh thường bĩu môi, Diệp Lân khoan thai lên tiếng, hắn muốn lấy một địch sáu, vẫn là xa luân chiến. Sau cùng cho dù không bị đánh bại, cũng sẽ bị mài chết. Duy nhất có thể tiết kiệm lực phương pháp, ngược lại là lớn nhất suốt toàn lực phương pháp, song công tại chiến dịch. Hắn mỗi lần đánh bạc mệnh đi, nhưng đối tay lại không có dạng này dũng khí, hoặc là nói là dục vọng, cho nên hắn ngược lại thắng, có thể giữ lại càng nhiều khí lực. Bất quá dù vậy, sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu dư lực, lại là nói không chừng. Đối Viêm Ma, người nói người muốn cùng ta sư huynh giao thủ. Nhưng là phần này can đảm cùng liều lĩnh khát vọng, người có sao? Bỗng nhiên, Diệp Lân nhìn về phía một bên Viêm Ma, điều cười ra tiếng. Mi đầu nhịn không được lắc một cái, Viêm Ma thật sâu nhìn một chút trên chiến trường, lại đem Ma Sách Tông Bạch Luyện một chiêu đánh bại, dĩ nhiên đã thở hồng hộc Hàn Vân Phong,
suy nghĩ một chút, lại hơi hơi lắc đầu, nhưng trong mắt nhưng lại nhiều một phần kính trọng. Tiểu tử này, là cái chấp nhất tu luyện người. Mà trong ma đạo, không phải cũng ngầm cố chấp chấp nhất chỉ ý à, hắn là người trên đường này à. Ôi ôi ôi, núi nhỏ kia trong cốc, mặc dù chỉ là cùng hai người giao thủ qua, nhưng Hàn Vân Phong đã từng ngụm thở lên khí đến, trên trán đầy trán mồ hôi. Hàn Nhị Thiếu cùng Hàn Tam Thiếu vội vàng đi vào trước mặt hắn, vịn hắn thân thể, quan tâm nói, đại ca, ngươi không sao chứ, nếu không. Chúng ta quên đi, bọn họ đây chính là làm khó ngươi, nhìn ngươi chê cười đây. Lấy ngươi bây giờ bộ dáng, coi như đánh bại sáu người lại như thế nào, đến lúc đó đoán chừng ngươi liền đứng lên cũng không nổi. Cái này, không khôn ngoan à. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Hàn Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó phương hướng, chỉ thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, một mặt vẻ đạm nhiên, tựa hồ mảy may không có đem chính mình để vào mắt, lòng hắn phía dưới liền bất giác trầm xuống. Biết rõ không thể làm mà làm, là vì không khôn ngoan vậy. Nhưng khi hắn lại nghĩ tới Ôn Đào nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là mất đi cùng cường thủ giao chiến cơ hội, hắn cả đời đều sẽ hối hận. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Vân Phong lần nữa đĩnh đĩnh lồng ngực, thở sâu, tinh quang sáng láng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Cho dù trong mắt ngươi vô ngã, nhưng trong mắt ta lại nhìn chằm chằm vào ngươi, ta tu hành, tuyệt không chỉ bước. Không sai, chính là như vậy, ma đạo đại thiếu. Chiến trường đối diện bên trong, Ôn Đào nhìn lấy tình cảnh này, vui mừng gật gật đầu, một trận chiến này, ngươi không phải vì muốn đánh bại hắn. Mà chính là vì chứng minh, ngươi không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ có dạng này, ngươi mới xứng đi được càng xa. Một bên Tạ Thiên Thương nghe đến, liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía cái kia Hàn Vân Phong cùng Trác Phàm phương hướng, trầm ngâm một chút, hơi hơi gật gật đầu. Có lẽ chính mình lúc trước đem Trác Phàm xem làm đối thủ, cũng không phải là nhất định muốn siêu việt hắn, chỉ là để cho mình, vĩnh không dừng bước đi. Hàn công tử, đến tiếp xuống đối thủ của ngươi sẽ là bổn công tử. Ta cũng sẽ không giống lúc trước hai người kia đồng dạng, đối ngươi điểm đến là dừng, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Đạp lên vững vàng tốc độ, Lục Hạt chậm rãi đi vào Hàn Vân Phong trước mặt, khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Hàn Vân Phong từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thăm thẳm lên tiếng, ta biết, thông qua mấy ngày nay quan sát, bổn công tử sớm đã nhìn ra. Tại toàn bộ Ma Sách Tông bên trong, ngươi là lớn nhất không có phẩm người, hừ ha ha ha. Muốn chết, trong mắt hơi híp, Lục Hạt sắc mặt cấp tốc liền lạnh xuống đến, hai con mắt bên trong tản ra lạnh lẽo thấu xương. Tiếp lấy hắn thân thể lắc một cái to lớn xanh biếc chi chu cũng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người, nói đạo lục sắc khí thể theo dưới chân phát ra, dần dần phủ đầy cả khối khắp nơi, không ngờ là cái kia Xâm La độc võng bày ra tới. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Hàn Vân Phong trong lòng nổi lên cẩn thận. Chiêu này hắn gặp Lục Hạt dùng qua, tại cùng Huyền Thiên Tông lúc đối chiến, Lục Hạt dùng chiêu này tiến hành toàn phương vị không góc chết công kích. Nói cách khác, Lục Hạt hiện tại muốn làm, cùng lúc trước đồng dạng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đem lực lượng phân tán công kích, sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, một chiêu quyết thắng. Cứ như vậy, hắn nhất thời liền rơi vào bị động bên trong. Thoạt đầu kế hoạch dùng ít sức chi pháp cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, còn rất có thể bị hắn kéo vào vô tận tiêu hao chiến bên trong. Nếu là đơn đả độc đấu vẫn không có gì quan trọng, nhưng là hiện tại xa luân chiến, lại là hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận sự tình. Mí mắt nhìn không được run run, Thích Trường Long bất giác bất đắc dĩ thở dài, thì thào lên tiếng, Lục Hạt hắn cái này cần gì phải đây, cái này Hàn thiếu gia chịu lấy một địch sáu xa luân chiến, cũng coi là cái hán tử. Cho dù chúng ta không làm giúp người hoàn thành ước vọng sự tình, cũng không cần thiết cố ý gây chuyện a. Hắn thì cái này đức hạnh, người cũng không phải không biết. Rõ ràng có thể một chiêu phân ra thắng bại, cái kia doanh tắc thắng, thua nhường đường là được, hết lần này tới lần khác muốn làm cho như vậy phiền phức, đùa bỡn đối thủ đến cực hạn. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Bạch Luyện khinh thường bĩu môi, cứ như vậy, hắn là dự định rông dài, thế nhưng Hàn Vân Phong nhưng là chờ không nổi a. Ánh mắt hơi hơi hư hư, Thích Trường Long thở sâu, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Một phương diện khác, Hàn Vân Phong nhìn chung quanh một chút chậm rãi hướng hắn nơi này lan tràn xanh biếc độc võng, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, cái kia bay trên trời tiếng gió sư liền bỗng nhiên hô vỗ một cái cánh, một đạo lạnh lẽo cương phong bỗng nhiên đập xuống đất,
nhất thời liền đem hắn cái này một mẫu ba phần đất ngưng kết phía trên màu lam nhạt tinh xương. Mà cũng chính là giờ khắc này, những cái kia lan tràn độc võng toàn đều dừng lại. Chỉ cần những cái kia lục khí vừa tiếp xúc với những thứ này óng ánh lam mang, liền tất cả đều một chút dừng lại, dường như đông cứng giống như, rốt cuộc khó động mảy may. Sau một khắc, Hàn Vân Phong hét lớn một tiếng, lần nữa chỉ huy cái kia bay trên trời tiếng gió sư hướng cái kia xanh biếc chi chu hung hăng đánh tới, đúng là lần nữa sử xuất toàn lực ứng phó nhất kích. Hừ hừ, vô dụng, ta sẽ không cùng ngươi va chạm. Cười lạnh, Lục Hạt từ chối cho ý kiến, trong tay ấn quyết liên tục, cái kia xanh biếc chi chu liền như lần trước đồng dạng, hô một chút khuếch tán ra đến, hình thành một cỗ sương mù dày đặc. Ngàn vạn tỉ mỉ nhện con mượn cái kia sương mù dày đặc che giấu đang không ngừng hướng Hàn Vân Phong chỗ đó áp gần. Siêu! Bay trên trời tiếng gió sư xuyên qua cái kia mảnh sương mù dày đặc, lần nữa đụng cái hư không, nhưng là nó lại cũng không chần chờ hoặc trở về, mà chính là hướng thẳng đến Lục Hạt thân thể đánh tới, không chút nào quản ngàn vạn nhện con hướng chính mình nơi này vò tới sự thật, không ngờ là một chiêu lấp mệnh đổi mệnh đấu pháp. Hàn Vân Phong tiểu tử này cũng thật là chấp nhất. Gặp phải Lục Hạt loại này nói rõ muốn tiêu hao đối thủ của hắn, thế mà chiêu thứ nhất vẫn như cũ liều mạng, kháng long vô hối, coi là thật khả năng đem mệnh liều rơi a. Vũ Thanh Thu nhìn lấy đây hết thảy, bất giác thở dài một hơi. Viêm Ma cũng là khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tiểu tử này cũng là cố chấp người, bất quá ta ưa thích. Hy vọng có thể tại song long viện bên trong, lại nhìn thấy hắn. Một cái trung tam tông người, vẫn chỉ là hóa hư nhị trọng cảnh. Phải vào song long viện rất khó đi. Vậy liền nhìn hai vị trí tôn ý tứ, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu cùng nhau hướng quan chiến đài tầng trên cùng chỗ đó nhìn qua, lại chính gặp hai vị trí tôn nhìn phía dưới nhất chiến, cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Lục Hạt nhìn lấy cái kia bay sư hướng phía bên mình vọt tới, không chút phật lòng, khóe miệng còn lộ ra nụ cười đắc ý, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Người càng nhanh, càng muốn tốc chiến tốc thắng. Ta liền càng mài chết ngươi. Vừa dứt lời, Lục Hạt đột nhiên ấn quyết trong tay lại biến, cái kia bay mình sư tử phía trên liền bỗng dưng lóe qua nói lục sắc quang mang, tiếp lấy giống như là một tấm võng lớn giống như, những cái kia ánh sáng xanh lẫn nhau tương liên, nhất thời liền đem cái kia bay sư toàn bộ quấn tại bên trong. Đồng thời, mặt đất những cái kia xanh biếc đường vân cũng đột nhiên bắn ra từng đạo lục khí, nhất thời cùng cái kia lục võng liên kết cùng một chỗ. Giống. Chỉ một thoáng, theo một tiếng kinh thiên giống to, cái kia bay trên trời sư nhất thời bị cái kia đạo đạo dây xanh kéo lấy, vò tới trước thân thể bỗng dưng trì trệ, liền dừng lại. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Lục Hạt đắc ý nhìn về phía Hàn Vân Phong nói, Hàn công tử, người hôm nay đụng tới ta thật là người bất hạnh. Biết chi chu như thế nào cùng ăn à, chính là muốn đem con mồi đặt ở nó trong lưới, để nó dở sống dở chết, chờ nó dày vò đầy đủ. Sẽ chậm chậm đưa nó từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cho nên thời gian này, thế nhưng là tương đương dài dằng dặc. Ngươi nóng lòng tốc chiến tốc thắng, gặp gỡ ta thật đúng là tương khắc a, khặc khặc khặc. Hừ, vậy ngươi cũng phải nhìn ngươi lưới có đủ hay không rắn chắc. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Hàn Vân Phong không để ý trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ấn quyết trong tay dồn sức đánh, cái kia bay sư liền giống giận một trận giãy giụa. Cái kia đạo đạo lục khí sợi tơ cũng bắt đầu xuất hiện run rẩy, dường như tùy thời muốn đoạn bộ dáng. Không có để ý cái kia sư tử động tác, Lục Hạt chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, thì thào lên tiếng, độc bảo. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, nói cự tiếng nổ lớn vang tận mây xanh, cái kia sư tử quanh thân vậy mà càng không ngừng bạo phá. Hàn Vân Phong thân thể lắc một cái, phốc một tiếng, liền nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Đại ca, Hàn Nhị Thiếu cùng Hàn Tam Thiếu hai huynh đệ gặp này, bất giác giật mình, hét to lớn tiếng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Cái kia bay sư là Hàn Vân Phong thần hồn, bay sư bị hao tổn, liền tương đương với Hàn Vân Phong linh hồn trọng thương, kịch liệt đau nhức thẳng vào đáy lòng, như lăng chỉ đao toác đồng dạng, người phi thường có thể chịu được. Hai người nhìn lấy đây hết thảy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Lục Hạt trên mặt, tràn đầy phẫn hận. Nhưng là Lục Hạt lại là mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Hàn công tử, niệm tình ngươi là Ma Hồn Tông đại thiếu, ta có thể không thương tổn tính mệnh của ngươi, nhưng là ngươi biết được tiến thối. Chỉ tại ta Lục Hạt trước mặt, ngươi đến thừa nhận, ngươi nửa bước không thể tiến. Hàn Vân Phong là Ma Hồn Tông thiếu chủ, có thể đem hắn đưa đánh bại đánh phục,
cái kia cũng coi là trong tông môn nhất đại công tích. Cho nên đối với lục hạt dạng này hám lợi đen lòng chi đồ tới nói, hắn cũng không có lúc trước thích Trường Long, Bạch Luyện như thế anh hùng tình hoài. Thắng lợi, công tích, so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần là có trợ giúp hắn tương lai ngồi phía trên sự tình, hắn đều sẽ không từ thủ đoạn đạt thành. Da mặt nhịn không được co lại, Hàn Vân Phong tựa hồ tương đương thống khổ, nhưng như cũng nhếch miệng nhìn về phía lục hạt, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, tiểu tử, ngươi còn chưa xứng. Hừ, ngươi nhìn ta xứng hay không? Sắc mặt không khỏi trầm xuống, lục hạt ấn quyết trong tay biến đổi, cái kia mấy ngàn nhện con liền thành đôi thành nhóm địa bàn đến Hàn Vân Phong trước người, thế nhưng là khi chúng nó một đánh phải cái kia màu lam nhạt huỳnh quang lúc, liền bỗng dưng đông lạnh lên, lại không có thể hành động mảy may. Đúng lúc này, lục hạt trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, những cái kia nhện con cũng ào ào bạo phá ra, đem bốn phía vầng sáng xanh lam nổ phân mảnh, sau đó những con nhện kia thì là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Phong lớn nhất thời khắc nguy hiểm tiến đến, tại cái kia một tiếng điếc tai nhức óc tiếng phá hủy vang dưới, phòng ngự hắn thân thể những cái kia huỳnh quang ngay tại liên tục bại lui, tiêu tán vô tung. Hắn bay sư lại bị lục hạt vững vàng khóa lại, bất luận làm sao giãy giụa đều không thể động đậy, thỉnh thoảng trên thân sẽ còn lại bạo hai lần. Chính là trước không thể công, sau không thể giữ khó khăn tình cảnh. Hàn Vân Phong sắc mặt âm trầm, cảm thụ lấy cái kia từng đạo đến từ thần hồn kịch liệt đau nhức, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, lục hạt lại là đắc ý hiên ngang đầu, lộ ra cười nhạo thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia nhện con đang từng bước hướng hắn tới gần, lục hạt hướng hắn bao phủ tới độc võng phạm vi cũng tại từng bước thu nhỏ. Tất cả mọi người, bao quát chiến trường đối diện quan sát mọi người, đều vì Hàn Vân Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, một trái tim bỗng dưng gấp lên. Hàn Tam Thiếu càng là nhịn không được khuyên nhủ, đại ca, nhận thua đi, ngươi lúc trước đã chiến bại qua đối phương hai đại cao thủ, vốn là tốn lực to lớn, cho dù hiện tại nhận thua cũng bình thường, không mất mặt. Đây không phải vấn đề mặt mũi, mà là ta có thể hay không tại tu luyện chi lộ phía trên, có tư cách đi tiếp nữa vấn đề. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Hàn Vân Phong ngẩng đầu xa xa nhìn một chút Trác Phàm phương hướng, trong mắt bỗng dưng thả ra rạng rỡ tinh quang, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đúng là lần nữa đại phóng. Đại ca, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hàn Nhị Thiếu hai huynh đệ ào ào hét to lớn tiếng. Hắn muốn làm gì? Vũ Thanh Thu cũng là một mặt chấn kinh, trong lòng bỗng dưng lóe qua một chút bất an. Hồn bảo, hét lớn một tiếng, Hàn Vân Phong đột nhiên trong mắt ngưng tụ, ấn quyết một đánh. Chỉ một thoáng, cái kia bị khóa bay sư tựa hồ tương đương thống khổ gào thét một tiếng, run run thân thể liền ầm vang một tiếng nổ tung lên, cuồn cuộn màu lam nhạt huỳnh quang dường như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều đông lạnh phía trên một tầng màu lam nhạt bông tuyết, những cái kia nhện con vừa mới còn phải lại bạo phá ra, lại là tại tầng này huỳnh quang quét ngang dưới, nhất thời đông lạnh lên, tiếp lấy răng rắc vỡ thành vụn băng, tiêu tán vô tung. Phốc, một miệng đỏ tươi nhịn không được phun ra, lục hạt bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia phía trước lam sáng lóng lánh chỗ chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó, lại là một tiếng giống to vang lên, một cái đã không có cánh hùng sư. Đúng là lần nữa lao ra, bỗng dưng đụng vào lục hạt trên thân. Lần này thế nhưng là đâm đến đột nhiên, lục hạt thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị hoàn toàn đụng bay ra ngoài, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này cùng lúc trước hắn thần hồn bị chấn thương cũng không đồng dạng, lần này, hắn toàn bộ thân thể tạng phủ đều đã trong nháy mắt vỡ vụn, rất có thể bộ thân thể này liền không thể lại dùng. Bất quá, mọi người lại không thèm quan tâm hắn. Cho dù là Ma Sách Tông mọi người cũng giống vậy. Bởi vì lúc này giờ phút này, mọi người trong mắt chỉ có cái kia mất đi một đôi cánh, vạn phần uể oải lại cao ngạo sư tử, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất. Hàn công tử, người hà tất phải như vậy đâu? Nhìn chằm chằm cái kia từ khi đụng lục hạt về sau, liền suy yếu phủ phục tại đất sư tử, Ôn Đào một mặt giật mình lo lắng, bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết ngươi cố chấp như thế, lúc trước ta liền không nên nói cái kia lời nói. Bây giờ ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, coi như ta hại ngươi a. Trong mắt hơi hơi lắc một cái, Tạ Thiên Thương cũng là kinh ngạc nhìn chăm chú về phía chỗ đó, thật lâu, cũng là nhìn không được thở dài một tiếng, tiếng buồn bã liên tục, uổng ta trước kia tự cao ham võ như mạng,
nhưng cũng so ra kém cái này Hàn Vân Phong vạn nhất a. Hồn bạo, chính là đem thần hồn bạo phá, trọng thương đối thủ một chiêu cuối cùng, không phải đến sống còn, tuyệt không có người hội dùng đến. Dù sao, cái này là rất khó phục hồi như cũ thương thế. Tuy nhiên lần này Hàn Vân Phong chỉ là tự bạo thần hồn bên trong hai cái cánh, thế nhưng cũng để cho hắn thần hồn lực lượng giảm mạnh, đối với ngày sau tu luyện, xem như triệt để hủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bỏ gốc lấy ngọn. Viêm ma đang nhìn đài chỗ cao nhìn lấy, tựa hồ cũng có chút tức giận, bất quá cái này giận, lại không phải thật nổi giận, mà chính là giận không tranh, bên trong có rất nhiều đáng tiếc chi ý, hắn hướng Trác Phàm khiêu chiến, không phải liền là vì chính mình ngày sau có thể tại tu luyện trên đường lớn một đường hướng về phía trước sao. Hiện tại thần hồn đều tàn khuyết, còn thế nào hướng về phía trước. Phú Thanh Thu yên tĩnh mà nhìn xem, khẽ gật đầu, cũng là nhìn không được thương tiếc đến ai thán một tiếng, thế nhưng là Diệp Lân lại là khinh thường cười cười, nhìn về phía cái kia sư tử tràn đầy tán thưởng gật đầu, hạn hẹp thế hệ, các ngươi biết cái gì. Thần hồn tuy nặng muốn, nhưng là tổn thương không phải không trị được, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, Song Long Viện, Trác Phàm còn có ta, đều có thể cho hắn trị, không có gì quan trọng. Chỉ là hắn hôm nay một bước này phóng ra, lại là ý nghĩa phi phàm. Tu luyện đại đạo chi thượng, khó khăn trùng điệp, nếu là biết rõ không thể làm mà không là, vậy hắn cũng chỉ là như thế. Thế nhưng là hắn bây giờ có thể thông suốt được ra ngoài, chỉ này một chút, hắn hôm nay mục đích liền đạt đến, cho dù không đi cùng Trác Phàm giao thủ, vượt qua trong lòng chướng ngại, cũng có thể. Trong mắt bất giác ngưng tụ, hai người không khỏi liếc nhìn nhau, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Lân. Thần hồn tàn khuyết lại là việc nhỏ, trả lại cho các ngươi đều có thể trị. Song Long Viện cũng coi như, dù sao cũng là Tây Châu đứng đầu, nhưng ngươi cùng Trác Phàm là ai, cũng có lớn như vậy năng lực. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, Diệp Lân cười thần bí, không cần phải nhiều lời nữa. Đạp đạp đạp, khói lửa dần dần tán đi, Hàn Vân Phong kéo lấy so lúc trước còn muốn suy yếu nhiều thân thể, mặt như xanh sao đi ra tới, nhìn về phía đối diện đã ngã xuống đất không dậy nổi, cuồn cuộn máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài trôi lục hạt, thản nhiên nói, ta thắng, cái thứ ba. Trong mắt bất giác chừng một cái, lục hạt khẽ cắn môi, muốn đứng dậy, lại là không thể dậy được nữa. Chỉ là cặp con mắt kia bên trong, tràn đầy vẻ oán độc. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Hàn Vân Phong vậy mà lại như thế cực đoan, lão tử đều nói không đòi mạng ngươi, ngươi tội gì tổn thương thần hồn đến thắng được một trận chiến này thắng lợi đâu. Người điên, quả thực cũng là người điên. Nhìn lấy lục hạt cái kia không cam lòng khuôn mặt, Hàn Vân Phong lại là nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ tương đương hài lòng, tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Ma Sách Tông mọi người, quát to cái kế tiếp, ứng chiến. Đại ca, Hàn Nhị Thiếu hai huynh đệ nghe đến, thân thể bất giác lắc một cái, mở miệng muốn khuyên can, nhưng là vừa nhìn thấy cái kia kiên định khuôn mặt, liền lại suy nghĩ một trận, thu về. Bọn họ biết, bọn họ đại ca tính bướng bỉnh, một khi nghiêm túc, ai cũng khuyên không. Trong lòng bất giác run lên, Ma Sách Tông mọi người thấy nhìn cái kia suy yếu sư tử, nhìn nhìn lại Hàn Vân Phong đây càng thêm suy yếu chủ nhân, trên mặt không khỏi tất cả đều lộ ra kính trọng chi sắc. Hàn Vân Phong loại này vượt khó tiến lên, không đạt mục đích, thề không bỏ qua kiên quyết, thật để bọn hắn tất cả mọi người động dung. Mà lại không chỉ là bọn hắn, liền xem như xem trên chiến đài tất cả người xem, cũng tất cả đều lộ ra kính trọng chi sắc. Nhẹ giơ lên cước bộ, đi vào trước mặt hắn, quỷ hổ thật sâu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cái kế tiếp đến phiên ta, xin chỉ giáo. Rất tốt, ra chiều đi, mí mắt hơi hơi lắc một cái. Hàn Vân Phong lần nữa nghiêm túc lên, cưỡng ép kiên trì thân thể mình không ngã, thở sâu, hét lớn lên tiếng. Hắn cái kia thần hồn sư tử, cũng là miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía quỷ hổ phương hướng, giống to lên tiếng. Tuy nhiên suy yếu, nhưng chiến ý tràn đầy, không lộ mảy may nhát gan. Trong lòng trầm ngâm một trận, quỷ hổ không nói thêm gì nữa, thẳng hướng về Hàn Vân Phong nơi đó đi tới. Hàn Nhị Thiếu hai huynh đệ một mặt khẩn trương nhìn lấy nơi này. Lo lắng bọn họ đại ca có thể hay không lại chịu đựng được. Hàn Vân Phong cũng là một mặt ngưng trọng dõi sát hướng về phía trước, hắn tâm lý rõ ràng, lấy hắn hiện tại thân tử, chỉ sợ rất khó lại cùng hóa hư cao thủ so chiêu. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là, quỷ hổ trên thân lại không có chút nào sát khí cùng địch ý, dường như cũng là như thế tùy ý hướng hắn nơi này đi tới đồng dạng.
Mi đầu thật sâu nhăn lại, Hàn Vân Phong trợn mắt nhìn nhau, ngươi đây là ý gì, là nói ngươi bây giờ một đầu ngón tay liền có thể đánh ngã ta sao? Không có trả lời, quỷ hổ cứ như vậy chậm chậm đi vào trước mặt hắn, sau đó tại hắn vạn phần ánh mắt không giải thích được dưới, đưa tay cầm lên hắn quyền đầu, tại trên lồng ngực của mình gõ ba quyền, sau đó quay lại thân thể rời đi. Không khỏi sững sờ, Hàn Vân Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ý. Bọn người người, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng lúc này, Khuê Lang lại là đầy mặt cười to đi vào trước mặt hắn, cùng quỷ hổ lúc trước đồng dạng, cầm lấy hắn quyền đầu tại chính mình lồng ngực nện ba lần, nhếch miệng cười nói ta là cái kế tiếp, hắc hắc hắc. Nói xong, Khuê Lang cũng quay người lại, long hành hổ bộ rời đi. À, các người đây là ý gì? Không khỏi sững sờ, Hàn Vân Phong không rõ ý. Khinh thường bĩu môi, Nguyệt Linh rất nhanh liền đi tới, thản nhiên nói, ngươi vẫn không rõ à, vừa mới bọn họ đã bị ngươi đánh bại, cho nên mới sẽ từng cái vòng quá khứ. Ngươi không phải muốn khiêu chiến sáu vị hóa hư cao thủ à, ta là cái cuối cùng. Chờ một chút, các ngươi đây là, không khỏi giật mình, Hàn Vân Phong trong lòng nhất động, có loại khó tên tư vị. Bớt nói nhiều lời, ngươi cái kia quyền đầu đây. Nguyệt Linh đi đến trước người hắn, vốn định cũng như Khuê Lang bọn họ đồng dạng, để hắn quyền đầu tại trước ngực mình gõ gõ, ý tứ một chút. Thế nhưng là vừa nhìn thấy chính mình nhô lên cái kia cao ngất ngọn núi, liền nhịn không được gương mặt một đỏ, khoát tay một cái nói ai, tính toán, ta là trong sáu người yếu nhất, đã bọn họ đều bại, ta cũng nhận thua tốt. Không kiên nhẫn phất phất tay, Nguyệt Linh quay người lại, nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi trở về đi, chỉ để lại Hàn Vân Phong kinh ngạc nhìn ba người này. Trong lòng cũng là phát lên một loại không hiểu cảm động. Quỷ hổ, các ngươi vừa mới làm cái quỷ gì? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía quỷ hổ bọn họ lạnh nhạt lên tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, quỷ hổ ồm ồm nói, Trác quản gia, ngài vừa mới nhìn đến, ta lúc trước chịu hắn ba quyền, thua trận. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Khuê Lang cũng là vội vã gật gật đầu, rực rỡ cười ra tiếng. Từ chối cho ý kiến lắc đầu. Trác Phàm bật cười nói, ba quyền đánh ngực, các ngươi là bái làm huynh đệ chết sống a. Bất quá, đã các ngươi đều nhận thua, xem ra xác thực cái kia ta xuất thủ thời điểm. Nói, Trác Phàm nhẹ giơ lên cước bộ, cuối cùng đi vào Hàn Vân Phong trước mặt, mà Hàn Vân Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, trong mắt chiến ý lần nữa cháy hừng hực lên, chúng ta giờ khắc này, đã rất lâu. Ha ha ha, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã ngươi có thể tới đến trước mặt ta. Thì đủ tư cách cùng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, động thủ đi. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm khẽ vuốt cằm. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, Hàn Vân Phong cũng là cung kính liền ôm quyền, bắt đầu kết động thủ ấn. Nhìn đến đại ca của mình lần nữa tỏa ra sức sống cùng hào quang, Hàn Nhị Thiếu hai người không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó một mặt cảm kích nhìn về phía quỷ hổ bọn họ, dùng nắm đấm gõ gõ chính mình lồng ngực. Huynh đệ, đa tạ. Chỗ nào? Chúng ta cũng là biết anh hùng trọng anh hùng. Đã các người đại ca cố chấp như thế tại cùng Trác quản gia giao thủ, chúng ta làm thuận nước dong thuyền lại như thế nào? Quỷ hổ bọn họ đồng dạng gõ gõ lồng ngực, làm ra đáp lại. Thế mà, ngay tại lúc này, ông một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch quang bỗng dưng chiếu xuống, bên trong truyền đến bình phán trưởng lão thanh âm già nua, ba canh giờ thời gian đã đến, song phương đối chiến kết thúc, đều trở về đi. Nếu là lại động thủ, coi là tư đấu. Thân thể bất giác lắc một cái, Hàn Vân Phong lay động một chút, một mặt không cam lòng, làm sao lại nhanh như vậy. Nói, hắn liền mắt tối sầm lại, bỗng dưng ngã xuống. Trác Phàm nhìn thấy, tay phải vừa động, lại là lại bỗng dưng thu hồi đi, đổi lại tay trái xuất kích, vội vã đem hắn đỡ lấy, sâu xa nói, lạnh huynh, lần sau lại tìm cơ hội đi. Mi đầu bất giác chấn động, Hàn Vân Phong trắng xám nghiêm mặt gò má. Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, hơi thở mong manh nói, người lần sau, lễ tạ thần cùng ta giao thủ. Đương nhiên, đây coi như là ta hứa hẹn, lần này thực hiện không, lần sau nhất định bổ sung. Trác Phàm chăm chú mà nhìn xem hắn, bình tĩnh lên tiếng. Nghe được lời này, Hàn Vân Phong cuối cùng khóe miệng một phát, hai con người khép lại, triệt để ngất đi. Hắn cái kia sư tử thần hồn, cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại trở lại trong cơ thể hắn. Đem Hàn Vân Phong thân thể dựng lên, Trác Phàm dẫn đầu cái thứ nhất hướng cái kia bạch quang đi đến. Hai tông nhân mã liếc nhìn nhau,
cũng không có nói thêm cái gì vội vàng theo thật sát. Chỉ có Lục Hạt trọng thương tại thân, Từ Thích Trường Long lưng cõng đi. Bạch, một trận không gian ba động phát ra, hai đội nhân mã lần nữa trở lại cái này chiến trường đối diện phía trên, mà nghênh đón bọn họ là, trên khán đài tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Cùng lần thứ nhất đối Thiên Hành Tông khiêu chiến khác biệt, lần này Ma Sách Tông vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại là hoàn toàn ngược lại hai loại thái độ. Bọn họ không có ngược sát đối thủ, ngược lại biểu hiện ra lớn nhất kính trọng. Đương nhiên, trừ người nào đó bên ngoài, điều này không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người, đối người trong ma đạo lại có một cái toàn mới nhận thức. Thật sâu nhìn hai tông nhân mã liếc một chút, Bình Phán trưởng lão vội ho một tiếng, đang muốn tuyên bố kết quả, Trác Phàm lại là đoạt trước một bước, đạm mạc lên tiếng, Bình Phán trưởng lão, lần này hai tông tiến về cái này tu di kết giới 10 người, trở về 10 người, đều là trọng thương một người, chắc là tính toán thế hòa không phân thắng bại đi. Cái này, không khỏi sững sờ, Bình Phán trưởng lão lần nữa quét mọi người liếc một chút, sau đó khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đã các người nguyện ý nhượng bộ, lão hủ thì làm thuận nước dong thuyền A, lần này khiêu chiến thi đấu tính toán đánh hòa. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây càng là một trận kinh dị, ào ào nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, không nhúc nhích. Theo lý thuyết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Ma Sách Tông chiếm hết ưu thế, là chân chính người thắng. Thế nhưng là Trác Phàm vậy mà nhường ra cái này một thành quả thắng lợi, nhất thời cho đối thủ lớn nhất kính trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào vì Trác Phàm phong độ mà tin phục, Hàn Nhị Thiếu hai người cũng là dị thường cảm kích nhìn Trác Phàm liếc một chút. Tối cao xem trên chiến đài, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi, tiểu gia hỏa này, là cái người có đạo đâu, khó được khó được. Trong ma đạo, thế nhưng là chưa có người có thể siêu thoát ma tính trầm luân. Không chỉ là hắn, cái kia Hàn Vân Phong cũng giống vậy, có cố tử trục sức lực, ha ha ha. Bạch Mi Chí Tôn cũng là khẽ cười một tiếng, xuất ra danh sách kia đến, ở phía trên viết xuống ba cái cứng cáp có lực kiểu chữ. Mặt trời chiều ngã về Tây, Bình Phán trưởng lão tại tuyên bố kết quả về sau, ngẩng đầu nhìn chút trời, đạm mạc lên tiếng, lần này Trung Tam Tông khiêu chiến thì đấu phí không ít thời gian, hai trận đều là ba canh giờ đầy mới phân thắng bại. Làm đến sắc trời đều không còn sớm. Trận tiếp theo khiêu chiến thi đấu, ngày mai tiến hành đi. Nói, lão đầu kia còn hữu ý vô ý, dùng một loại u oán ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm. Phảng phất tại nói, đều là ngươi tiểu tử làm phiền toái nhiều như vậy, nhìn, so không hết a, lãng phí thời gian. Người ta Trung Tam Tông Sa Luân chiến tỷ thí, liền cá nhân chiến mang đoàn chiến, sáu chàng đối chiến, một ngày thì kết thúc. Ngươi nhà ba cuộc chiến đấu lại muốn dùng hai ngày, làm sao mỗi lần đụng phải ngươi, thời gian hao tổn đến cứ như vậy lâu đâu. Hạ Tam Tông tỉ thí như thế, hiện tại Trung Tam Tông khiêu chiến vẫn là như thế, ngươi cứ như vậy ưa thích chơi đùa sao? Liền không thể nhanh điểm kết thúc trận đấu, để lão phu cái này cao tuổi rồi lão nhân ra trước thời gian kết thúc công việc, đi về nghỉ một chút. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm áy náy cười một tiếng, hướng hắn gật đầu. Nhưng quay đầu chính là lật một cái liếc mắt, tiếp tục làm theo ý mình. Gặp tình hình này, cái kia Bình Phán trưởng lão bật cười một tiếng, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Ma Sách Tông một cái nho nhỏ Hạ Tam Tông, làm sao lại ra đến như vậy một cái tùy hứng hạng người a. Đón lấy, tại chỗ tất cả mọi người liền toàn tán, Trác Phàm đem Hàn Vân Phong giao cho Ma Hồn Tông người, cũng hứa hẹn hội chữa khỏi thương thế hắn, cũng ai đi đường nấy. Chỉ là Ma Hồn Tông vẫn còn có chút hồ nghi, cái này thần hồn thụ thương, có thể dễ dàng như vậy chữa trị a, cái này nha Trác Phàm không phải là đang lừa dối bọn họ đi. Thế nhưng là lại vừa nghĩ, người ta lừa gạt chúng ta cũng không có gì tốt chỗ, mà lại đại ca thương thế kia còn là chính hắn không phải muốn khiêu chiến mới làm ra đến, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Vốn là song long hội này thì vô cùng tàn khốc, người ta không có ở đoàn chiến bên trong cho mình toàn diệt. Liền đã rất đủ ý tứ, còn muốn cầu nhiều như vậy làm gì? Kết quả là, Ma Hồn Tông mọi người thấy Hàn Vân Phong cái kia suy yếu sắc mặt, vừa nghĩ tới ngày sau vị này đại công tử thần hồn bị hao tổn sau long đong tu luyện, liền ngăn không được than thở. Tông môn đệ nhất thiên tài, cứ như vậy hủy a. Trung Tam Tông, Trung Tam Tông. Một phương diện khác, Dương Sát mang theo Ma Sách Tông mọi người, một đường hét to lấy trở lại chính mình nơi đặt chân. Trên mặt tràn đầy đều là tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Dương Sát càng là nhanh muốn khóc lên, một mặt kích động nói, hắn nãi nãi,
thật sự là không dễ dàng a. Nhớ năm đó chúng ta tham gia Song Long hội, thê thảm hơn 10 người bên trong, chỉ có 4 người trở lại tông môn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến a, lần này Song Long hội, chúng ta đệ tử một cái không có tổn thất không nói, còn nhảy lên đến trung tam tông danh vị, quả nhiên là như trong mộng đồng dạng, lão tử thực sự quá hưng phấn. Hừ, trước kia sao có thể cùng hiện tại so? Khinh thường bĩu môi, âm sát không khỏi bật cười một tiếng nói, Song Long hội lên sân khấu 10 người, trước kia mấy chục người, một nửa trở lên đều là dự bị, tất cả đều là mỗi cái trưởng lão cung phụng nhét vào đến lăn lộn công tích, vừa vào sân không có nửa điểm chứng dùng. Nhưng lần này thì khác biệt, tuy nhiên chỉ 10 người, nhưng từng cái tinh anh, riêng là Trác Phàm, một cái đỉnh 100 cái. Giống đoàn chiến loại này đối chiến, một mình hắn liền có thể giải quyết nha, ha ha ha. Hung hăng vỗ vỗ Trác Phàm cánh tay, âm sát cười to liên tục, thế nhưng là Trác Phàm lại là nhướng mày, âm thầm cắn răng, trong lòng mắng to. Đừng nhúc nhích lão tử cánh tay phải nhưng có thương tổn đâu. Bất quá, hắn cũng không thể nói rõ, chỉ có thể lộ ra một cái run rẩy nụ cười, khiêm tốn gật đầu. Quỷ sát nghe đến cũng là liên tục tán thưởng, tán dương, không sai, lần này Song Long hội Trác Phàm công lao hàng đầu. Không có hắn, từ đâu tới những đệ tử này thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ đâu tới tông môn mặt mũi hào quang, liền thượng tam tông cùng trung tam tông đều coi trọng như vậy. Cho nên, chúng ta trở về, đầu tiên liền muốn cho Trác Phàm thỉnh công. Hắn nhưng là chúng ta Ma Sách tông tương lai trụ cột vững vàng a, ha ha ha. Các người đây đều là nói nhảm, cái này còn phải nói sao? Khinh thường bĩu môi, dương sát thăm thẳm xuất khẩu, hiện tại chúng ta trung tam tông địa vị xem như ổn định, đâm liền hai đại trung tam tông tông môn a. Mặc dù chỉ là đoàn chiến, nhưng cho dù tổng hợp cho điểm, chúng ta cũng sẽ không lạc hậu. Nói đến đây, ta liền lại nghĩ tới bị Huyền Thiên Tông âm cái kia một lần cá nhân chiến, thật không phục a. Tốt, được được, quá khứ liền đi qua a, hiện tại chúng ta mục tiêu, tại như thế nào tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến. Vội vã dừng lại hắn, âm sát chặn lại nói. Nghiêm túc gật đầu, dương sát trở về chính đề, không sai, phía trước khiêu chiến đều là tôm tép nhỏ bé, đằng sau tứ tông mới là thật cọng rơm cứng đâu. Riêng là ngày mai trung tam tông đứng đầu, kiếm thần tông. Thực lực bọn hắn đã đến gần vô hạn thượng tam tông, chúng ta một phải bình tâm cẩn thận mới là. Ách, các vị cung phụng, không có ý tứ, làm phiền một chút. Thế mà, đang lúc mọi người muốn thảo luận quyết nghị trọng đại lúc, một đạo suy yếu tiếng nói lại là đột nhiên mà vang vọng tại bọn họ bên tai, tại các ngươi thảo luận đối chiến trước đó, có thể hay không trước cho ta liệu một chút thương tổn. Ta cảm giác, ta thân thể cũng nhanh bỏ xuống. Kít, bất giác trì trệ. Dương sát bọn người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lục Hà chính là một mặt suy yếu nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, mặt mũi tràn đầy khổ bức mà nhìn xem bọn họ. Gương mặt nhịn không được co lại, Dương sát nhìn về phía hắn, lúc này mắng to lên tiếng, ngươi nha còn có mặt mũi cầu cứu. Vừa mới ngươi là làm sao làm, có đầu óc hay không, còn thật cùng Hàn Vân Phong cứng như vậy hắn chết chiến đấu tới cùng a. Ngươi xem một chút hàng dài, khuê lang làm thế nào, biết anh hùng trọng anh hùng. Anh hùng khí khái, có thể cảm nhiễm tại chỗ bao nhiêu người anh hùng khí, có thể vì chúng ta Ma Sách tông kéo đến bao nhiêu nhân khí. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, sau cùng liều cái lưỡng bại câu thương, còn không người để ý đến ngươi, thật sự là muốn ăn đòn a. Nói cho ngươi, như loại này người ngươi coi như đánh bại hắn, ngươi cũng không có một chút chỗ tốt, chỉ sẽ đưa tới thoá mạ. Sau cùng còn phải thua thiệt là Trác Phàm ra mặt, cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Đúng. Ngươi cản ở nơi đó ra cái gì đầu ngọn gió, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ngăn không được hắn, hắn thật đúng là có thể đánh bại Trác Phàm à? Thật tốt, loại chuyện này đều là biểu lộ cảm xúc, dậy không đến. Dương sát còn muốn lớn mắng, cũng là bị Trác Phàm vội vã dừng lại, cười nói, hàng dài cùng khuê lang bọn họ, cùng cái kia Hàn Vân Phong là một loại người, thật có tầng này tiềm chất, dễ dàng phát sinh cộng minh. Giống Lục Hạt cái kia lòng dạ hẹp hòi, bình thường thì lông gà vỏ tỏi. Tính toán chi ly, chỗ nào có thể lĩnh sẽ như thế hào hùng, người cái này không khó vì hắn a, quên đi. Dù nói thế nào cũng là người một nhà, chớ có lại tính toán. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Dương sát liếc Trác Phàm liếc một chút, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm a, ta không phải nói hắn tình hoài vấn đề, mà chính là não tử vấn đề. Vốn là chúng ta Ma đạo thì không bị người chào đón, về sau trở thành trung tam tông. Nói không chừng có thể một mình bị một cái đơn độc đế quốc cung phụng.
Lần này Song Long hội chính là bày ra chúng ta bầu không khí thời điểm, hắn làm như thế, chẳng phải là đem những cái kia kim chủ dọa đến cũng không dám cùng chúng ta liên hệ à. Chúng ta mặc dù là ma tông, nhưng cũng có nguyên tắc à, cùng những cái kia tán ma không giống nhau. Đúng đúng đúng, chúng ta là thu bảo hộ phí, những cái kia tán ma chỉ hiểu cướp bóc, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm liên tục gật đầu. Lục Hạt nghe đến, lại là có chút không phục, lẩm bẩm nói, cái kia tại đối Thiên Hành Tông lúc, Trác quản gia còn để cho chúng ta tận lực chơi chết bọn họ, đây không phải đã đầy đủ ác liệt à, còn kém lần này. Hắn nãi nãi, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn dám chọn ta đâm. Bất giác hung hăng đá hắn hai cước, Trác Phàm ồm ồm nói, ta cái kia là cố ý, mọi thứ ân huy cùng làm, chúng ta đã muốn làm cho tất cả mọi người nhìn đến chúng ta nhân nghĩa, cũng muốn để người ta biết, chúng ta không phải dễ trêu, về sau cung phụng khác làm cho thiếu cân ngắn hai, cái này gọi sớm đánh, có biết hay không? Nghe đến không có, Trác quản gia cái này gọi trí tuệ, người óc heo khác mù phỏng đoán. Bắt trước bừa, chọc người làm trò hề cho thiên hạ. Dương Sát cũng ở một bên theo mắng to, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu ai, tiểu tử này còn phải thật tốt điều giáo, không phải vậy luôn luôn gây chuyện a. Yên tâm đi, ta trước trị thương cho hắn, lại cẩn thận điều giáo một phen, hắc hắc hắc. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm lúc này đem Lục Hạt một thanh nắm chặt lên, đưa vào hắn trong phòng. Dương Sát bọn người ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp lấy lẫn nhau nhìn xem, đều là bật cười ra tiếng. Đụng. Đi vào gian phòng, Trác Phàm một tay lấy Lục Hạt ném tới trên giường, đóng chặt cửa phòng, nhìn không có người theo tới, trên mặt cấp tốc thì trầm xuống, lạnh lùng nói, Lục Hạt, người vừa mới có ý tứ gì, có phải hay không chuẩn bị đem Hàn Vân Phong sự tình cũng thổ lộ ra ngoài. Trác quản gia, ta chỉ là có chút không hiểu, lúc đó là ngươi mật ngữ truyền âm nhường ta nghĩ hết biện pháp ngăn chặn cái kia Hàn Vân Phong. Làm sao hiện tại lại? Dị thường kiêng kỵ nhìn Trác Phàm liếc một chút, Lục Hạt nghi hoặc lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không tự giác sờ sờ chính mình cánh tay phải, lạnh lùng lên tiếng, ta để ngươi ngăn chặn hắn, sự kiện này ngươi làm rất tốt, nhưng là ngươi nếu là dám hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ. Không dám không dám, Lục Hạt vội vã khoát khoát tay, sợ hãi dị thường. Hừ, không dám liền tốt, vậy ngươi cũng liền đừng hỏi nhiều như vậy. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một cái bình sứ, vung tay ném đi qua, phục nó, không quá ba ngày thương thế tất tốt, ngày mai đoàn chiến ngươi không cần tham gia, an tâm dưỡng thương. Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người đi ra, đụng một tiếng đem cửa ngã ở. Lục Hạt không ngừng gật đầu, trong lòng lo sợ, nhưng là thấy đến Trác Phàm thật rời đi về sau, mới hung hăng khẽ cắn môi. Một mặt vẻ oán độc mà nhìn chằm chằm vào cái kia đóng chặt cửa phòng, mắng thầm, đáng chết Trác Phàm, rõ ràng tất cả hậu trường hắc thủ đều là ngươi, lại làm cho lão tử ở phía trước giả trang tiểu sửu, người mẹ hắn làm anh hùng. Công lao chính mình vơ vét, oan uổng nồi đen ta đến cõng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta, sự kiện này còn chưa xong. Lời nói xong, Lục Hạt lại nhìn xem một bên, Trác Phàm ném bình thuốc, suy nghĩ một chút, lại cầm lên ăn vào. Thầm nghĩ trong lòng, đây là người thiếu nợ ta, chứ còn một chút lợi tức. Một phương diện khác, Trác Phàm đi ra Lục Hạt gian phòng về sau, nhìn hai bên một chút không có người, Đường Từ trở lại bên trong phòng mình, sau đó cởi xuống quần áo, nhìn xem chính mình cánh tay phải, không ngờ chảy ra dòng máu, không khỏi một trận nhe răng trợn mắt, nhíu mày mắng, đáng chết âm sát, lực tay nhi còn rất lớn. Bất quá cánh tay này thương tổn thế mà khôi phục được như thế chi chậm. Hơi vừa dùng lực liền sẽ chảy ra dòng máu. May mắn vừa mới để Lục Hạt kéo đầy đủ thời gian, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cùng tiểu tử kia chỉ cần vừa động thủ, thương thế kia thì bại lộ a. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm như lão hồ ly giống như, thở dài ra một hơi, may mắn chính mình kế hoạch thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ha ha ha, thì ra là thế, ta nói ngươi lúc trước làm sao có chút kỳ quái đây, vươn đi ra viện tiểu tử kia cánh tay phải bỗng nhiên lùi về. Lại đổi thành cánh tay trái, nguyên lai là có thương tích trong người a. Đột nhiên, một đạo già nua cười khẽ vang vọng tại Trác Phàm bên tai, làm cho hắn nhìn không được trong lòng chấn động, một mặt kinh dị quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một cái mũi đỏ tử lão già, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn gian phòng, chính phiêu hốt uống vào trong bầu thanh tửu, nhìn lấy hắn cười nhạo liên tục, dường như xem thấu hết thảy giống như. Mi đầu không khỏi hung hăng run run,
Trác Phàm không khỏi kêu lên sợ hãi. Tiền. Tiền bối, ngài tại sao lại đến? Thế nào, không hoan nghênh phải không? Nhếch miệng cười một tiếng, Đan Thanh Sinh trên mặt lộ ra một tia kiệt ngao chi sắc, từ chối cho ý kiến nói, lão phu đã sớm nói, cái này toàn bộ đại lục lão phu muốn đi chỗ nào, ai cũng ngăn không được. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm ra mặt hơi cứng ngắc một chút, làm cười ra tiếng, ha ha ha. Đúng vậy a, tiền bối có thể đại giá quang lâm, quả thực là khiến hàn xá rồng đến nhà tôm, vãn bối lại làm sao có thể không chào đón đâu. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy tiền bối xuất hiện, kinh hỉ quá mức mà thôi. Thôi đi, nói năng ngọt xớt, ai mà tin ngươi lời nói dối. Khinh thường bĩu môi, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó đem hai con ngươi hí ngược địa chuyển hướng cái kia dòng máu vẫn như cũ còn không ngừng chảy ra trên cánh tay phải. Sâu xa nói chỉ sợ ngươi hiện tại chính ảo não, lão phu đánh vỡ ngươi bí mật đi. Nhất thời có chút nghẹn lời, Trác Phàm hai mắt trâu loạn chuyển, trầm ngâm một chút, lại là bật cười lắc đầu, cực lực phủ nhận nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói, ta một cái vừa mới thần chiếu ra mặt phổ thông đệ tử, tại nhiều như vậy tiền bối cao nhân dưới mí mắt, có thể có bí mật gì, tiền bối thật là nói đùa, ha ha ha. Một mực làm cười, Trác Phàm vô ý thức đem quần áo xuyên qua. Đem đầu kia thụ thương cánh tay phải che giấu đi vào. Thiếu dùng bài này. Thế mà, thấy tình cảnh này, Đan Thanh Sinh sắc mặt lại là bỗng dưng lạnh xuống đến, hai cái tròng mắt tinh quang sáng láng, hung hăng theo dõi hắn, thình lình chất vấn tiểu tử, ngươi nói thật, trên cánh tay thương tổn là cái gì đến. Hai cái con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, mỉm cười nói, này, cái này còn có thể từ đâu tới, gần nhất đánh nhiều chàng như vậy đối chiến. Sao có thể không có một chút thương thế đâu? Nhưng là ngài cũng biết, ta là một cái con người kiên cường, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, cho nên gần nhất một mực chịu đựng. Nhưng bây giờ đã bị ngài phát hiện, vậy làm phiền ngài lo lắng, vãn bối thực sự thụ sủng nhược kinh a. Đánh rắm, thiếu cho lão phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng. Da mặt bất giác run run, Đan Thanh Sinh sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ lên tiếng. Gần nhất mấy trận đối chiến bên trong, đối thủ của ngươi lão phu cũng không phải không biết, người nào có bản sự này thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Huống chi là trọng thương như thế thế, chỉnh cánh tay đều xuyên qua một cái động, theo vết thương nhìn, rõ ràng là kiếm khí gây thương tích. Nói, ngươi có phải hay không đến qua cái chỗ kia? Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, minh bạch lão già này đến có chuẩn bị, biết rõ còn cố hỏi, biết giấu giếm cũng không gạt được đi. Đành phải thừa nhận nói tiền bối quả nhiên nhìn rõ mọi việc, chuyện gì đều không thể gạt được ngài hai mắt. Không sai, ta thật là tò mò, dò xét một phen cái chỗ kia, mới không cẩn thận trêu ra cái này một thương tật. Hừ, tiểu gia hỏa, thẳng tặc a, mượn để cho mình những cái kia đồng đội làm ra ngược sát Thiên Hành Tông đệ tử vừa ra nháo kịch, chính mình lại biến mất sinh sống, vụng trộm đi dò xét thánh khoáng. Liền song Long Chí Tôn cái kia hai cái lão đầu tử, cũng không có phát giác được. Tiểu gia hỏa, người cái này ám độ trần thương kế sách, dùng ngược lại là cao minh. Ha ha ha, đâu có, tiền bối quá khen, cái này không phải là không có trốn qua tiền bối ngài pháp nhãn sao. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Đan Thanh Sinh, thỉnh thoảng a rua su nịnh một trận. Hắn thấy, cái này Đan Thanh Sinh đã sớm đã thoát ly song Long Việt, lần này lại biết rõ chính mình sở tác sở vi về sau, vẫn như cũ bất động thanh sắc tới tìm hắn. Đã nói lên việc này có thương lượng, cũng không có không phải muốn làm khó hắn ý tứ. Cho nên, Trác Phàm tận lực hòa hoãn giữa hai người bầu không khí, nhìn hắn ý muốn như thế nào. Dương mắt khẽ liếc liếc hắn, Đan Thanh Sinh bất giác sủi cười một tiếng, thản nhiên nói, bất nịnh hót, ngươi tiểu tử này giấu đủ sâu, ngay từ đầu lão phu xem các ngươi cùng Thiên Hành Tông trận kia lúc đối chiến, cũng chỉ là có chút kỳ quái, vì sao cái này mèo vờn chuột trò chơi, còn lại đệ tử đều đuổi tới chính mình con mồi. Trở lại tại chỗ tập hợp, làm sao trong mọi người mạnh nhất ngươi, lại chậm chạp không về đâu. Về sau, tại các ngươi cùng Ma Hồn Tông trận chiến kia, lão phu mới nhìn ra ngươi cánh tay phải vấn đề, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Bất quá đến đây điều tra một phen, thật đúng là như thế. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật a, Thánh Linh Khoáng chính là song Long Viện cấm địa, ngươi thế mà cũng dám xông vào. Nói, người nào phái ngươi đến, ý muốn như thế nào? Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Đan Thanh Sinh hét lớn lên tiếng. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày,
Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, tiền bối, ngài cái này chuyện bé xé ra to, ta cái nào có người nào ủy nhiệm, càng thêm không biết chỗ đó thì cất giấu thánh linh khoáng. Chỉ là ban đầu tới đó lúc, cảm giác chỗ đó linh khí nồng đậm kinh người, liền nhất thời hiếu kỳ dò xét cha một chút, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ chạy tới đó, cũng thật sự là vô tâm chi thất. Vô tâm chi thất, hừ hừ, tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đây? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Đan Thanh Sinh khinh thường bĩu môi, thánh linh khoáng chỗ, không chỉ là đối Song Long Việt, cho dù là đối toàn bộ Tây Châu, vậy cũng là trọng yếu nhất. Tuy nhiên bởi vì linh khoáng quấy nhiễu, tại cái kia phụ cận không nên bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng là bốn phía lấy ngàn mà tính giám sát trận pháp, lại là khắp nơi đều có. Không có nội bộ cao thủ làm nội ứng, muốn vô thanh vô tức chui vào chỗ đó, cơ bản là không thể nào sự tình. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta cái này đã từng Song Long Viện đệ tử, hiện tại đoán chừng cũng không biết được chỗ đó trận thức bố trí biến thành cái dạng gì. Mà giám sát trận pháp một khi bị xúc động, cái kia hai cái lão đầu trong nháy mắt liền sẽ phát giác được, tiến đến đem kẻ trộm cầm xuống. Cho nên chỗ đó nhìn như phòng giữ lỏng lẻo nhất chế, lại là nghiêm mật nhất địa phương. Bởi vì chỗ đó thế nhưng là tương đương với bố trí mấy ngàn song song tôn ánh mắt, để ngươi không cái gì xuống chân chỗ trông a. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm thế mới biết, nguyên lai những cái kia giám sát trận thức lại tất cả đều là song tôn thân bố, cùng bọn hắn tâm thần tương liên. Lúc trước hắn trộm mò lấy dò xét qua đi, đúng là tại cái kia hai cái lão gia hỏa cái mũi dưới đáy phạm án a. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm bất giác thở dài ra một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. May mắn chính mình cũng coi như trận pháp tông sư, nhãn giới phi phàm, không phải vậy phàm là hắn bước sai một bước, hắn thì xong đời, chạy đều chạy không thoát. Liếc mắt liếc một cái hắn, tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn may mắn, Đan Thanh Sinh không khỏi lạnh nhạt lên tiếng, tiếp tục vặn hỏi, nói đi, người đến tột cùng tới làm gì, tại Song Long Viện nội ứng là ai? Tiền bối, ta không có lừa ngươi, ta chính là nhất thời hiếu kỳ, chạy đi qua nhìn một chút mà thôi, thật không có gì khác ý đồ. Bất giác bật cười lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ nói, đến mức những cái kia giám sát trận pháp, ta xem bốn phía địa hình cùng dòng năng lượng động biến hóa sau khi, liếc một chút liền có thể xem thấu. Ta là dẫm lên bọn họ điểm mù, một đường tiến vào đi, sau đó lại một đường chạy về đến, chỉ thế thôi, căn bản không có ý đồ gì cùng âm mưu. Trong lòng bất giác chấn động, Đan Thanh Sinh bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt vẫn như cũ tồn lấy nghi hoặc, những cái kia trận thức đều là song tôn thân tay bố trí, ẩn nấp dị thường. Chỉ bằng ngươi, có thể liếc một chút khám phá. Tiền bối, ngài đừng nhìn ta tu vi thấp, nhưng dầu gì cũng là cấp 10 trận sư. Mà lại, đây vẫn chỉ là ta trước mắt năng lực đi tới. Nếu là luận đến ta giao đấu thức lĩnh hội cùng nghiên cứu, thành tựu tuyệt đối còn cao hơn nữa nhiều. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên trịnh trọng sự tình nói, khi đó ta là thời gian có hạn, bên ngoài thêm sợ hãi kinh động song tôn, trêu ra phiền phức. Nếu không mà nói, hắn mỗi một cái trận thức, ta đều có thể cho ngươi mang ra, ngươi tin hay không? Nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn, Đan Thanh Sinh trong lòng hiện ra nói thầm. Vốn là hắn là không tin quỷ dị như vậy sự tình, song tôn thân tay bố trận thức, ngươi nha một tên tiểu tử thúi mới bao lớn tuổi tác, coi như thiên phú dị bẩm, lại có bao nhiêu đào tạo sâu nghệ, nói mang ra thì mang ra. Thế nhưng là, nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mặt chắc chắn bộ dáng, Đan Thanh Sinh lại không thể không tin. Nhìn chằm chằm cái kia do dự khuôn mặt, Trác Phàm tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng của hắn một số dự định, không khỏi đùa cười một tiếng nói, tiền bối, không biết ngài có gì phân phó, cần vãn bối phục lao. Hảo tiểu tử, chính mình vũng nước đục, còn muốn kéo lão phu xuống nước hay sao? Ha ha ha, tiền bối, ngài cái này không có ý nghĩa. Rõ ràng là tiền bối chính mình nghĩ tới nước, tới chậm bối chỗ này thăm dò nước sâu cạn. Tại sao lại đem sai lầm tất cả đều ném tới vãn bối trên đầu đâu? Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng thầm khen một tiếng thông minh, nhưng miệng phía trên nhưng như cũ thừa nước đục thả câu, thăm thẳm lên tiếng, tiểu tử, lão phu đến đây cũng là dò xét một phen, cũng không cái gì khác ý đồ, ngươi cũng không muốn tự mình đoán bừa a. Ai, tiền bối? Ngài cái này, ha ha, nhất định phải ta cái vãn bối điểm phá sao? Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm tức giận nói, tiền bối,
ngài đã không phải Song Long Viện người, đã phát hiện ta lén xông vào Thánh Linh Khoáng, vốn là ngài là không có lý do đến đánh vặn hỏi ta. Nhưng là đã ngài đến, còn một mực truy vấn ta có hay không nội ứng, vậy ta chỉ có thể suy đoán ngài có hai cái mục đích. Hoặc là, ngài đối Song Long Viện dư tình vị, còn muốn tiếp tục thủ hộ nó, cho nên muốn đem cái này nguy hiểm nhổ. Bất quá loại sự tình này, ngài cho Song Long Viện đề tỉnh một câu, để chính bọn hắn làm sự so sánh tốt ha. Như vậy thì là cái nguyên nhân thứ hai, vì chính ngài, tự mình nghe ngóng tình báo đến, ta cảm thấy điểm này khả năng lớn hơn. Bởi vì ngài mục tiêu, cũng là ở đó, cho nên ngài cần kẻ nội ứng, giải Song Long Viện gần đây tình huống. Dù sao ngài vừa mới cũng nói, ngài rời đi nơi này rất nhiều năm, không phải sao? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm rất lâu, Đan Thanh Sinh rìa mép khẽ nhúc nhích, bất giác bật cười lắc đầu, thở dài một hơi, thở dài, người cái này tiểu quái vật coi là thật đến, xác thực thấy rõ nhân tâm, không sai chút nào a. Khó trách tại đối phó Ma Hồn Tông nhất chiến lúc, ngươi sẽ để cho một mực theo ngươi không hợp nhau Lục Hạt ra mặt, mà không phải bình thường đối ngươi nói gì nghe nấy người khác, bởi vì ngươi biết, hắn làm được sẽ tốt hơn. Ha ha ha, đạo dùng người, đương lượng mới mà đi. Lục Hạt là tiểu nhân, cũng không đáng tín nhiệm, nhưng có lúc, có chuyện, chỉ có tiểu nhân tài có thể làm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, sau đó nói tiếp, tiền bối, ngài đến tột cùng có chuyện gì muốn vãn bối đến làm, nhưng xin phân phó. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Đan Thanh Sinh nhìn về phía Trác Phàm rất lâu, gặp cuối cùng giấu giếm không hắn, liền thở sâu, bình tĩnh nói, ta muốn đả thương ngươi thanh kiếm kia. Trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm kinh dị lên tiếng, thánh binh. Chỉ một thoáng, Trác Phàm một khỏa trái tim nhỏ bỗng dưng gấp lên, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Đan Thanh Sinh quay về Song Long Viện, đúng là vì người thánh binh kia mà đến. Chỉ là giờ này khắc này, cái kia thanh thánh binh đã bị hắn thu phục, cái này nếu để cho Đan Thanh Sinh biết lời nói, há không tới tấp chuông sát nhân đoạt bảo. Không, không được. Loại sự tình này tuyệt không thể bị hắn biết, nhất định phải chết giấu giếm đến cùng. Thế nhưng là, chờ hắn đi tới đó về sau, nhìn đến thánh binh không, cũng nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của ta a. Loại sự tình này lại chỗ nào có thể giấu giếm được. Đáng chết, vì sao như thế một cái tuyệt thế cao thủ hết lần này tới lần khác để mắt tới thánh binh đây, cái đồ chơi này lão tử cũng hiếm có cực kỳ đâu, há có thể tùy tiện giao ra. Nhìn lấy Trác Phàm trong nháy mắt kia ngưng trọng sắc mặt, Đan Thanh Sinh bất giác một mặt hồ nghi, thăm thẳm hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, thánh binh? Đây là ai nói cho ngươi? Ách, ta tiến cái kia trong động lúc, nhìn đến thanh trường kiếm kia khí thế bức người, linh tính phi phàm, có thể chủ động xuất kích, suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ, cùng bình thường linh binh khác nhau rất lớn, liền ý tưởng đột phát, xưng là thánh binh, ha ha ha. Bất giác hơi chậm lại, Trác Phàm cười khan một tiếng, lập tức qua loa nói. Không sai gật đầu, Đan Thanh Sinh trong lòng giật mình, thản nhiên nói, thì ra là thế, là chính ngươi lấy tên xưng a, ta còn thực sự cho là ngươi biết cái này Kình Thiên Kiếm lai lịch đâu. Cái gì, Kình Thiên Kiếm? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm bật thốt lên nói ra. Hơi hơi gật gật đầu, Đan Thanh Sinh chỉnh trọng nói, không tệ, cũng là Kình Thiên Kiếm. Đại lục Nam Châu, đều có một tòa thánh linh khoáng. Mà tại thánh linh khoáng bên trong, năm này tháng nọ. Đúng là thiên địa đoán tạo ra năm thanh kiếm thần, thủ hộ bên trong. Mà Tây Châu Thanh này, cũng là Kình Thiên Kiếm, cũng là lần này ta muốn đoạt được chi vật. Chỉ bất quá, sớm đã rời đi Tây Châu ta, dùng chính đồ là không chiếm được, chỉ có thể mạnh đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đan Thanh Sinh thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên, ta là hy vọng có thể được đến một phần tiến về Thánh Linh Khoáng đường đi đồ, có thể tại thu phục cái này Kình Thiên Kiếm trước. Khỏi bị Song Tôn quấy nhiễu. Thì ra là thế. Trác Phàm gật gật đầu, nhưng là mi đầu lại sâu sắc nhăn lại, trong lòng do dự, thì thào lên tiếng, thế nhưng là ta nhìn cái kia Kình Thiên Kiếm rất là bá đạo, ta vừa mới tới gần thiếu chút nữa bị nó muốn mạng, thật vất vả chạy ra đến, ngài xác định ngài có thể thu phục được sao? Đương nhiên. Khóe miệng xẹt qua một đạo cao ngạo đường cong, Đan Thanh Sinh cất cao giọng nói, Kình Thiên Kiếm chính là thiên địa thần binh, tự nhiên không thể coi thường. Không phải là phàm vật có thể so sánh. Người tầm thường, cho dù là đến ta trình độ này, cũng là khó có thể khiến quy phục, mà lại nó không thể rời bỏ thánh khoáng, tự nhiên càng thêm sẽ không dễ dàng tin phục tại người. Nhưng là lão phu từ nhỏ ở Song Long Viện lớn lên,
một mực cùng cái kia kình thiên kiếm tu luyện cùng một chỗ, chính là tâm tâm tương liên, như muốn đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Vốn là lúc trước ta có cơ hội thu phục, chỉ cần trong giới chỉ trang có đầy đủ thánh thạch, kình thiên kiếm liền nguyện ý cùng ta đi xa chân trời. Thế nhưng là về sau ngươi cũng biết, ta dưới cơn nóng giận quét ngang thập tông, song tôn lúc này phong kết giới kia chi địa, đem ta khu ra. Không phải vậy lời nói, ta sớm đã thần kiếm nơi tay, khiếu ngạo đại lục. Nghe được lời này, Trác Phàm gật gật đầu, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ muốn cho hắn bỏ ý niệm này đi, liền hữu ý vô ý mang ra hắn đài, đã lúc trước không muốn, hiện đang vì sao lại tới muốn đâu. Cái này, chuyện không liên quan ngươi. Tựa hồ có khó khăn khó nói, Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày, lại là hận hận lắc đầu, nhìn về phía Trác Phàm bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi không phải nói có thể nhìn ra chỗ đó mỗi cái giám sát trận thức điểm mù sao. Lão Phu mặc kệ ngươi là thật biết rõ, vẫn là tại cố làm ra vẻ, chỉ cần ngươi cho Lão Phu vẽ ra an toàn tuyến lộ đồ, Lão Phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này, Trác Phàm có chút khó khăn, không biết nên như thế nào làm việc, nếu là hắn thật làm như thế, há không phải tương đương với đem chính mình đặt vào. Hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng đến, Đan Thanh Sinh đi đến cái sơn động kia, nhìn lấy giống tuyết động huyệt, chẳng những thánh binh không, liền thánh linh khoáng đều không tình cảnh. Là như thế nào mắt trợn tròn, về sau như thế nào nổi trận lôi đình. Khi đó, hắn chả không điên một dạng truy sát chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền có loại chính mình cho mình thắt nút dây để ghi nhớ thắt cổ tìm đường chết tâm tình. Ây, tiền bối, ngài có nghĩ tới hay không tại ngài trước đó, thanh kiếm kia đã bị người thu phục đâu? Cái kia làm sao có thể, lão phu không phải đã nói a, kiếm kia có linh tính, sẽ không dễ dàng theo người, trừ phi. Trừ phi cái gì, ánh mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm tựa hồ lại nhìn đến hy vọng. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, Đan Thanh Sinh ồm ồm nói, trừ phi song tôn xuất thủ, đem kiếm kia chuyển di. Vốn là kình thiên kiếm cũng là song tôn một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy, nó cũng cho song tôn mặt mũi. Song tôn muốn di động nó cũng sẽ không phản đối. À, nói cách khác, ngươi không phải thanh thần kiếm kia duy nhất yêu mến a. Trác Phàm gật gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ, cái này lão tử cứ yên tâm, oan uổng nồi đen có người lưng. Kết quả là, hắn liền hớn hở móc ra một khối hư không ngọc giản đi ra, nín hơi ngưng thần, đem trong đầu tuyến lộ đồ khắc họa đi vào, sau đó cung cung kính kính giao cho Đan Thanh Sinh. Từ giờ trở đi, bọn họ tính toán đồng phạm, ai cũng bán không ai. Đan Thanh Sinh tiếp nhận, xem một phen về sau, bất giác đại hỉ. Đạm mạc gật đầu, rất tốt, cái này lão phu có thể hành động, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, lần này làm phiền ngươi. Chỗ nào, tiền bối là người sảng khoái, có thể vì tiền bối xuất lực, chắc hẳn tiền bối cũng sẽ không bạc đãi ta, ha ha ha. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm một mặt hồn nhiên ngây thơ, nhưng trong lời nói lại pha tạp lấy nồng hậu dày đặc con buôn vị đạo. Gương mặt nhìn không được co lại, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Lão Phu liền biết, người vạch trần Lão Phu ý đồ, nhất định là muốn cùng Lão Phu nói giao dịch, quả là thế. Nói đi, người muốn cái gì, Lão Phu có, tận lực thỏa mãn. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, ta giống nhỏ mọn như vậy người sao? Chỉ là một bức bản đồ địa hình, không có gì quan trọng. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm giả ý bụng lớn đắc đạo. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Đan Thanh Sinh bất giác suy cười một tiếng, ít đến. Lão Phu tính toán nhìn ra, lấy người tiểu tử này khôn khéo, sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Hôm nay Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình không trả nổi, thật sự là một khắc cũng không bớt lo a. Ai ngờ ngày sau, người hội lấy việc khó gì đến khó xử Lão Phu đây. Không được, hôm nay Lão Phu bình tĩnh muốn cùng ngươi đoạn phần này nhân quả mới là. Ây, vậy ngài cảm thấy cái dạng gì đại giới, có thể bù đắp được cái kia thần binh lợi khí. Khóe miệng hơi hơi một phát. Trác Phàm nhất thời thay đổi một bộ tà dị tiếu dung, nhưng lại vẫn như cũ không định giá, mà chính là để chính hắn mở miệng ước định. Dù sao đây chính là bằng lương tâm, ngài như thế một đại nhân vật, sẽ không phải đối với chúng ta những vãn bối này không phóng khoáng đi. Hung hăng khoét Trác Phàm liếc một chút, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu bật cười một tiếng, thở dài, tiểu tử, tính ngươi khôn khéo, sợ chính mình ra giá thấp ăn thiệt thòi, thế mà để lão phu chính mình nói. Lão phu như thế cao tuổi rồi, cũng không thể hố ngươi một cái tiểu gia hỏa đi.
Vốn là lão phu nghĩ đến cho ngươi một bộ công pháp vũ kỹ tính toán, nhưng là ngươi còn nói muốn xứng với cái này thần kiếm đại giới, chỉ sợ đồng dạng công pháp liền có chút rơi xuống tầng. Ân, không sai, không sai. Trác Phàm ngăn không được gật đầu, ta cười ra tiếng. Thực công pháp vũ kỹ, hắn thật đúng là không quan tâm, chỉ là một cái tiểu tiểu phàm giai, có thể có công pháp gì là để hắn để mắt. Hắn muốn, thực là tuyệt thế cao thủ một cái hứa hẹn, hoặc là càng hy hữu đồ vật. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy vỗ tay một cái, kêu lên, vậy thì tốt, lão phu thì phá lệ đem lão phu một bộ tự sáng tạo bí pháp tặng cho ngươi a, cái này đối ngươi nhất định thích hợp. Nói, Đan Thanh Sinh liền trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một nói thẻ ngọc màu xanh lục, đưa lên. Trác Phàm tiếp nhận, cẩn thận xem, không khỏi nhất thời trong mắt ngưng tụ, kêu ra tiếng, song sinh thần hồn tu luyện đại pháp. Không tệ, chính là song sinh thần hồn tu luyện đại pháp. Bất giác cười nhẹ gật gật đầu, Đan Thanh Sinh mở miệng yếu ớt, tiểu tử, thực ngươi cùng năm đó lão phu rất giống, một dạng kinh tài diễm diễm, ngạo thế cùng người. Ách, tiền bối, ngài đây coi là khoe khoang sao? Quên đi, nhưng cũng là sự thật, bởi vì chúng ta đều là thần chiếu cảnh liền ngưng tụ ra thần hồn người. Trong mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm bất khả tư nghị nhìn về phía Đan Thanh Sinh, vạn vạn không nghĩ đến, hắn cũng là thần chiếu cảnh liền đạt đến hóa hư cảnh thực lực. Cái này coi như thật khiến người ta ngạc nhiên, Trác Phàm chính mình minh bạch, mình có thể biến đến như thế biến thái, là dùng thanh viêm luyện hồn công hiệu, nhưng là Đan Thanh Sinh lại là thuần dựa vào bản thân mình thực lực, đạt đến điểm này, vậy liền thật là chân chính thiên phú dị bẩm. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghĩ, Đan Thanh Sinh mỉm cười cười một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi là thiên tài sao? Lão phu năm đó sáng suốt, không dưới ngươi, bằng không cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản siêu việt hai vị sư tôn, bị đẩy lên Tây Châu đệ nhất nhân vị trí. Mà lão phu chỗ lấy có thành tựu như thế, cũng là bởi vì ta có song thần hồn. Nói, Đan Thanh Sinh nhất thời ngón tay khép lại, hai ngón tay ở giữa phát ra thanh quang, nhẹ nhàng xuyết tại Trác Phàm trên trán. Chỉ một thoáng, Trác Phàm trước mắt đột nhiên tràng cảnh biến đổi, xuất hiện tại một mảnh tràn đầy kim quang thế giới. Ở nơi đó, một cái che trời cự kiếm ngạo nghễ thẳng đứng ở đó, đồng thời một đầu hiện ra thất thải hào quang cự long, uốn lượn phía trên, dương nanh múa vuốt, phát ra hung uy, lại chính là cái kia Thiên Long thần hồn không thể nghi ngờ. Bạch! Trước mắt lại là biến đổi, Trác Phàm lần nữa trở lại hiện thực. Tiền bối, đó là, trong mắt nhìn không được co lại, Trác Phàm cả kinh nói. Rear mép khẽ nhúc nhích, Đan Thanh Sinh lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhìn đến a, cái kia chính là lão phu song sinh thần hồn. Một là kiếm hồn, hai là Thiên Long thần hồn. Song hồn cùng tồn tại, lão phu thần hồn lực lượng, là người khác mấy lần không thôi. Đây cũng chính là vì sao, lão phu có thể tại Tây Châu, thành là thứ nhất người nguyên nhân. Mà cái kế tiếp Tây Châu đệ nhất nhân, tiểu gia hỏa, sẽ là ngươi, ha ha ha. Thân thể bất giác hung hăng run run, Trác Phàm lúc này giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Song sinh thần hồn, cho dù tại thánh vực cũng là gần như không tồn tại sự tình a, dù sao hai đại thần hồn liền tương đương với hai cái chiếm núi làm vua lão hổ, nếu là cùng ở một chỗ, tất yếu phân ra cao thấp mới có thể. Nhưng là bây giờ, cái kia hai cái thần hồn thế mà yên ổn ở vào cùng một khu vực, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Trác Phàm nhìn về phía trong tay cái kia cái ngọc giản, trong mắt phát ra rạng rỡ tinh quang. Cho dù tại cái này phàm giai, cũng là có đồ tốt tồn tại a. Thần hồn ngưng tụ, vốn là chỉ có một cơ hội, đó chính là hóa hư cảnh, nguyên thần đại thành thời điểm. Nhìn đến Trác Phàm nhìn chằm chằm khối kia ngọc giản không thả, Đan Thanh Sinh không khỏi khẽ gật đầu, bắt đầu giảng giải, nhưng là Trác Phàm, người ta khác biệt, tại thần chiếu cảnh dưới. Nguyên thần liền đã đại thành, có thể ngưng tụ thần hồn. Cứ như vậy, chúng ta liền có hai lần ngưng tụ thần hồn cơ hội. Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, tĩnh tâm lắng nghe, Đan Thanh Sinh lại là bất chợt tới đến trong mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói, nhưng là trong này cần mấy cái điều kiện, mới có thể đạt thành. Một chính là lần thứ hai ngưng tụ thần hồn nguyên thần cường độ, nhất định phải xa mạnh hơn xa lần thứ nhất mới có thể. Nếu không nguyên thần thụ cái thứ nhất thần hồn quấy nhiễu, đem về rất khó ngưng kết thành hình. Cái này hẳn là rất dễ dàng a, dù sao cũng là thuận lý thành chương sự tình.
đã chúng ta thần chiếu cảnh liền có thể ngưng kết ra thần hồn, cái kia đến hóa hư cảnh lúc, nguyên thần cường độ lẽ ra nên càng mạnh đa tài là. Trác Phàm chuyện đương nhiên nhìn về phía Đan Thanh Sinh, nhưng Đan Thanh Sinh lại là mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu, ha ha ha. Cái này đối người khác mà nói có lẽ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đối ngươi lại là lớn nhất khó khăn. Há, lời này sao nói? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh tiếp tục nói, cái này muốn giảng đến ngưng kết song hồn điều kiện thứ hai, một núi càng so với một núi cao. Thứ hai thần hồn đã muốn hao phí càng lớn lực lượng nguyên thần, vậy thì nhất định phải mạnh hơn đệ nhất thần hồn mới có thể, dạng này mới có thể trấn áp đệ nhất thần hồn, ngưng tụ thành công. Nếu không, y nguyên không thể thành sự. Cái này, ta minh bạch. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm trong lòng nhịn không được trầm xuống. Đã là hiểu rõ hắn lời nói bên trong chân ý. Thiên Long thần hồn vốn chính là thiên địa linh khí ngưng tụ, thần hồn bên trong cực phẩm tồn tại, thứ hai thần hồn muốn mạnh hơn Thiên Long thần hồn, cái kia đến là loại nào cường hãn thần hồn mới có thể sánh được a. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm trong lòng buồn rầu, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ cười cười, thở dài một hơi nói ai, ngươi tiểu tử này cũng là không có sớm ngộ đến lão phu, nếu không lão phu gặp ngươi cùng lão phu tương tự như vậy. Thấy một lần hợp ý, chắc chắn sẽ tại ngươi ngưng tụ đệ nhất thần hồn trước thêm nhiều nhắc nhở. Giống lão phu dạng này, đệ nhất thần hồn là kiếm hồn, thứ hai thần hồn ngưng tụ Thiên Long thần hồn, vừa vặn ngăn chặn nó, song hồn đại thành. Tiền bối, ngài đây là sau đó ra cát lượng đi. Ta cũng không tin, ngài lúc đó đệ nhất thần hồn như có cơ hội ngưng tụ mạnh nhất Thiên Long thần hồn, ngài biết tạm thời đè xuống trong lòng sao động, đưa nó kéo về sau, ngưng tụ kiếm hồn. Dù sao, lúc trước ngài chỉ sợ còn chưa hẳn rõ ràng này đôi hồn năng không cùng lưu giữ đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, Đan Thanh Sinh không khỏi bật cười một tiếng, gật gật đầu, xác thực, lúc trước ngưng tụ đệ nhất thần hồn lúc, xác thực còn không có điều kiện ngưng tụ Thiên Long thần hồn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, về sau mới khiến cho ta lục lọi ra song hồn chung sinh chi đạo. Cái kia, nếu là lại ngưng tụ một điều Thiên Long thần hồn đâu? Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt sáng lên, đề nghị. Đã đầu thứ hai thần hồn rất khó siêu việt điều thứ nhất, vậy liền làm chỉ sánh vai cùng nhau tốt, nếu không du lịch đại lục, lại đi thu thập 10 cái địa mạch long hồn mà thôi. Thế nhưng là Đan Thanh Sinh nghe đến, lại là trực tiếp lắc lắc đầu, phủ định nói, tiểu tử, người phải biết, một núi không thể chứa hai hổ. Một người nếu là ngưng tụ song hồn, cùng một chủng loại thần hồn, cũng không thể thản nhiên chỗ chi. Nói cách khác, một người đã định trước không thể có hai cái thú hồn. Nếu muốn cùng tồn tại, một cái khác tất nhiên là hắn thần hồn. Ngươi nếu muốn lại ngưng kết ra một con Thiên Long hồn, vậy ngươi cái thứ nhất Thiên Long hồn tất nhiên không đáp ứng, đây là tranh địa bàn hành động A, cho nên ngươi chắc chắn thất bại. Mà cái này, cũng là ngưng tụ song hồn cái điều kiện thứ ba, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhất tâm đồng thể. Tựa như căn phòng này, nếu là có người tiến đến, ngươi sẽ cho rằng đây là xâm phạm, nhưng là mặt đất thỉnh thoảng có con kiến phi trùng lướt qua, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, vì sao? Bởi vì các ngươi tất cả đều không đem đối phương coi là hội xâm phạm ngươi lợi ích cá thể. Tựa như ngươi cho rằng căn phòng này là ngươi, con kiến cũng cho rằng đây là bọn họ xào huyệt, bình an vô sự, nhưng các ngươi lại thật sự cùng hưởng lấy cái này một chỗ giới. Thì ra là thế. Nói cách khác ngài kiếm hồn tại Thiên Long hồn trong mắt, cũng là một cây trụ, Thiên Long hồn tại kiếm hồn trong mắt, cũng chính là một cái loài bò sát, song phương không có căm thù xung đột, mới có thể hài hòa sống chung. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Khen ngợi gật đầu, Đan Thanh Sinh tiếng cười khẽ nói, trẻ nhỏ dễ dậy, chính là lý do này. Nguyên thần chỉ có một cái, nhưng thần hồn lại có hai cái, đều là thủ nguyên thần chỗ hư không, lẫn nhau không can dự. Đây cũng là nhất tâm đồng thể còn như thế nào làm đến cái này nhất tâm đồng thể, lão phu cái kia bí pháp bên trong đều có ghi chép, người thật tốt nghiên cứu chính là, lão phu thì không nhiều lắm lời, ha ha ha. Thế nhưng là tiền bối, hắn sự tình ta đều có thể hiểu rõ, nhưng là như thế nào ngưng tụ ra một cái so Thiên Long hồn còn mạnh hơn thần hồn, đây mới là quan trọng a, xin tiền bối chỉ giáo. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm suy nghĩ một chút, vội vàng liền ôm quyền, cung kính nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đan Thanh Sinh bất giác bật cười ra tiếng, cái này. Lão phu thì không có cách,
đều là cá nhân tạo hóa a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Đan Thanh Sinh xoay người một cái, trong nháy mắt biến mất bóng người, đúng là một chạy, tóm lại, phần nhân tình này lão phu còn, phần này nhân quả lão phu cũng đoạt. Ngày sau ngươi có thể thành công hay không, toàn bằng tự thân, lão phu cũng bất lực, ha ha ha. Chờ một chút tiền bối, ngài. Trác Phàm vội vàng lên tiếng, muốn gọi ở, nhưng là đã cảm giác không thấy người kia khí tức, bất giác một trận bực mình, trong lòng thầm mắng. Lão đầu tử này, chả cái dám nhân tình a, cho lão tử một cái song sinh thần hồn tu luyện đại pháp, đem lão tử nghiện cho câu lên tới, gần lại nói cho lão tử rất khó đạt thành, đây không phải hại người a. Làm sao bây giờ, biết rõ có như thế một cái kỳ lạ tu luyện phương thức lại không thể đến, hắn hiện ở trong lòng cảm giác thì cùng mèo bắt một dạng. Hừ, vong ân phụ nghĩa lão đầu tử, người nhà đây rõ ràng cũng là trêu chọc ta, còn mạnh hơn long hồn thần hồn, trong lòng ta còn không có đáy đây, người bí pháp này ta làm sao luyện được. Thế nhưng là rất nhanh, Trác Phàm lại kịp phản ứng, vốn là cái kia Đan Thanh Sinh lần này muốn thánh binh, đã bị chính mình nhanh chân đến trước. Chính mình cho hắn họa cái tuyến lộ đồ, cũng là để hắn một chuyến tay không mà thôi, cũng không có gì ân huệ, ngược lại là trêu đùa hắn. Như thế tới nói, hắn cũng không có cái gì vong ân phụ nghĩa câu chuyện, sau cùng có thể không phát hiện là mình dở trò quỷ, chạy tìm đến mình phiền phức, đã rất không tệ, chính mình còn xoắn suýt nhiều như vậy làm gì. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, huyết anh đã là nhất thời xuất thể, trong nháy mắt hóa thành thanh ma kiếm kia, xuất hiện tại hắn trong tay. Dương mắt nhìn lên, chuôi kiếm lớn nhất bên trên vị trí, thình lình khắc lấy hai cái chữ to, chống trời. Ai, kình thiên kiếm A, lúc đó vội vàng, đem ngươi làm ra đến lúc đều không lo lắng biết rõ ngươi kiếm tên, hiện tại xem xét, thật đúng là lão gia hỏa kia muốn tìm đồ. Chỉ hy vọng hắn tuyệt đối đừng lại tìm trở về, chằm chằm đến lão tử trên thân, không phải vậy lão tử thì xong đời. Trác Phàm nhẹ nhẹ vỗ về thân kiếm kia, thì thào xuất khẩu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng già nua hét lớn lại là bỗng dưng từ ngoài phòng vang lên, cái kia Đan Thanh Sinh không ngờ vòng trở lại, đúng a tiểu tử, người cái kia thương tổn ở sau đó đối chiến bên trong, chỉ sợ làm sao cũng giấu không được, nếu để cho cái kia hai cái lão đầu phát hiện, ngươi nhưng là có phiền phức lớn. Ách, tiền bối, ngài lại trở về. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng thanh kiếm hướng chính mình trong bụng nhét, lại là phốc một tiếng, mũi kiếm xẹt qua bụng dưới, nhất thời lại là một đạo vết máu chợt hiện, thẳng đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trường kiếm kia một tiếng cười khẽ, vội vàng hóa thành huyết anh, lại trở lại trong cơ thể hắn. Hung hăng chừng chính mình bụng dưới liếc một chút, Trác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, vật nhỏ này thật không có ánh mắt, biết rõ lão đầu kia trở về còn không biến về đi, nếu như bị phát hiện, thế nhưng là ăn không được đi. Bất quá còn tốt, lần này thương thế chỉ là chảy ra một chút, cũng không lo ngại. Sau đó Trác Phàm không để ý tới xử lý lần này ngộ thương, đuổi vội trả lời, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối tự có diệu kế. Há, vậy là tốt rồi, chỉ là nếu là ngươi bất hạnh bị bắt được, chỉ giao phó chính ngươi sự tình liền tốt, tuyệt đối đừng đem lão phu làm đi ra, nếu không mà nói, hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, Đan Thanh Sinh tiếp lấy vừa dài than ra âm thanh, ai, ngươi cũng là thụ người chú ý người, nếu không phải sợ làm cho không tất yếu phiền phức, thực tiện tay giải quyết ngược lại càng bất việc. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm nghe lấy lão đầu kia lại nhải, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Cái này nha quả nhiên cũng là chuyên quyền độc đoán hạng người, may mắn lão tử phong mang tất lộ, mọi người chú mục. Hắn sợ làm cho chấn động, mới không dám ra tay. Không phải vậy lời nói, đổi một cái không có danh tiếng gì, biết hắn bí mật này, không phải trực tiếp diệt khẩu không thể. Nghe lấy ngoài phòng động tĩnh dần dần tiêu tán, lão đầu kia đoán chừng cũng đã đi xa, Trác Phàm mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn lấy trong tay khối kia ngọc giản, nhìn chăm chú rất lâu, mới nhẹ hừ một tiếng, hừ, không cần thì phí, vạn nhất về sau có cơ hội đây, trước nghiên cứu một phen rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bắt đầu yên tĩnh nghiên cứu trong ngọc giản nội dung, trên mặt bất giác run run động một cái, đúng là càng nghiên cứu, càng sợ dị, trong lòng thầm than, cái này Đan Thanh Sinh quả nhiên là một kỳ tài, có thể ngộ ra như thế thần diệu bí pháp. Chỉ tiếc hắn nương nhờ phàm giai, cất bước thấp. Nếu là có thể xuất sinh thánh vực lời nói, đoán chừng nhưng đến thánh giả một cảnh, cũng không nhất định a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai,
chiến trường đối diện bên trong rất nhanh liền biến đến người đông tấp nập, mọi người đều tranh nhau chen lấn mà nhìn xem đối trong chiến trường vị trí, một mặt vẻ hưng phấn, chờ lấy hôm nay đại chiến mở ra. Dù sao, này chiến ý nghĩa không thể coi thường, chính là mới lên cấp hắc mã, đối trung tam tông mạnh nhất, kiếm thần tông khiêu chiến thi đấu. Mà kiếm thần tông, lại là bị nhận định, thứ nhất đến gần vô hạn thượng tam tông tông môn. Nói cách khác, như lần này ma sách tông khiêu chiến thành công, đem trực tiếp uy hiếp được thượng tam tông địa vị, cho nên không chỉ có là những cái kia xem náo nhiệt các quốc gia đại biểu, cho dù là còn lại mấy cái tông nhân lập tức, chỉ cần còn sống, liền đều sẽ tới này trịnh trọng quan chiến. Có lẽ một trận chiến này phía dưới, Tây Châu cục thế cùng lợi ích phân phối, như vậy đều muốn sửa chữa, để bọn hắn không thể không chú ý cực kỳ. Khuynh Thành ngươi nhìn, thượng tam tông bọn họ đều đến đông đủ, mà lại cái kia sắc mặt, đúng là ít có đến ngưng trọng, xem ra bọn họ xác thực cảm thấy uy hiếp. Xem trên khán đài, Thủy Nhược Hoa nhất chỉ còn lại mấy cái tông vị trí, trong mắt tản ra vẻ kinh dị, ngươi nói. Ma sách tông bọn họ lần này chân năng uy hiếp được thượng tam tông mấy ngàn năm bất động địa vị à? Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, hắn như xuất chiến, người nào cái mông dưới đáy vị trí, cũng sẽ không quá kiên cố. Loại chuyện này, ta sớm trước kia liền không cảm thấy kinh ngạc, có bao nhiêu cao cao tại thượng người cùng thế lực, là bị hắn lôi xuống ngựa. Cũng khó trách những tông môn này, hội khẩn trương như vậy, ha ha ha. Khuynh Thành tỷ. Người đối với hắn cứ như vậy tin tưởng. Đến tiếp xuống tứ tông thực lực, thế nhưng là cùng lúc trước những tông môn kia, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Đan Nhi vẫy lấy một đôi mắt to, nhìn về phía Sở Khuynh Thành trêu đùa. Thản nhiên cười, Sở Khuynh Thành sắc mặt lạnh nhạt, thăm thẳm lên tiếng, hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, chỉ cần hắn muốn làm, không có chuyện gì là không làm thành, ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Thật sâu nhìn lấy Sở Khuynh Thành. Mọi người chung quanh bất giác tất cả đều trong lòng run lên, lẫn nhau nhìn xem, mập mờ cười rộ lên. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, rên lên một tiếng, lại không ra tiếng. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, bình phán trưởng lão bóng người xuất hiện lần nữa tại trung ương trên đài cao, tiếp lấy chính là Song Long Chí Tôn rơi xuống cái kia tối cao quan chiến chỗ. Mọi người gặp qua lễ về sau, bình phán trưởng lão hét to vang lên lần nữa, Ma Sách Tông cùng Kiếm Thần Tông. Hai tông đệ tử vào tràng. Tiếng nói vừa dứt, hai tông nhân mã liền chậm chậm đi tới. Kiếm thần tông trước nhất một người, chính là lĩnh đội Ôn Đào, chỉ là giờ này khắc này, hắn sắc mặt đã không còn giống bình thường như vậy tùy tiện nhẹ nhõm, ngược lại lộ ra một cỗ thật sâu ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ma sách tông người cầm đầu, tự nhiên là Trác Phàm, bất quá hôm nay ma sách tông chỉ có 9 người mà thôi, Lục Hạt vắng mặt. Mọi người gặp này, trong lòng ào ào minh bạch. Người kia hôm qua trọng thương, không thể tái chiến. Song phương đệ tử đi lên đài, bình phán trưởng lão hai bên mỗi người nhìn một chút về sau, hàng đầu chuyển hướng Trác Phàm chỗ đó, trịnh trọng nói, hôm nay Ma Sách Tông chỉ có 9 người tham chiến, nhân số phía trên đúng là bất lợi, phải chăng có dự bị trên đỉnh. Đa tạ trưởng lão hảo ý, ta Ma Sách Tông đệ tử tại tinh không tại nhiều, cho dù thiếu một người tham chiến, một dạng chiếu chiến không lầm. Khom người liền ôm quyền. Trác Phàm cao giọng xuất khẩu, lộ ra một cỗ anh hùng khí khái, làm cho trên khán đài một đám người xem, nhìn đến âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Bình phán trưởng lão cũng là vui vẻ gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Ôn Đào phương hướng, xem bọn hắn có ý tứ gì. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào hướng về bình phán trưởng lão, Ma Sách Tông đệ tử cùng tại chỗ người xem theo thứ tự ôm một cái quyền, lộ ra thản nhiên ý cười. Không phải ta Kiếm Thần Tông hôm nay muốn chiếm cái này Ma Sách Tông tiện nghi, thật sự là đối thủ quá mạnh, chúng ta không thể coi thường, cũng để cho không tầm thường a. Đừng nói bọn họ chỉ thiếu một người, thì coi như bọn họ thiếu 9 người, chỉ Trác huynh trên một người chàng, chúng ta cũng phải 10 người cùng lên, nơm nớp lo sợ, nghiêm chỉnh mà đối đãi, mới có thể đối địch. Cho nên, ha ha ha, Trác huynh, một hồi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a. Chỗ nào, Ôn huynh khách khí. Trác Phàm đồng dạng vừa chắp tay, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Ôn Đào cũng thực là khéo léo thế hệ, vừa mới mấy câu nói xuống tới, đã không có tiểu nhân đắc chí ngông cuồng, lại không có đánh mất lực lượng yếu đuối, ngược lại có một loại khiêm tốn mà cương nghị cảm giác, trong bông có kim, trong nhu có cương, không mất tự tôn mà không có không kiêu căng. Để tất cả nghe được lời này người, mặc dù không có nổi lòng tôn kính cảm giác,
nhưng lại càng nhiều một phần thân thiết cùng tôn trọng. Nhu tình kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, cương nhu hòa hợp, tinh xảo đặc sắc. Tốt, đã song phương đều không có điều gì dị nghị, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Minh phán trưởng lão nhìn song phương liếc một chút, về sau hơi vung tay, hét lớn lên tiếng, mở ra kết giới, trung tam tông khiêu chiến thi đấu sau cùng một trận, ma sách tông đối chiến kiếm thần tông, bắt đầu. Siêu siêu, cái kia hai cái canh cổng lão giả xuất hiện lần nữa tại cái này trên đối chiến đài, về sau trong tay bấm niệm pháp quyết, mở ra thông hướng sơn cốc kia thông đạo. Ôn Đào bất giác khẽ cười một tiếng, làm ra một cái mời tư thế, rất là lễ độ, Trác huynh, mời. Ôn huynh khách khí, mời. Trác Phàm cũng là nhạt cười một tiếng hoàn lễ, tiếp lấy song phương liền song song tiến lên, chậm rãi biến mất tại cái kia màu trắng trong vầng sáng. Thấy tình cảnh này, vây xem mọi người bất giác cùng nhau gật đầu tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này ma sách tông cũng không phải đối với người nào đều thủ đoạn độc ác, chỉ tại đối đãi ma hồn tông cùng kiếm thần tông, cái này nhất chính nhất ma hai cái không đồng đạo thống trên tông môn, bọn họ liền biểu hiện được rất hữu hảo mà. Xem ra cái kia thiên hành tông bị người ta hung ác ngược, xét đến cùng, vẫn là ra tại chính bọn hắn trên thân. Hắn nha thực sự thật ngông cuồng, đã ngươi không cho người ta mặt, người ta cần gì phải muốn cho ngươi mặt mũi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng cũng là đối các tông môn lớn tính nết có một tia giải. Ma hồn tông khoái ý ân cừu, kiếm thần tông khiêm cung lễ độ, mà ma sách tông lại là ân oán rõ ràng còn cái kia thiên hành tông a. Quay đầu nhìn một chút nơi xa. Đã chỉ còn lại có hai người thiên hành tông ở chỗ đó, nhìn thấy Nhâm Thông cái kia một mặt oán độc ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm phương hướng, mọi người liền khinh thường bĩu môi. Nha nha nha, trang bức bị sét đánh, đáng đời. Bỗng dưng, trong lòng mọi người đã là bắt đầu có lựa chọn, nếu là lần này chín tông vị trí phát sinh cải biến, một số thực lực mạnh mẽ đế quốc, là có thể chủ động mời nào đó cái tông môn vào ở. Mà chỗ đó lợi ích. Tự nhiên cũng liền tương đối cao hơn một chút. Lần này đối chiến, ma sách tông đối thiên hành tông hung ác tuy nhiên ngay từ đầu dẫn tới mọi người phản cảm, nhưng theo sau hai trận ma sách tông anh hùng tình hoài cảm nhiễm mọi người tại chỗ, mọi người đối ma sách tông ấn tượng ngược lại đổi mới rất nhiều. Tương đối, lúc trước những cái kia phản cảm, cũng liền một cách tự nhiên chuyển rời đến thiên hành tông trên thân. Mọi người hiện tại đã bắt đầu cho rằng, thiên hành tông bị diệt, khẳng định xuất hiện ở hắn trên người mình. Ai bảo hắn ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy. Bụng dạ hẹp hòi lại trang bức không điểm mấu chốt tông môn, lớn nhất mẹ hắn khó hầu hạ. Kết quả là, tại chỗ các đại kim chủ ào ào đem thiên hành tông đặt vào lớn nhất không chào đón tông môn trong danh sách, trừ phi không có cách nào, nhất định phải tiếp nhận. Nếu không mà nói, đánh chết cũng không tiếp như thế cái tông môn vào ở đế quốc. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ chung quanh cái kia tràn ngập xem thường cùng cười nhạo ánh mắt. Nhâm Thông hung hăng chừng mọi người liếc một chút, thẳng đem bọn hắn đều chừng đến hoảng sợ trở về, mới hận đến cắn răng nghiến lợi tiếp tục nhìn chăm chú về phía Trác Phàm biến mất cái hướng kia. Theo lý thuyết hắn mới là người bị hại a, làm sao kết quả là ngược lại bị tất cả mọi người khinh bỉ, trên đời này còn có hay không công lý có thể nói. Cái kia Tề trưởng lão cũng là một mặt kêu rên lấy ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hơi có vẻ âm thanh yếu ớt lại là đột nhiên mà vang vọng tại bọn họ bên tai, Tề trưởng lão, Mặc cho công tử, gia sư có câu nói muốn mời hai vị mang cho Nhậm tông chủ, chẳng biết có được không mượn một bước trao đổi. Ngươi là ai a? Không khỏi sững sờ, hai người chuyển bài nhìn qua, lại chính gặp một cái toàn thân quấn tại hắc bào bên trong bóng người, tại trước mặt bọn hắn run run rẩy rẩy đung đưa thân thể, tựa hồ tương đương suy yếu, gió thổi qua liền sẽ ngược lại đồng dạng. Đầu hắn ép tới rất thấp, khiến người ta nhìn không thấy hắn hình dạng, nhưng là chờ hắn ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia tràn đầy trắng xám hai gò má lúc, hai người lại là nhìn không được cùng nhau giật mình, thì thào lên tiếng nói, Lục Hạt, tại sao là ngươi? Một phương diện khác, Trác Phàm bọn người lần nữa đi vào ngọn núi nhỏ kia cốc về sau, như lúc trước đồng dạng, Trác Phàm dẫn đầu hướng, về, sau nhảy một cái, nhìn về phía Ôn Đào chờ người cười nói, vẫn là câu nói kia. Người nào cùng ta chung đem vui mừng. Thế mà, Trác Phàm lời còn chưa dứt, Ôn Đào đã là khẽ cười một tiếng, điều cười ra tiếng nói, sớm biết ngươi sẽ như thế, cho nên tại hạ cũng sớm liền chuẩn bị tốt thông qua ngươi cái này tám tên hộ vệ trùng điệp phong tỏa. Tám tên. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm bất giác cười nhạo nói, ngươi thế nhưng là hóa hư cường giả, có thể cùng ngươi giao thủ,
ta chỗ này cũng liền 6 tên mà thôi, còn lại một cái bị thương không tại, chỉ có 5 tên thôi, từ đâu tới 8 tên có thể nói. Lại giả thuyết, các ngươi 10 tên đệ tử, tất cả đều là hóa hư cao thủ, ngươi không cần xuất thủ, cũng có thể tùy tiện qua rơi bọn họ đi. Ha ha ha, khó mà làm được, nếu là Trác huynh định ra khảo nghiệm, ta tự nhiên muốn tự mình vượt quan mới có thể, dựa vào các sư đệ giúp đỡ phá quan, chẳng phải là nhập không Trác huynh pháp nhãn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào Bất Chí Khả Phủ nói. Còn lại 9 tên kiếm thần tông đệ tử, bao quát Tạ Thiên Thương ở bên trong, cũng là khẽ gật đầu, hướng về sau một bước, trịnh trọng nhìn về phía trước, tựa hồ cho thấy tuyệt không nhúng tay vào quyết tâm. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Thích Trường Long gặp này lúc này liền là giận dữ, quát nói, Ôn Đào, ngụy ý là muốn lấy lực lượng một người, cộng đồng đối phó chúng ta 8 người đi. Hừ, cuồng vọng. Coi như ngươi là hóa hư tứ trọng cao thủ, nhưng chúng ta nơi này cũng có 2 cái hóa hư tam trọng cường giả, còn có 1 tên hóa hư nhị trọng cao thủ cùng 2 tên hóa hư nhất trọng cao thủ, 5 người liên thủ, liền xem như ngươi cũng chưa chắc địch nổi chúng ta đi. Há, vậy nhưng chưa hẳn. Bất giác suy cười một tiếng, Ôn Đào từ chối cho ý kiến, tu vi ở giữa chênh lệch, có khi nhưng là cũng không thể đại biểu thực lực ở giữa chênh lệch. Điểm này, Trác huynh hẳn là tốt nhất ví dụ. Đều xuất hiện tỷ lệ nhập siêu cách. Mặc dù nói giữa chúng ta chỉ kém một trọng tu vi, nhưng là trên thực lực chỉ sợ lại không chỉ như vậy một chút a, ha ha ha. Nương theo lấy một đạo tùy tiện tiếng cười, Ôn Đào dưới chân đạp nhẹ, bỗng dưng liền xông về trước quá khứ, một bên hướng còn một bên cười to nói, Trác huynh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ, hiện tại trước nóng cái thân thể a, khác một hồi bối rối phía dưới, không kịp xuất thủ, rơi vào bị động. Thật can đảm. Ngươi cho chúng ta là giấy A, có thể để ngươi nhanh như vậy vò tới Trác quản gia trước mặt. Không khỏi giận hừ một tiếng, Thích Trường Long lúc này kết ấn, bỗng dưng, một cái cao mấy chục trượng thổ hoàng sắc cự ấn liền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, thủ quyết một đánh, nhất thời hướng Ôn Đào nện xuống. Khóe miệng một phát, Ôn Đào không thèm để ý chút nào, trong mắt ngưng tụ, hai ngón khép lại, nhất thời chỉ về phía trước. Hiu! Một đạo kiếm mang bay thẳng bên ngoài cơ thể. Đụng một tiếng liền đánh tới cái kia con dấu phía trên, nhất thời liền đem cái kia con dấu cho đánh bay ra ngoài, trên không trung chuyển nửa vòng, biến mất không thấy gì nữa, đã là lại trở lại Thích Trường Long thể nội. Thân thể nhịn không được run run, Thích Trường Long phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, đã là uể oải quỳ rạp xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Cái gì, cái này sao có thể, chỉ là một chiêu thì. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Mọi người gặp này bất giác cùng nhau quá sợ hãi, tràn đầy không thể tin ánh mắt. Tại bọn họ nơi này, trừ Trác Phàm bên ngoài, cũng là Thích Trường Long thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn cùng cái này Ôn Đào chỉ là chênh lệch một cấp tu vi, còn liền thần hồn đều ra, thế mà bị người ta một chiêu đánh bại, người ta nhưng là liền thần hồn đều không thả ra a. Cái này bên trong chênh lệch, thật sự là không thể tính theo lẽ thường. Bỗng nhiên, mọi người nhìn về phía Ôn Đào khuôn mặt, đều là ngưng trọng lên. Cho dù là Trác Phàm, cũng thật sâu nhìn về phía hắn, lại là cũng không có lo lắng, ngược lại có chút mừng rỡ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Xin lỗi Thích huynh, vừa mới ta đã thủ hạ lưu tình, ngươi ở nơi đó nằm 3 canh giờ liền không sao, không có trở ngại. Ôn Đào một đường tiến lên, còn hướng ngã trên mặt đất Thích Trường Long trấn an nói, đúng là đối một cái người thất bại đều cung kính lễ độ. Thế nhưng là nghe đến hắn lời nói, Thích Trường Long lại là khẽ cắn môi, một mặt vẻ không cam lòng. Sỉ nhục a, thật sự là sỉ nhục. Tuy nhiên cái này Ôn Đào cũng không có hùng hổ dọa người cùng ngông cuồng chi sắc, hoặc là cực điểm nhục nhã hắn. Nhưng là tại chính mình toàn lực ứng phó tình huống dưới, còn bị người ta một đầu ngón tay đánh ngã, cái này tại hắn cái này ma sách tông đệ nhất thiên tài cả đời đối chiến bên trong, trừ bị Trác Phàm giáo huấn như vậy qua bên ngoài, cũng chỉ có cái này Ôn Đào. Cái này, cũng là thực lực sai biệt. Cái này, cũng là Trung Tam Tông đứng đầu cùng Hạ Tam Tông chênh lệch a. Không sai, bọn họ hiện tại xác thực khiêu chiến đến Trung Tam Tông bên trong, nhưng là trong lòng bọn họ đều hiểu, đây là ai mang đến. Trừ Trác Phàm cái quái vật này, có năng lực sánh ngang Trung Tam Tông, thậm chí Thượng Tam Tông thiên tài đệ tử bên ngoài, bọn họ người khác trên bản chất vẫn là Hạ Tam Tông tầng thứ mà thôi. Cho dù bị Trác Phàm dùng các loại thủ đoạn, đem thực lực nâng lên Trung Tam Tông trình độ phía trên, nhưng cùng Trung Tam Tông thiên tài đệ tử so sánh, chênh lệch vẫn còn rất nhanh liền hiện ra.
Thiên Hành Tông lần kia không nói trước, những đệ tử kia đã sợ mất mật, căn bản không phát huy ra thực lực tới. Nhưng cụm núi rừng cây hợp kích trận thức, vẫn là rất nói rõ vấn đề. Lấy 2-6, đem bọn hắn trong nháy mắt chấn khai, có thể nói là bại hoàn toàn, cuối cùng là Trác Phàm tự mình xuất thủ, mới đem bọn hắn thu thập hết. Sau đó Ma Hồn Tông đối chiến, Hàn Vân Phong rõ ràng so với bọn hắn tu vi còn yếu một tầng, nhưng là tiến hành xa luân chiến lúc, trừ sau 3 trận không tính, trước 3 chàng bọn họ thế nhưng là đều đem hết toàn lực, người ta lấy 1-3, bọn họ lại là vẫn như cũ bại hoàn toàn. Mà lần này, Trung Tam Tông mạnh nhất Ôn Đào xuất thủ, bọn họ mới chính thức cảm thấy trung hạ ở giữa chênh lệch. Nghĩ tới đây, Thích Trường Long không khỏi hơi hơi nâng lên đầu đến, hướng Bạch Luyện chỗ đó nhìn qua, lại chính gặp Bạch Luyện toàn lực xuất thủ, nhưng như cũng bị cái kia Ôn Đào tùy ý nhất chỉ liền đánh ngã, cùng hắn đồng dạng hạ tràng, không thể động đậy. Mà cái kia Ôn Đào, vẫn như cũ là một bộ thành thạo bộ dáng, tiếp tục hướng phía trước hướng, tựa hồ hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Không sai, Ôn Đào danh xưng nhu tình kiếm, tâm tư cẩn thận, là cái hiểu lễ người, sẽ không đối bọn hắn lộ ra bất kỳ khinh bỉ nào hoặc vô lễ chi sắc. Nhưng là bởi vì thực lực sai biệt, dù vậy khéo léo thế hệ, cũng trong lúc vô tình toát ra đối bọn hắn không nhìn. Điều này không khỏi làm Thích Trường Long trong lòng lấp kín, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông tích lũy khác biệt, bọn họ hiện tại tuy nhiên có Trung Tam Tông danh vị, nhưng muốn đuổi kịp Trung Tam Tông tốc độ, còn cần phải năm này tháng nọ tích lũy mới được a. Trác quản gia tuy nhiên đã đem bọn hắn mang đến nơi đây, nhưng đến tiếp xuống đường, còn muốn chính bọn hắn đi mới được a. Trong lúc nhất thời, Thích Trường Long trong lòng cảm khái, trong mắt ngưng tụ, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tiến lên trên đường, Ôn Đào một đường thông suốt, tùy ý thông suốt, Quỷ Hổ, Khuê Lang, Nguyệt Linh 3 người gặp này, bất giác kinh hãi. Vội vã xông lên phía trước, liên thủ ngăn cản, Ôn Đào, người đừng tưởng rằng đánh ngã Thích sư huynh bọn họ, liền có thể tùy tiện thông qua chúng ta cửa này. Phốc phốc phốc, thế mà, Quỷ Hổ lời nói còn chưa rơi xuống, 3 tiếng vang trầm trầm liền đã vang lên. Ôn Đào bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, mà bọn họ lại là cổ cứng lên, thân thể cứng đờ, không tự chủ được ngã xuống. Xin lỗi, các ngươi hiện tại tựa hồ còn chưa đủ lấy cản ta đường. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười, Ôn Đào lần nữa đạp nhẹ cước bộ, trong nháy mắt liền tới đến Nguyệt Nhi, Thiết Ưng, Khuê Cương bọn họ cái này 3 cái thần chiếu cảnh tu giả trước mặt, nhất thời liền đem 3 người hoảng sợ đến biến sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Khóe miệng xẹt qua một đạo hiền lành đường cong, Ôn Đào khoan thai lên tiếng, một hồi chúng ta muốn chuyên tâm đối phó các ngươi quái vật kia quản gia, cho nên còn xin các ngươi, không nên quấy rầy. Nói. Ôn Đào 2 ngón tại 3 người trước mặt vạch 1 cái, 3 người liền nhất thời tròng mắt lắc 1 cái, vô lực ngã xuống. Đến tận đây, Ma Sách Tông các đệ tử, trừ Trác Phàm 1 người bên ngoài, toàn quân bị diệt. Mà Kiếm Thần Tông đệ tử, vẫn còn từng cái hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, tất cả đây hết thảy, vẫn là Ôn Đào 1 người tại trong chốc lát hoàn thành, điều này không khỏi làm tất cả vây xem mọi người, đều là quá sợ hãi, mí mắt nhìn không được đến thẳng nháy. Chỉ dựa vào lực lượng 1 người, liền đem lần này 9 tông thi đấu bên trong lớn nhất đại hắc mã, Ma Sách Tông cơ hồ toàn viên tận chu. Thực lực như thế, thực sự hoảng sợ. Cho dù là Thượng Tam Tông những thiên tài kia đệ tử, thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động lên. Nghĩ không ra cái này Ôn Đào đã có thực lực này, cái này Kiếm Thần Tông còn lại đệ tử cũng không kém, coi là thật có thể nhập Thượng Tam Tông hàng ngũ, chỉ cần bọn họ lại. Mí mắt hơi hơi run run động 1 cái, Vũ Thanh Thu thật sâu nhìn về phía bên trong thung lũng kia tình hình chiến đấu, riêng là nhìn chăm chú về phía cô độc 1 cái Trác Phàm chỗ đó, thăm thẳm lên tiếng, chỉ cần trừ cái này cái cuối cùng chướng ngại vật, đến tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt, cũng là Kiếm Thần Tông khiêu chiến. Ánh mắt khẽ híp 1 cái, Viêm Ma trầm ngâm 1 chút, lại là khinh thường bĩu môi, thở dài, quan trọng ngay ở chỗ này, cái này lớn nhất chướng ngại vật. Cũng là cái kia Ôn Đào cùng Kiếm Thần Tông khó khăn nhất nhảy tới. Phía trước hắn thu thập, đều là một số không nên thân tôm tép nhỏ bé, còn lại cái này, mới là dưới biển sâu tránh thức mãnh long. Cho dù là 10 người liên thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể vượt qua cái này mấu chốt, điểm quyết định. Há, Kiếm Thần Tông 10 người liên thủ, sử xuất toàn lực tràng diệt, chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua, ngươi thì khẳng định như vậy, bọn họ không phải cái kia Trác Phàm đối thủ. Bất giác khẽ cười 1 tiếng,
Phũ Thanh Thu kỳ dị nhìn về phía Viêm Ma nói, ta thừa nhận Trác Phàm rất mạnh, nhưng Ôn Đào cùng Kiếm Thần Tông cũng không phải thiện bối. Lần này lấy 10 địch 1, ta ngược lại là cảm thấy, thắng bại đem tại 5 năm số lượng. Nghe được lời này, Viêm Ma thật sâu liếc hắn một cái, lại là khinh thường lắc lắc đầu, cười ra tiếng, đó là ngươi không có cùng tiểu tử kia giao thủ qua, mới sẽ nói như vậy. Lần này ta đồng ý Viêm Ma nói, lần này đối chiến, sau cùng người thắng, nhất định là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Lân cũng là gật gật đầu, rất tán thành nói. Kỳ dị liếc hắn một cái, Phũ Thanh Thu bất giác bật cười nói, sư đệ, ngươi khẳng định như vậy. Ngươi lại không cùng hắn giao thủ qua. Đây còn phải nói, ta đương nhiên khẳng định, hắn nhưng là ta địch nhân vốn có a. Nếu là liền loại tràng diện này đều ứng phó không được, làm sao xứng làm ta địch nhân vốn có. Bất giác khẽ cười một tiếng, Diệp Lân vui cười liên tục, nhưng là rất nhanh, hắn liền lại sắc mặt nghiêm túc lại, lẩm bẩm nói, mà lại ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo lực lượng không dưới ta. Nếu như ta có thể ứng phó sự tình, hắn cũng nhất định có thể ứng phó được đến. Thật sâu liếc hắn một cái, Vũ Thanh Thu trầm ngâm một chút, hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Mà trên khán đài khác một nơi, Huyền Thiên Tông nơi ở, chúng nữ thấy tình cảnh này, cũng bỗng dưng vì Trác Phàm nơm nớp lo sợ lên. Đan Nhi càng là nhất chỉ phía dưới cái kia lẻ loi trơ trọi bóng người, vội la lên, Khuynh Thành tỷ, ngươi nhìn, hiện tại hắn chỉ có một người, đối phương còn có 10 người, không có sao chứ. Thủy Nhược Hoa nghe đến, cũng là mi đầu sâu nhăn, nhìn về phía Sở Khuynh Thành, muốn nghe nàng kiến giải. Hừ hừ, lấy một địch 10, đối phương lại tất cả đều là Trung Tam Tông mạnh nhất hảo thủ, tiểu tử này hắn chết chắc, hắc hắc hắc. Thế mà, Sở Khuynh Thành còn chưa mở miệng, Tuyên Thiếu Vũ đã là nhìn có chút hả hê quái tiếu. Cái này không khỏi đưa tới chúng nữ một trận xem thường, các nàng thật không rõ, trước kia cái Ôn Tồn Lễ Độ công tử đi chỗ nào. Từ khi ra Viêm Ma sự kiện kia về sau, bọn họ công tử thật sự là càng ngày càng tà, khiến người ta một trận chán ghét. Sở Khuynh Thành nghe đến, lại là không chút phật lòng, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng tràn đầy tự tin, mở miệng yếu ớt, các ngươi yên tâm đi, hắn luôn luôn độc lai độc vãng quen. Thực có hay không những người này trợ trận, hắn cũng không quan tâm, dù sao mỗi lần đối mặt địch nhân, hắn đều là một cái người. Một người, đây chính là đoàn chiến A. Hắn thật theo không nghĩ tới dựa vào người khác à. Mi đầu bất giác lắc một cái, chúng nữ lại chăm chú chằm chằm hướng phía dưới bóng người, lại chỉ thấy Trác Phàm trong mắt vẫn như cũ bình thản như nước, không kinh hoàng chút nào. Dường như vừa mới Ôn Đào xử lý những người kia, không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ôn Đào cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng xuống tới bình thường mà nói, người đều là quần cư ôm nhau sinh vật, cho dù lại đặc lập độc hành người. Trong lòng cũng hội hoặc nhiều hoặc ít đối người chung quanh sinh ra ỷ lại. Ở chung quanh đồng bạn ra chuyện lúc, trong lòng đều sẽ sinh ra một chút ba động. Cho dù những người này đối với hắn vô dụng, sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, cũng làm như thế. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm cho người ta một loại cảm giác, lại dường như một thanh cắm ở đỉnh núi cao ngạo trường kiếm, không người có thể gần, hắn cũng không thân cận người khác. Hắn dường như căn bản cũng không phải là Ma Sách Tông người một dạng, đối với mấy cái này Ma Sách Tông đệ tử bại trận, không có chút nào chú ý. Đánh ngã Ma Sách Tông, cùng đánh ngã tiểu tử này, thật là hai chuyện khác nhau a. Bỗng dưng, Ôn Đào trong lòng lại sinh ra một cái ý niệm như vậy, bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên, ha ha ha. Xem ra cần phải một lần nữa khai chiến. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Đào trong tay ánh sáng lóe lên. Lúc này xuất hiện một thanh tản ra phong duệ chi khí thanh minh trường kiếm, lại là một thanh cửu phẩm linh binh, đạp chân xuống, liền hướng Trác Phàm phóng đi. Tại đối mặt lúc trước những cái kia tiểu nhân vật lúc, hắn còn có thể dạo chơi nhân gian, nhưng tại đối mặt Trác Phàm lúc, hắn lại là liền linh binh đều dùng tới, nhất thời đánh tới 12 vạn phần tinh thần, toàn lực ứng phó. Hư nhu kiếm cương, mau, bạch, giống như một viên sao băng xẹt qua giữa trời. Ôn Đào giơ trường kiếm kia nhất thời hướng Trác Phàm mặt thẳng đâm đi qua, cái kia cỗ phong duệ chi khí, như muốn đem chọn cái không gian tê liệt, chớp mắt tới gần. Trong mắt bất giác co rụt lại, Trác Phàm trong lòng nhất động, sắc mặt nhưng như cũ giếng cổ không gợn sóng, khóe miệng một phát, phải đồng tử bên trong nhất thời lóe qua bốn nói vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn. Oanh! Giống như toàn bộ không gian bạo liệt.
Trác Phàm trong vòng trăm thước, vật sở hữu thể cũng bắt đầu không tự chủ được chấn động, trong nháy mắt liền toàn cũng hóa thành hư vô, tiêu tán vô tung. Ôn Đào giật mình, đạp chân xuống, vội vàng lui ra, nhưng là hắn thanh trường kiếm kia lại là tại cái kia hư không chấn phạm vi bên trong không ngừng đi lòng vòng, đem không gian kia chấn động chi lực tiêu tán. Đồng thời, cái kia tiêu tán không gian chi lực vậy mà hóa thành cuồn cuộn dư âm chấn động, tại không gian này bị chấn động, như tơ lụa đồng dạng phiêu tán trong lúc đó. Đây là, kiếm khí ở trên không tâm động đất xô đáng. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm lúc này kêu lên, không tốt. Thế nhưng là, đã muộn. Kiếm khí kia ở trên không tâm động đất xô đáng một vòng về sau, bỗng dưng lại tất cả đều hướng trường kiếm kia tụ đi, Ôn Đào trong tay ấn quyết liên tục, ông một tiếng. Kiếm khí kia đúng là tụ lại tại trường kiếm kia phía trên, phát ra càng thêm mãnh liệt kinh khí, trong nháy mắt liền đem không gian kia chấn động bị rạch rách một cái lỗ hổng. Mà thanh trường kiếm kia, cũng không trở ngại chút nào hướng Trác Phàm mạnh đâm đi qua. Phốc, đỏ thẫm máu tươi bão tố vẩy mà ra, Trác Phàm trong lúc bối rối, duỗi ra cánh tay phải, vội vã ngăn cản, đem trường kiếm kia đỡ được, nhưng là toàn bộ cánh tay phải nhưng cũng bị trường kiếm kia thẳng tắp xuyên qua. Thế nhưng là, thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại là tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Đâm vào tốt, dạng này, thì đúng. A, à, đỏ thấm máu tươi một rơi xuống, nhuộm đỏ dưới chân khắp nơi, Trác Phàm ra mặt co rúm, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái kia đánh đầu thắng đó cánh tay phải, giờ này khắc này, cũng đang không ngừng co quắp, tựa hồ bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng co rút. Huyền Thiên Tông chúng nữ không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt bỗng dưng đều lộ ra vẻ lo lắng, Đan Nhi càng là vội vã nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tỷ, hắn. Hắn trọng thương. Mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên, Sở Khuynh Thành trong lòng cũng là trong nháy mắt gấp lên, một mặt vẻ lo lắng, lại cũng không nói gì. Đối với Trác Phàm, nàng một mực là vô điều kiện tin tưởng, bất luận khi nào chỗ nào, đối mặt người nào, nàng đều tin tưởng nam nhân này, nhất định có thủ thắng chi đạo. Cho dù là hiện tại, trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc vẫn như cũ không có không lay được. Nhưng là ngoài ra, nhìn đến Trác Phàm cánh tay trọng thương, trong nội tâm nàng vẫn như cũ đau xót, ngăn không được lo lắng. Đây cũng là Sở Khuynh Thành hiện tại tâm tính, đem chính mình hoàn toàn đặt Trác Phàm nữ nhân vị trí bên trên. Một nữ nhân, như không tin mình nam nhân, cái kia còn có thể gọi hắn nữ nhân A. Thế nhưng là, đồng thời nàng cũng sẽ chăm chú ý nàng nam nhân. Dù là một chút tổn thương, đều sẽ để cho nàng lo lắng vạn phần, lo lắng không chỉ. Cái này nhìn như là cái mâu thuẫn tâm tính, đã ngươi tin tưởng hắn hội thắng, cần gì phải lo lắng, thế nhưng là ngươi như thật lo lắng, chỉ có thể chứng minh ngươi đối với hắn không có lòng tin. Nhưng nữ nhân cũng là như thế cảm tính động vật, mâu thuẫn trùng điệp, riêng lại yêu quá tha thiết, càng thêm như thế. Tin, cũng thương tiếc lấy. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút. Gặp nàng thật lâu không nói lời nào, nhưng trong mắt sầu lo cùng tin tưởng vững chắc, hai loại không gặp nhau thần quang không giảm chút nào, Thủy Nhược Hoa tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Trác Phàm phương hướng lúc, bất giác thật dài nhẹ nhõm. Giống như bất đắc dĩ, giống như đắng chát, lại như hướng tới cùng hâm mộ. Cái này sao có thể? Lão tử đều không thể làm bị thương tiểu tử kia, chỉ là một cái Ôn Đào, làm sao có thể trong nháy mắt trọng thương quái vật kia? Quan sát đài lớn nhất bên trên vị trí, Viêm Ma bất khả tư nghị giống to lên tiếng, hai cái tròng mắt ngưng tụ, rạng rỡ phát sáng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng chấn kinh. Phú Thanh Thu dương mắt liếc một cái hắn, bất giác cười khẽ một tiếng, Viêm Ma, người có phải hay không có chút quá đề cao chính mình. Ta gặp cái kia Ôn Đào tuy nhiên tu vi phía trên so ngươi kém một cấp, nhưng thực lực không yếu, lại tại đột nhiên đánh lén phía dưới, một chút mất tập trung, cái kia Trác Phàm nhất thời thiệt thòi lớn. Cũng là có khả năng. Có lẽ hắn thấy đối phương là Trung Tam Tông, có chút khinh địch a, đây cũng là có khả năng. Mi đầu hơi hơi run run, Viêm Ma vẫn như cũ khó mà tin được, giống Trác Phàm dạng này có thể đem hắn đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực tuyệt thế cao thủ, có thể bị dễ dàng như thế đánh lén. Đặc biệt là hắn còn nhớ rõ Trác Phàm đã từng cho hắn nói chuyện, loại kia thuyết giáo thức giáo huấn lời nói tuy nhiên làm cho người chán ghét, nhưng tự châu ngọc. Câu câu biểu hiện ra người này là một cái cẩn thận chặt chẽ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác nam nhân. Làm sao có thể tại khiêu chiến Trung Tam Tông mạnh nhất kiếm thần tông một trận chiến bên trong, lơ là bất cẩn, phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu.
Ta cảm thấy, hắn là cố ý. Thế mà, ngay tại Viêm Ma vô luận như thế nào đều không nghĩ ra việc ẩn trong đó lúc, một đạo đạm mạc thanh âm lại là bỗng dưng truyền vào hai trong tai người. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Diệp Lân một đôi tinh mắt hung hăng chừng lấy phía dưới Trác Phàm vị trí, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Vũ Thanh Thu một mặt kỳ quái, trêu đùa, sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy. Viêm Ma nghe đến, cũng gấp gấp nhìn về phía hắn, muốn nghe hắn cao kiến. Không có gì, chỉ là cảm giác mà thôi. Trầm ngâm một chút, Diệp Lân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, ta không tin ta địch nhân vốn có, sẽ ở loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phía trên, ra cạm bẫy như thế. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là hắn cố ý tưới nước. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Vũ Thanh Thu từ chối cho ý kiến lắc đầu, dở khóc dở cười nói, sư đệ, người cái này quá tùy hứng. Thường nói người có thất thủ, ngựa có mất cương, thì bởi vì hắn là ngươi nhìn chúng người, cho nên cũng chỉ có thể bại trong tay ngươi bên trong, người khác một cọng tóc gáy cũng không thể thương tổn hắn. Cái này, ngươi để cho người khác tìm chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ha ha ha, Viêm Ma ra mặt co lại, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ không thôi. Còn tưởng rằng tiểu tử này nhìn ra manh mối gì, nguyên lai là như thế cái hỗn trướng lý do a. Diệp Lân nhẹ liếc hai người liếc một chút, lại là không lên tiếng nữa, chỉ là chăm chú nhìn phía dưới Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tinh quang lấp lánh, phảng phất là muốn thấy rõ trong này còn có cái gì kỳ quặc giống như. Bất quá, Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma hai người không hiểu Diệp Lân lời nói bên trong chân ý, nhưng toàn bộ chiến trường đối diện bên trong, có một người dĩ nhiên đã nhìn ra bên trong manh mối. Tại một chỗ tối tăm trong góc, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia cuồn cuộn đổ máu cánh tay, khóe miệng xẹt qua một tia không sai đường cong. Ha ha ha, tên tiểu quỷ này, thật sự là tinh cực kỳ đâu, lại muốn ra chiêu này đến cho mình trên cánh tay phải thương thế, tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Đan Thanh sinh tại cái kia trong mờ tối, sờ sờ chính mình rear map, phát ra một tiếng tán thưởng cười khẽ, tiểu tử này dò xét thánh linh khoáng. Bị cái kia kình thiên kiếm gây thương tích, vốn là chỉ có thể giấu giếm đến nhất thời, sớm muộn bại lộ. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể nghĩ đến như thế thay mận đổi đào kế sách, để cho mình cái kia thụ thương cánh tay phải, tại trước mắt bao người lại thương tổn một lần, tìm tới một hợp lý xuất xứ, thực sự khó được. Bất quá càng khó hơn là, hắn hiểu được lựa chọn. Tại cùng Ma Hồn Tông lúc đối chiến, hắn để tông môn của mình đệ tử kéo dài thời gian, mà không phải trực tiếp để cái kia Hàn Vân Phong thừa cơ làm bị thương chính mình, đơn giản là tiểu tử kia thực lực không đủ, nếu là đột nhiên làm bị thương hắn thất hắc mã này lời nói, đoán chừng rất nhanh liền sẽ dẫn tới mọi người hoài nghi. Thế nhưng là cái này Ôn Đào thì không giống nhau, thực lực còn tại đó, hắn thương tại Ôn Đào thủ hạ, cũng biến thành chuyện đương nhiên. Tiểu tử này, hiểu ẩn nhẫn, biết rõ lựa chọn, coi là thật khó được. Nếu là gặp phải người bình thường lời nói, tức liền nghĩ đến kế này chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng chu toàn, đoán chừng trực tiếp tại đánh với Ma Hồn Tông một trận lúc thì lừa dối thương tổn. Bởi như vậy, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, ha ha ha. Đan Thanh Sinh bật cười lắc đầu, một mặt cảm khái nói, kẻ này thực lực tâm cơ đều là thuộc thượng thừa, thực sự đáng quý. Nếu không phải lão phu lần này đến đây chỉ vì lấy kiếm, không muốn đánh cỏ động rắn, còn thật muốn đem tiểu tử này cùng nhau mang đi a. À. Ai, đáng tiếc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đan Thanh Sinh quay người lại, bỗng dưng biến mất tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một phương diện khác, phốc một tiếng vang trầm, Ôn Đào trong tay ấn quyết liên tục, đâm vào Trác Phàm cánh tay thanh trường kiếm kia liền đột nhiên lại bay trở về trong tay hắn. Nhìn đến trường kiếm trong tay phía trên diễm lệ tươi mang, còn có Trác Phàm cái kia đỏ bừng một mảnh cánh tay, Ôn Đào trong mắt cũng là có một tia mê mang chợt lóe lên, tựa hồ vẫn là khó mà tin được. Dễ dàng như vậy liền trọng thương đối thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại liền ôm quyền, cung kính lễ độ cười rộ lên, ha ha ha. Trác huynh, xin lỗi, vừa mới ra tay nặng chút, mong được tha thứ. Không ngại, dù sao ta một hồi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bá một tiếng, Trác Phàm hất lên cánh tay phải, đưa cánh tay huyết mang rơi đầy đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ồm ồm đạo, dường như giận tới cực điểm. Nhưng ai có thể biết? Hắn tâm lý thực sớm đã vui vẻ nở hoa. Cứ như vậy, lão tử nhưng là không cần lại sợ đầu sợ đuôi, có thể buông ra quyền cước, làm một vố lớn, ha ha ha. Gương mặt bất giác có chút co lại,
Ôn Đào bất giác cười khổ một tiếng nói, Trác huynh, vừa mới tại hạ thật không phải có ý ra nặng tay, thật sự là lo lắng đến Trác huynh cường hãn thực lực, chỉ là vạn không nghĩ tới. Chiếu lời này của ngươi ý là, lão tử nghe danh không bằng gặp mặt đi. Thực lực không tưởng tượng mạnh như vậy, để ngươi một chút thì đắc thủ, đúng hay không? Trác Phàm giả bộ tức giận, giọng căm hận nói, như vậy tiếp đó, ta liền để Ôn huynh mở mang kiến thức một chút tại hạ bật hết hỏa lực bộ dáng, cũng không uổng phí Ôn huynh vừa mới một phen thịnh tình ý đẹp, hừ. Khóe miệng bất giác một xẹp, Ôn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng rất nhanh lại trong mắt ngưng tụ, trịnh trọng ôm quyền nói, vậy được rồi, đã Trác huynh muốn xuất toàn lực, cái kia Ôn mỗ mừng rỡ đã đến, xin chỉ giáo. Nói, cái kia Ôn Đào đem trường kiếm trong tay quét ngang, đối hướng Trác Phàm phương hướng, nói đạo vô hình không gian ba động, từ trường kiếm kia trên thân kiếm dập dờn mà ra. Chỉ là cùng bình thường không gian chấn động cương mãnh chi lực khác biệt, thanh trường kiếm này chấn động đúng là cổ cổ âm nhu kéo dài, dường như sợi tơ trên không trung phất phơ đồng dạng, nước chảy bèo trôi, vô hình vô ảnh. Sóng biếc đào tiền hải sóng đuổi, cuồng phong khó áp cây liễu rủ xuống, nhẹ nhàng theo lưu động, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Theo một bài tiểu thơ truyền ra, Ôn Đào nhất chỉ trường kiếm trong tay, nhạt cười ra tiếng, Trác huynh, tại hạ thanh kiếm này tên là nổi lên, chính là âm nhu không màng danh lợi chi kiếm, nước chảy bèo trôi, nổi lên nửa ngày tranh thủ thời gian. Không phải cương mãnh sắc bén chi kiếm, mà chính là nhã nhặn giật trí chi kiếm. Bất quá tính trung hữu động, nhàn trong yên tĩnh cũng có sát cơ. Trác huynh, đến lúc đó phải cẩn thận. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ. Cuối cùng trong lòng không sai, âm thầm gật gật đầu. Lúc trước tại hắn hư không chấn trong lĩnh vực, tất cả mọi thứ sự vật đều bị chấn thành phấn vụn, duy chỉ có kiếm này kiếm khí, thế mà ngưng tụ không tan, tại cái kia chấn động trong không gian tùy ý xuyên thẳng qua, lại chính là lấy nhu thắng cương, nước chảy bèo trôi lý lẽ. Bất quá, kiếm này nhìn như nhu, cũng thật là cương. Thì tại những cái kia âm nhu kiếm khí hợp nhất thời điểm, lại là nhất thời hóa thành một đạo cương mãnh kiếm lực. Đem hắn hư không chấn lĩnh vực đều trong nháy mắt bổ ra. Lại vừa nghĩ tới kiếm tên nổi lên, Trác Phàm lúc này nghĩ thông suốt bên trong hết thảy. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, cũng không phải là yếu đuối, lười biếng dùng mánh lưỡi, mà là tại tụ lực. Nhu tại tụ lực, hắn cường tùy hắn cường, gió mát lướt nhẹ qua núi, bất động như núi, ta tự theo động, nhưng tầm nửa ngày sau, tụ lực đã thành, coi là thật long tinh hổ mãnh, cương mãnh dị thường. Đây cũng là nổi lên kiếm kiếm ý, cũng là Ôn Đào cái này nhu tình kiếm chỗ đáng sợ. Nhu thì để ngươi rơi vào đầm lầy, không thể tự kiềm chế, vừa thì trong nháy mắt đánh tan đối phương phòng ngự, thoáng chốc kết thúc, cùng lúc trước như thế. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trác Phàm trong lòng cũng liền có ứng đối chi đạo. Nhu chính là nhận lực chi pháp, cậy mạnh không thể khắc nhu, cho nên có lấy nhu thắng cương chi đạo. Như vậy thì lấy hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đem hắn đánh tan. Để hắn liền nhận lực chi thuật đều không sử ra được, liền trong nháy mắt tán loạn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, từng đạo tử sắc sấm sét đã là tại trên cánh tay phải nhảy chuyển lấp lóe, phát ra đôm đốp bạo hưởng. Một nắm đấm thép, cũng bỗng dưng đổi thành long chảo, phảng phất muốn cào nát chân trời. Thấy tình cảnh này, Ôn Đào bất giác khẽ giật mình, nhất thời gương mặt nhịn không được co lại, trong lòng không còn gì để nói. Lão tử vừa mới có phải hay không nói quá nhiều, trang bức trang quá đầu, ngược lại để tiểu tử này tìm tới ta kiếm ý này phá giải chi đạo. Trong lúc nhất thời, Ôn Đào nhất thời có loại hung ác rút chính mình hai miệng xúc động. Ây, Trác huynh thật sự là sáng mắt sáng lòng, thoáng cái thì hoàn toàn thông hiểu ta cái này nhu tình kiếm ý, thực sự bội phục a, ha ha ha. Nhìn lấy cái kia tử sắc lôi quang rất là chướng mắt, Ôn Đào bất giác cười khan một tiếng, lúng túng nói. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đều cười ra tiếng, chỗ nào, là Ôn huynh giải thích kỹ càng. Vốn là loại này khai chiến trước liền đem chính mình át chủ bài lấy ra hành động, ta là vạn phần khinh bỉ, cái này không ngu ngốc sao. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt Ôn huynh nói làm việc, tại hạ nhưng lại có một tầng mới cảm ngộ. Ôn huynh làm như thế, cũng không phải đần độn, mà chính là quân tử chuyến đi, quân tử bằng phẳng nha, ha ha ha. Lời vừa nói ra. Chiến trường đối diện bên trong vây xem mọi người cũng tất cả đều cười ha hả, Ôn Đào lại là một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, mặc kệ đần độn cũng tốt, quân tử cũng được, dù sao kiếm ý này cho dù tại hạ không nói, lấy Trác huynh thông tuệ,
ba, năm lần giao thủ xuống tới, cũng làm sẽ phát hiện, không bằng tại hạ sớm bán cái xảo, đêm này không phải bí mật, đem ra công khai, cũng coi như rơi cái lòng dạ bằng phẳng tên. Bất quá, biết rõ kiếm này ý không khó, nhưng có thể hay không nghĩ ra phá giải chi đạo, mới thật sự là quan trọng. Nhếch miệng mỉm cười, Ôn Đào đem trường kiếm đứng lên, vung về phía trước một cái, vài đạo kiếm khí liền thẳng tắp hướng Trác Phàm phóng đi, quát to, Trác huynh, tiếp chiêu a, nhu tình kiếm, thiên ti vạn lũ, tình ý kéo dài. Bá bá bá, vài đạo kiếm khí nhào tới trước mặt, Trác Phàm trong lòng run lên, đã là làm ra phòng bị, trên cánh tay phải tử lôi phát ra đôm đốp rung động. Thế nhưng là, những cái kia kiếm khí đi vào trước người lúc, lại là chợt đến mềm xuống tới, tiếp lấy từng tia nhẹ nhàng dây dài, trôi nổi không trung, bỗng dưng liền tại Trác Phàm bốn phía hình thành một vòng, đem hắn vây ở bên trong, nhưng lại không gần người tiến lên. Ngay sau đó, Ôn Đào lần nữa trường kiếm huy động liên tục, từng đạo sắc bén kiếm khí lần nữa thoát kiếm mà ra, hướng Trác Phàm chỗ đó bắn tới, trong nháy mắt chính là mấy ngàn nói nhiều. Thế mà, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, những cái kia kiếm khí chưa đến gần Trác Phàm thân thể một phân một hào, liền đã biến đến nhẹ nhàng thư giãn, như sợi tơ đồng dạng phiêu đãng bên người. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trác Phàm tựa hồ đã rơi vào từng mảnh từ kiếm khí ấp ủ liên kết thành trong vũng bùn, không thể tự kiềm chế. Dương Sát bọn người gặp này, bất giác sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng xuống tới, vỗ trán một cái, thầm mắng một tiếng. Trác Phàm tiểu tử này quá mức tự phụ, trung tam tông thi đấu đều không tự mình nhìn qua, lại căn bản không biết Ôn Đào chiêu này thiên ti vạn lũ lợi hại. Đây thật là rơi vào thiên ti bên trong, liền không cách nào bỏ chạy ràng buộc kiếm ý a. Muốn lúc trước vô luận là thiên hành tông, vẫn là ma hồn tông, tại đoàn chiến bên trong bị hắn một chiêu rơi vào tuyệt cảnh, quả nhiên là không có một cái có thể chạy thoát được tới. Trác Phàm tuy nhiên mạnh hơn bọn họ, nhưng đến tột cùng có hay không phá giải chi đạo, lại là không biết. Trong lúc nhất thời, Dương Sát cùng Âm Sát hai người liếc nhìn nhau, trong mắt ba người đều là háo sắc. Thế nhưng là đối mặt chỗ này cảnh, Trác Phàm lại là không chút phật lòng, nhếch miệng cười một tiếng, tay phải long chảo hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, nhưng nghe đùng đùng sao không dứt loạn hưởng thanh âm, từng đạo tử lôi liền điên cuồng tuôn ra, nhất thời liền đem những cái kia kiếm khí tất cả đều đánh tan ra. Cái kia tử lôi nắm giữ hủy thiên diệt địa chi thần uy, mặc dù bây giờ năng lượng không đủ, nhưng thuộc tính làm thật lợi hại, Ôn Đào cái kia đặc biệt nhẹ nhàng kiếm khí, gặp phải cái này tử lôi xem như gặp phải khắc tinh. Diệp Lân khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc lên, có điều, điểm này cái kia Ôn Đào hẳn là cũng tương đối rõ ràng, chỉ là như thế như vậy, biết rõ không thể làm mà làm, chắc hẳn nhất định có hậu chiêu. Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma hai người thật sâu nhìn Diệp Lân liếc một chút, ngược lại vừa nhìn về phía chiến trường chỗ đó, cũng là không sai gật đầu. Quả nhiên, chính như những thứ này Thượng Tam Tông Thiên Chi con cưng chỗ phân tích như vậy, những thứ này kiếm khí trong nháy mắt bị hủy, Ôn Đào nhưng như cũ không có không vẻ sầu lo, dường như sớm đã ngờ tới đồng dạng. Trong tay bóp lấy kiếm quyết, Ôn Đào tâm niệm nhất động, những cái kia bị đánh tan kiếm khí, liền hóa thành từng đạo rời rạc mảnh vụn, lần nữa lâng lâng trở lại Ôn Đào trong tay thanh trường kiếm kia bên trong. Chỉ một thoáng, Trác Phàm đúng là kinh dị cảm thấy, cái kia thanh nổi lên kiếm khí thế đúng là đột nhiên phóng đại lên. Trong mắt bất giác co rụt lại, Trác Phàm trong lòng chấn động, cuối cùng minh bạch cái này nhu tình kiếm chân lý, nguyên lai cũng là hóa thành ngón tay mềm, quấn lấy người a. Nếu là đối tại bình thường người mà nói, những thứ này âm nhu kiếm khí chính là từng đạo rào chắn, đem đối thủ cản ở trong đó, khó lường bước ra mảy may. Thế nhưng là một khi có người đem những thứ này kiếm khí đánh nát, như vậy kiếm khí quay về thân kiếm, ngược lại hóa nhu vi cương, làm kiếm thân thể bổ sung càng mạnh năng lượng. Mà cỗ năng lượng này nơi phát ra, một là những thứ này âm nhu kiếm khí tại kiếm bên ngoài tụ lực đoạt được, hai cũng là đem đối thủ xuất kích lực đạo thu thập, nhận lực thu hoạch. Cứ như vậy, hao tổn đến thời gian càng lâu, phản mà đối với hắn càng bất lợi. Khó trách tiểu tử này nói, cho dù minh bạch hắn kiếm ý, cũng chưa chắc có thể phá giải đến, thì ra là thế. Dù sao bất luận như thế nào, hắn cái này thiên ti vạn lũ một khi xử xuất, liền đã chiếm ưu thế, trừ phi cứng đối cứng, nếu không thật khó có bất kỳ mưu lợi chi đạo. Ha ha ha, có ý tứ, đã như vậy, ta thì tốc chiến tốc thắng đi. Cười lạnh, Trác Phàm trong mắt đột nhiên ánh sao lóe lên, dưới chân đạp mạnh,
liền hướng về Ôn Đảo phương hướng bay thẳng mà đi. Thế nhưng là đúng lúc này, Ôn Đảo tâm niệm nhất động, những cái kia âm nhu kiếm khí đúng là bỗng dưng một chút, lại đem lúc trước bị Trác Phàm đập ra chỗ sơ hở kia bổ sung, đem hắn lại nhốt ở bên trong. Thế nhưng là, Trác Phàm đã xem thấu bên trong trò xiếc, lại có thể để hắn lại kéo dài thêm, làm chính mình rơi vào cái này kéo dài nhu tình bên trong, không thể tự kềm chế. Kết quả là, trong tay Tử Lôi nổ vang, Trác Phàm nhất chảo hướng về phía trước chộp tới. Giống. Nhưng nghe một tiếng long ngâm chợt vang, Tử Lôi theo cái kia hung mãnh chảo lực trong nháy mắt bay ra, nhất thời đem phía trước âm nhu kiếm khí ảo ảo bẻ vụn, đánh ra một cái thông đạo, mà Trác Phàm thì không có không trì trệ tiến lên. Những cái kia vỡ vụn kiếm khí lần nữa trở về đến thân kiếm bản vị, nhưng là còn lại những cái kia kiếm khí, đã không kịp lại ngăn trở chặn đường Trác Phàm. Ôn Đào mi đầu lắc một cái, thủ quyết lập tức đại biến. Đột nhiên ở giữa, những cái kia kiếm khí hóa nhu vi cương, trong nháy mắt liền thành một cái đem sắc bén lưỡi kiếm, siêu 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 theo bốn phương tám hướng hướng Trác Phàm trước người cắt tới, phảng phất muốn đem hắn chặt thành thịt vụn đồng dạng. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cánh tay phải tại quanh thân hất lên, cường đại Tử Lôi trong nháy mắt đem những cái kia kiếm khí từng cái đánh nát, tứ tán ở không trung. Nhờ mắt, Ôn Đào không còn lãnh đạm, lập tức thủ quyết lại bóp, tất cả những cái kia tứ tán kiếm khí liền cùng nhau lại trở lại trên thân kiếm. Bỗng dưng, trên thân kiếm phong mang đại phóng, phát tán ra không gì địch nổi cường đại uy thế. Cũng chính là tại thời khắc này, Trác Phàm thân thể rốt cục vọt tới Ôn Đào trước người, nhất chảo đánh ra. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Hóa nhu vi cương, phá thiên kiếm. Trong mắt ngưng tụ, Ôn Đào cũng không có nghiêm túc, một kiếm thẳng tắp hướng Trác Phàm mãnh liệt đâm đi qua. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cái kia thanh nổi lên kiếm dường như nhẹ nhàng cả một đời, lại đem cả đời cương mãnh, đều là thay đổi tại giờ khắc này, không ai bì nổi thiên địa uy áp, hướng Trác Phàm hung ác đâm đi qua. Mà Trác Phàm cái kia nhất chảo, cũng giống như long quy đại hải, mãnh long quá giang, hung hãn dị thường, không ai bì nổi. Giống như hắn một chảo này đi xuống, thế tất liền muốn đem thiên địa cầm ra cái lỗ thủng đồng dạng. Đinh! Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, một kiếm kia nhất chảo đã là hung hăng đụng vào nhau. Thế nhưng là, cũng ngay trong sát na này công phu, một chảo này một kiếm lúc này lại cấp tốc tách ra. Trác Phàm vào tới trước thân hình một bị ngăn cản, run run thân thể, đứng thẳng tại chỗ. Mà Ôn Đào thì là bất chợt tới cảm giác phía trước một cỗ đại lực truyền đến, nhất thời bị rung ra xa mấy chục thước, mới miễn cưỡng dừng thân không thể tin nhìn về phía trước Trác Phàm, một trái tim bất giác càng phát ra chìm xuống phía dưới đi, đồng thời trong lòng cũng hiện ra mê võng. Đây là có chuyện gì, lúc trước hắn tùy ý một kiếm, liền có thể trọng thương đối phương, nhưng bây giờ toàn lực ứng phó, sử xuất kết hợp cương nhu chi pháp, thế mà còn bị đối phương cho đánh trở về, cuối cùng là làm sao làm. Chẳng lẽ nói lúc trước lần kia, thật sự là Trác Phàm dưới sự khinh thường, mới bị thương sao? Hiện tại hắn đã nghiêm túc, chính mình thì lại không có thương tổn hắn khả năng. Tiểu tử này, thực lực quả nhiên mạnh đáng sợ. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Ôn Đào trên mặt đã là lại không cái gì vui cười dung nhan, ngược lại lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Không cùng Trác Phàm tránh thức giao thủ qua, chỉ là ở một bên quan chiến, là tuyệt đối không cách nào cảm nhận được Trác Phàm tránh thức chỗ đáng sợ. Riêng là cái kia thân thể tu luyện, cũng quá biến thái, liền cửu phẩm linh binh đều đâm không thủng, đây mà vẫn còn là người ư. Thế nhưng là, lòng hắn phía dưới kinh ngạc, Trác Phàm càng là kinh ngạc. Theo lý thuyết hắn cánh tay phải chính là thiên sinh thần lực, không gì địch nổi thánh thú kỳ lân cước. Luận lực lượng, từ trước đến nay là đánh đầu thắng đó, thuận buồm xuôi gió. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, thế mà ở chỗ này bị người cản lại, lại là để hắn một trận phiền muộn. Thầm than cái này Ôn Đào, quả nhiên có chút tài năng, nhu tình kiếm chẳng những kỳ dị, mà lại cương nhu đều xem trọng, không tì vết chút nào, xác thực khó được. Bất quá, nếu là để người ta biết hắn bởi vì chút chuyện nhỏ này thì phiền muộn, mọi người nhất định nhất thời sạm mặt lại rơi xuống, tâm lý vạn đầu thảo nê mã phi nước đại, khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngài chỉ là bị cản xuống đây một chút thì phiền muộn, cái kia người khác đều mẹ hắn nên được bệnh uất ức a. Người còn có để hay không cho người khác sống. May mà, hắn còn không có muốn giết chết người khác dự định, liền đem phần này tiểu nhàm chán chôn ở trong lòng, đạp chân xuống, lần nữa vội vã hướng Ôn Đào phóng đi.
hắn tính toán nhìn ra, cái này nhu tình kiếm chính là cương nhu chuyển hóa chi đạo, không có lúc trước cái kia mấy ngàn đạo âm nhu kiếm khí tụ lực nhận lực, cũng không có về sau cái kia chí cường một kiếm. Cho nên, hắn chỉ cần cấp tốc công kích, không cho Ôn Đào làm tiền kỳ chuẩn bị, vậy hắn cái này nhu tình kiếm ý liền tự nhiên tan rã vô tung. Siêu! Trong nháy mắt đi vào Ôn Đào trước mặt, Trác Phàm nhất chảo đánh ra. Trong mắt bất giác co rụt lại, Ôn Đào vội vàng nhấc kiếm nhất cản, đụng một tiếng, liền bị Trác Phàm cho đánh bay ra ngoài. Cường đại kinh lực trực thấu tim phổi, lệnh hắn nhịn không được nhất thời một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ha ha ha, quả nhiên, không có lúc trước cái kia nhu tình kiếm tụ lực, luận thân thể đọ sức, ngươi không phải ta địch. Nhất kích phía dưới, Trác Phàm không có thừa thắng xông lên, mà chính là nhạt cười một tiếng nói, Ôn huynh, ngươi còn có cái gì mánh khóe, cứ việc xử suất. Không phải vậy lời nói, trực tiếp ném a, ta gặp ngươi người này ôn tồn lễ độ, trên là biết lễ, cũng không làm khó ngươi. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, thật lâu, Ôn Đào lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói ai, quả nhiên, bằng sức một mình ta, không phải ngươi địch thủ. Chỉ là ngay từ đầu, ta muốn nếm thử một phen mà thôi. Biết rõ không thể làm mà làm, đây là ta nói cho người khác nghe, chính mình cũng không thể lùi bước đi. Nhưng là hiện tại, ha ha ha, tốt, Trác huynh, tránh thức đoàn chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên, Ôn Đào thở sâu, xoa một xuống khóe miệng đỏ tươi, lần nữa đứng dậy, mà kiếm thần tông còn lại cái kia 9 vị đệ tử, cũng cuối cùng động. Rốt cục động thủ, lần này song long hội phía trên, kiếm thần tông tựa hồ còn chưa tại đoàn chiến bên trong toàn viên xuất thủ qua đi. Không nghĩ tới lần này, lại sẽ vì đối phó một người, 10 người toàn bộ xuất thủ. Ha ha ha. Xem trên khán đài, Vũ Thanh Thu bất giác bật cười một tiếng, lắc đầu, trong mắt tản mát ra lớn lao hứng thú, cái này kiếm thần tông chỉnh thể thực lực, ta ngược lại là rất muốn gặp biết một phen đâu. Viêm Ma liếc hắn một cái, cũng là khẽ gật đầu, cái này kiếm thần tông từ trung tam tông thi đấu đến nay, tựa hồ một mực tại che giấu cái gì, nghĩ đến là vì khiêu chiến thượng tam tông làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới lần này bất chợt tới gặp phải cái cọng rơm cứng. Bất đắc dĩ muốn lỗ hổng cơ sở. Khẽ gật đầu, Vũ Thanh Thu cũng sâu tưởng rằng. Đạp đạp đạp. Từng bước một nặng nề mà vững vàng tiếng bước chân vang lên, kiếm thần tông 9 tên đệ tử, chậm rãi đi vào Ôn Đào sau lưng, phảng phất là hắn kiên cường hậu thuẫn giống như, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn ngập chiến ý. Tuy nhiên bọn họ lúc trước kiến thức Trác Phàm lợi hại, bọn họ lĩnh đội Ôn Đào, dốc hết toàn lực, nhưng như cũ thua trận. Nhưng trong mắt bọn họ lại không có chút nào khiếp đảm chi sắc, ngược lại là kiên định cùng bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu cũng không có một tia gợn sóng nổi lên. Trác Phàm gặp này, không khỏi âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Ôn Đào nhu tình kiếm đại danh bên ngoài, nhưng là tại hắn Trác Phàm xem ra, không biết sao, hắn cảm giác cái này nhu tình kiếm danh hào, một nửa hẳn là thuộc về cái này còn lại 9 tên đệ tử. Tựa hồ chỉ có bọn họ xuất thủ, cái này nhu tình kiếm uy lực chân chính. Mới có thể hiện ra giống như Trác Phàm, ta biết ngươi là luyện thể tu giả, thân thể biến thái cực kỳ, người bình thường căn bản không phải ngươi địch thủ. Nhưng là tiếp đó, chúng ta muốn công ngươi xương sườn mềm, ngươi phải cẩn thận. Tạ Thiên Thương tiến lên trước một bước, sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng. Mi đầu nhảy một cái, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, gật đầu nói tốt, có cái chiêu số gì, phóng ngựa tới chính là, ta nhất định tiếp lấy. Uy uy uy, gia hỏa này thế nhưng là chúng ta số một cường địch, thì coi như các ngươi là bạn cũ, cũng không thể như thế tưới nước đi. Đúng lúc này, Ôn Đào bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tạ Thiên Thương cười nói, Tạ sư đệ, ta nhổ vào, người cái này họ tên, mỗi lần đều để cho ta cảm thấy, người tại chiếm ta tiện nghi. Ha ha ha, người đã vừa mới nhìn đến, Phi Huynh cũng là nhiều như vậy một cái miệng, đem chính mình bí mật sớm để lộ ra đi, mới bị bại thảm như vậy. Các ngươi nhưng muốn hấp thụ Vi huynh vết xe đổ a. Ây, ngươi cái này nói, giống như ngươi lúc trước không có rông dài một đống lớn, giải thích chính mình kiếm ý xuất xứ, liền sẽ không bại một dạng. Thế mà, Ôn Đào vừa dứt lời, một đạo khoan thai thanh âm liền đột nhiên vang lên, thua thì thua, còn không thừa nhận, tận kiếm cớ, cái này nhưng có tuân quân tử chi đạo a. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm sờ lên cằm, huýt sáo, nói ngồi châm chọc. Bỗng dưng, Ôn Đào tức xạ mặt lại rơi xuống, gương mặt nhìn không được co lại, oán hận nói, Trác huynh, người thắng thì thắng,
còn như thế bỏ đá xuống giếng thì không chính công a. Vốn chính là, người không thừa nhận a. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhất thời một trận ngữ trệ, Ôn Đào khóe miệng run run, lại là nhẹ hừ một tiếng, đừng quá đầu, không để ý tới hắn. Tạ Thiên Thương nhìn thấy, bất giác khẽ cười nói, sư huynh, Trác Phàm, chúng ta đây là đoàn chiến, cũng không phải cá nhân tỉ thí, vừa mới thắng thua, tính toán không cái gì. Tiếp đó, mới thật sự là quyết bình tĩnh mấu chốt thắng bại. Nói hay lắm, cá nhân vinh nhục tính là gì, chúng ta muốn đoàn chiến thắng lợi. Trước mắt không khỏi sáng lên, Ôn Đào lúc này vỗ tay nói, Trác huynh, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lần này ngươi muốn thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phụng bồi tới cùng, khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhưng trong đôi mắt lại là dị thường cẩn thận. Sau một khắc, kiếm thần tông 10 người trong tay ào ào kết ấn, nhưng nghe từng tiếng không gian chấn động bạo hưởng phát ra, 10 thanh tản ra các loại ánh sáng trường kiếm, đúng là cùng nhau theo 10 trong thân thể lên không phi lên, thẳng vào cửu tiêu. Đó là, trong mắt nhịn không được co rụt lại, không chỉ có là Trác Phàm, cho dù là chiến trường đối diện bên trong tất cả người vây quanh, đều là bất khả tư nghị hét to lớn tiếng, đó là thần hồn, bọn họ thần hồn. Vậy mà 10 người cùng một chỗ phóng xuất ra chính mình thần hồn, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Trên mặt giật mình, Viêm Ma bất khả tư nghị nói. Quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Thanh Thu, thế nhưng là cho dù là hắn, cũng là nhíu mày, mê mang lắc lắc đầu, thì thào lên tiếng, thần hồn chính là nguyên thần căn bản, trừ phi liều mạng, ngày bình thường ai sẽ đem nó tùy tiện phóng xuất. Nhưng là bây giờ, cùng Trác Phàm dạng này cao thủ đối chiến, thần hồn rất dễ dàng liền hội bị thương nặng. Bọn họ thế mà tất cả đều phóng xuất, không là muốn chết sao? Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể sử xuất toàn lực, bọn họ đây là muốn liều mạng a. Diệp Lân gặp này, không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ hà tất phải như vậy đây, cái kia Trác Phàm là đối thủ của ta, bọn họ như vậy vội vã liều làm gì? Bật cười lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc lên. Nhìn về phía cái kia kiếm thần tông 10 người ánh mắt, tràn đầy kính trọng chi sắc, biết rõ không thể làm mà làm, bọn họ vì đánh bại cường địch, thật sự là không có một tia mập mờ, thay đổi tất cả. Đây là võ giả tôn nghiêm, cũng là suốt đời đại đạo. 10 người này, thật khiến cho người ta kính nể. Thật sâu nhìn Vũ Thanh Thu liếc một chút, Viêm Ma cùng Diệp Lân đều là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Mà lúc này đây... Cho dù là cái kia luôn luôn giếng cổ không gợn sóng Song Long Chí Tôn, giờ này khắc này, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vẻ động dung. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, thay đổi toàn bộ, bao quát sinh mệnh. Cuối cùng là ngốc, vẫn là chấp nhất. Trác Phàm, một hồi mặt đối với chúng ta chiêu này, ngươi nếu là ngăn không được, nhất định muốn né tránh, chúng ta sẽ không truy kích, coi như ngươi nhận thua. Không cần thiết nhất thời bướng bỉnh, bốc lên phía trên nguy hiểm tính mạng. Tạ Thiên Thương trong tay bóp lấy ấn quyết, trầm ngâm thật lâu, lại là đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, hô to lên tiếng. Trác Phàm nghe xong, không khỏi sửng sốt, một mặt kỳ dị xem bọn hắn liếc một chút. Tuy nhiên hắn biết bọn họ chiêu này khẳng định kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng nha nha nha, đến tột cùng người nào liều mạng a, mà các ngươi lại là đem thần hồn đều phóng xuất. Thì tự tin như vậy, không sợ ta đem các ngươi thần hồn đều hủy. Ôn Đào gặp hắn tựa hồ có chút không tin, cũng không thấy sắc mặt nghiêm một chút, khuyên giải nói, Trác huynh, Tạ sư đệ hắn không phải nói đùa, người một hồi nhất định muốn tự giải quyết cho tốt. Chúng ta lần này, thật đúng là công được ngươi xương sườn mềm. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Đào không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng trong tay ấn quyết liên tục, hét lớn lên tiếng, dung hồn kiếm cương, ngưng. Uống. Còn lại 9 người cũng là hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay mãnh liệt biến. Bỗng dưng, cửu tiêu phía trên 10 cái kiếm hồn bắt đầu gom lại cùng một chỗ, ở giữa nhất một cái, chậm rãi tản mát ra kỳ dị âm nhu chi lực, dường như từng cái như sợi tơ, quấn lên còn lại 9 cái kiếm hồn phía trên. Đón lấy, Ôn Đào lần nữa trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, chói mắt bạch quang liền đột nhiên khuếch tán hướng toàn bộ thương khung, thẳng chiếu lên đỉnh đầu mặt trời đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Chờ cái kia bạch quang tán đi, mọi người lại nhìn lên trên lúc. Lại là nhìn không được tròng mắt co rụt lại, kinh hãi lên tiếng. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên trời cái kia 9 cái kiếm hồn đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có một cái mà thôi. Thế nhưng là chỉ là một con kia kiếm hồn,
lại là tản mát ra không thể tan tác khí thế, chỉ là hơi động đậy thân thể, bốn phía không gian liền đang không ngừng run run, dường như tùy thời muốn nứt mở đồng dạng. Cái đó là, dung hồn chi pháp, mí mắt nhìn không được hung hăng rung động, Bạch Mi Chí Tôn bất giác kêu lên sợ hãi, mọi người thần hồn khác thường, vốn là chỏi nhau. Nhưng là thế gian có dung hồn chi thuật, có thể đem tương tự thần hồn dung làm một thể, phát huy ra càng mạnh lực lượng. Nhưng là loại này dung hồn chi pháp tương đương hà khắc, có thể đem ba người thần hồn dung làm một thể, đã rất khó. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, kiếm thần tông cái này 10 tên đệ tử, vậy mà đem 10 cái thần hồn dung hợp làm một, lại thật là kỳ tích ha. Hắc Nhiêm Chí Tôn sau khi nghe được, cũng hơi hơi gật gật đầu, sợ hãi thán phục lên tiếng, kiếm thần tông trong tông môn có cái chữ kiếm, mọi thứ cùng kiếm tương quan, môn hạ đệ tử cũng tất cả đều là ngưng tụ kiếm hồn. Muốn tu tập dung hồn chi pháp, xác thực so với bình thường tông môn đệ tử muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá một hơi ngưng tụ 10 cái thần hồn, cũng thật là quá hoảng sợ chút. Ta muốn nơi mấu chốt, là cái kia nhu tình kiếm, ôn đào đi. Cương nhu hòa hợp, vừa thì kiếm phá thương khung, nhu thì bao dung vạn vật. Bởi vì hắn ở bên trong làm môi giới, cho nên mới có thể hoàn thành cái này một đáng quý dung hợp chi thuật. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Mi Chí Tôn khẽ gật đầu, trong tay lại xuất hiện quyển kia danh sách. Phú Thanh Thu cùng Viêm Ma bọn người gặp này, đồng dạng trong lòng hoảng sợ, 10 hồn dung một, cái này thần hồn lực lượng thế nhưng là tương đương đáng sợ, mà Trác Phàm trước mắt biểu hiện ra thực lực, cũng phần lớn là tại thân thể phía trên. Đến mức thần hồn lực lượng đến tột cùng mạnh cỡ nào, người nào cũng chưa từng thấy qua. Khó trách cái kia Ôn Đào cùng Tạ Thiên Thương thoạt đầu đều tại thuyết phục Trác Phàm ngàn vạn muốn né tránh, cường đại như thế thần hồn trùng kích, Trác Phàm thần hồn nếu là yếu kém, đoán chừng trong nháy mắt cũng là thần hồn vẫn diệt hạ tràng. Nếu là hắn thần hồn khá mạnh, chỉ sợ cũng trốn không thần hồn trọng thương vận mệnh. Không nghĩ tới cái này Ôn Đào danh xưng nhu tình kiếm, nhưng sau cùng đoàn chiến hợp nhất, dung hồn đại pháp, đúng là đi được cực kỳ bá đạo cứng đối cứng phương thức, quả nhiên nhu đến chỗ sâu là kiên cường a. Thanh kiếm này, xác thực cứng rắn rất. Tiểu tử này, có phiền phức lớn. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Phú Thanh Thu thở dài lên tiếng, Diệp Lân gặp, cũng là bình sinh lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có Viêm Ma, trong mắt tinh quang sáng láng, trong lòng lại có chút chờ đợi. Trác Phàm thần hồn hắn gặp qua một nửa, tuyệt đối không yếu, nhưng là mạnh đến loại trình độ nào, hắn chả không có tư cách kia lĩnh giáo. Nhưng là hiện tại xem ra, quái vật này tiểu tử cái kia khủng bố thần hồn, rốt cục muốn hiện thân. Khuynh Thành tỷ, làm sao bây giờ, nên làm cái gì a? Mạnh như vậy thần hồn, bằng lực lượng một người, ai có thể cản đến phía dưới a? Huyền Thiên Tông quan chiến chỗ, Đan Nhi như trên lò lửa con kiến giống như, một trận giơ chân, lôi kéo Sở Khuynh Thành quần áo hỏi. Dường như Trác Phàm rơi vào hung hiểm, nàng so người nào đều gấp giống như. Tuyên Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói cái kia đại ma đầu, như vậy chết mới tốt, hừ. Nghe được lời này, chúng nữ không nhìn thẳng, mà chính là đều mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn về phía Sở Khuynh Thành, bởi vì mọi người biết, nàng là lớn nhất giải Trác Phàm. Trác Phàm có thể hay không chạy ra hiểm cảnh, nàng chắc là tâm lý rõ ràng nhất. Nhưng là bây giờ nàng, cũng là có chút kinh hoàng, dù sao Trác Phàm bây giờ át chủ bài, nàng là không có chút nào biết. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy Trác Phàm cái kia như cũ như hồ nước bình tĩnh sắc mặt lúc, trong lòng liền cũng lạnh nhạt lên, cười ra tiếng, quá tốt, hắn, không có việc gì. Oanh! Cẩn trọng phong minh âm thanh tại tất cả mọi người bên tai vang vọng, cái kia thập đại kiếm hồn dung hợp làm một to lớn kiếm hồn, dường như như một tòa núi nhỏ, thẳng tắp hướng Trác Phàm chỗ đó áp xuống tới. Cái kia cỗ nặng nề khí thế thượng chưa tới, Trác Phàm quanh người hết thảy sự vật đã không nhìn được cùng nhau run rẩy lên, khắp nơi càng là từng khúc rạn nứt, đá vụn bụi đất tại cường đại trọng áp dưới, lại giống như không nhận trọng lực chỗ trói đồng dạng, kỳ dị thăng trên không trung. Chỉ là loại kia trôi nổi, cũng không phải là chất lượng biến nhẹ sau lỗ máng, mà là một loại tại cường đại dị thường trọng áp phía dưới phản tác dụng lực, làm tất cả sự vật cũng nhìn không được hướng lên bầu trời bay lên. Dường như trên bầu trời trọng lực, đã vượt xa khắp nơi bản thân cẩn trọng uy áp giống như. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Dương Sát bọn người liếc nhìn nhau, bất giác lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng sợ. Cái này 10 hồn dung hợp kiếm hồn uy lực, đúng là so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Đến tột cùng là như thế nào sức mạnh cường hãn,
mới có thể gây nên như thế khác thường hiện tượng tự nhiên. Mà như vậy cỗ lực lượng, giờ này khắc này, đang hướng về Trác Phàm đỉnh đầu áp đi. Thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ giống một người không có chuyện gì giống như, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào trốn tránh ý tứ. Thấy tình cảnh này, Dương Sát bọn người trên đầu mồ hôi đổ như thác mãnh liệt chảy, một mặt run như cầy sấy. Không chỉ là bọn hắn mà sách tông ba vị cung phụng, cho dù là vây xem mọi người, cũng là trong lòng gấp siết chặt, nhìn lấy Trác Phàm chỗ đó, tràn đầy vẻ khẩn trương. Liền xem như hai vị kia chí tôn, trên mặt cũng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng cảm giác tới. Một chiêu này kinh thiên động địa, coi là thật hợp đoàn chiến tề tâm hiệp lực chi đạo. Chỉ sợ chín tông bên trong, không một người có thể bằng sức một mình ngăn lại, cho dù là thượng tam tông, cũng phải chung sức hợp tác mới có thể nhất chiến. Có điều, như thực sự có người có thể làm được điểm này, cái kia quả nhiên là nhưng là đưa thân Tây Châu đệ nhất nhân hậu tuyển hàng ngũ. Cho dù là ngày sau thay thế cái kia Đan Thanh Sinh vị trí, cũng không nhất định a. Mí mắt hơi hơi run run động một cái, hai vị trí tôn chăm chú nhìn Trác Phàm bóng người, đúng là lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Trác huynh, người thật không nguyện ý né tránh. Gặp Trác Phàm đối mặt kiếm này hồn thần uy, vẫn như cũ như là bàn thạch, sừng sững bất động tình hình, Ôn Đào bất giác mở miệng lần nữa nhắc nhở. Thế nhưng là Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Đạm mạc lên tiếng, ta như nhất động, chẳng phải thì chứng minh ta nhận thua. Biết rõ không thể làm mà làm, Ôn huynh ngươi cũng có thể làm đến điểm ấy, chẳng lẽ ta liền sẽ rụt rè. Tốt, là đầu hán tử. Lần này nhất chiến, vô luận sinh tử thắng bại, ta Ôn Đào đều nhớ kỹ ngươi. Bất giác hét lớn một tiếng, Ôn Đào ấn quyết trong tay lần nữa biến đổi, cái kia hiện ra sắc bén kiếm mang to lớn kiếm hồn, liền không có không chỉ trệ hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó lao xuống. Lần này, thế lớn lực mãnh liệt, tốc độ cũng đột ngột tăng. Nếu là lúc trước kiếm này vẫn là như tòa núi lớn chậm rãi rơi xuống, cho người ta một loại nặng nề uy áp lời nói, hiện tại cái này cự kiếm liền dường như một cái thiết chùy trong nháy mắt đánh tới hướng mặt, muốn đem đối phương triệt để nện thành thịt nát đồng dạng, chớp mắt tới gần. Cái kia cỗ nhiếp người khí thế, cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được trèo lên lúc khí tức trì trệ. Thật mạnh! Trong lòng bất giác run lên. Trác Phàm trong lòng mặc dù nắm chắc, nhưng cũng không dám thất lễ, thủ hạ vội vàng kết ấn. Chỉ một thoáng, ngay tại kiếm kia hồn lập tức liền muốn nện đến hắn trên thân, tất cả người vây xem khẩn trương đến hô hấp đều muốn dừng lại lúc, một tiếng kinh thiên long ngâm lại là bỗng dưng theo trong cơ thể hắn phát ra. Sau một khắc, nhưng gặp thân thể từng trận thất thải hào quang tiêu tán bốn phía, cái kia mãnh liệt đánh tới ngút trời kiếm mang đúng là kít một chút, đột nhiên dừng lại. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, kiếm thần tông 10 tên đệ tử cùng nhau thân thể chấn động, không thể tin nhìn về phía trước. Bọn họ cái này không gì địch nổi một kiếm, như thế nào êm đẹp giữa không trung dừng lại, dường như bị cái gì ngăn trở đồng dạng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến trên thân kiếm cái kia vật thể lúc, lại là toàn cũng nhìn không được trong lòng cả kinh, hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy giờ này khắc này, bọn họ cái kia trên kiếm hồn, đang gắt gao nắm lấy một cái sắc bén long chảo. Thất thải hào quang không ngừng hiện lên. Mà tại sắc bén kia long chảo về sau, là một đầu chiều cao 100 trượng cự long, cái đuôi lớn một bàn, liền đem Trác Phàm toàn bộ thân thể vững vàng hộ ở bên trong. Tràn ngập uy nghiêm mắt rồng tùy ý quét qua, tất cả mọi người, bao quát chiến trường đối diện bên ngoài người xem người, toàn cũng nhịn không được trong lòng cả kinh, lo sợ lên. Phảng phất tại cái kia mắt rồng nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ chính là hạt bụi đồng dạng con kiến hôi. Lộ ra nhỏ bé như vậy, trong lòng càng là không dám có chút lỗ mãng. Cái này, đây là, trong mắt nhìn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu không khỏi kinh hãi kêu ra miệng. Viêm ma gặp này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, thật lâu, mới thở sâu, bất khả tư nghị nói, khó trách, lần trước chỉ là lộ ra một nửa thần hồn, thì có uy lực như thế. Nếu là không nhìn lầm lời nói, đây chính là truyền thuyết bên trong Thiên Long thần hồn, toàn bộ Tây Châu. Cũng chỉ có hai vị trí tôn đại nhân vừa rồi ngưng kết thành công chí cường thần hồn. Nói như thế, Viêm Ma lơ đãng quay đầu, nhìn về phía hai vị trí tôn vị trí, lại chính gặp hai cái này ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt lão đầu tử, lúc này cũng là nhìn không được đứng lên, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó phương hướng, tràn đầy kinh dị. Thiên Long thần hồn, thế gian chí cường, muốn ngưng tụ thành công, gì khó khăn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Loại sự tình này thế mà bị một cái thần chiếu cảnh tiểu quỷ cho làm đến,
đây chính là liền năm đó Đan Thanh Sinh cũng không thể làm đến sự tình a. Bỗng nhiên, hai vị chí tôn một mặt cảm khái, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị cùng kích động. Tây Châu, rốt cục lại muốn ra một vị tuyệt thế thiên tài. Ai, thì ra là thế, khó trách ngươi vừa mới không sợ 10 người kia hợp nhất kiếm hồn, nguyên lai ngươi cũng ngưng tụ thành công cái này thiên long thần hồn a. Diệp Lân nhìn lấy phía dưới ảnh trong gương bên trong, đầu kia uy phong lẫm liệt cự long hoành không xuất thế, bất giác bật cười lắc đầu, thở dài ra một hơi, bất quá như vậy cũng tốt, ta địch nhân vốn có, thần hồn há có thể kém. A, à, chờ một chút, chẳng lẽ nói lần trước sư phụ nhắc đến, có người khai thiên trộm long chủng long khí, người này không phải là ngươi đi, ha ha ha. Tựa hồ nghe đến hắn nhẹ giọng thì thào, Vũ Thanh Thu bất giác một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lân, sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì, long chủng. Không có gì, ta tại nói tiểu tử này, quả nhiên phối cùng ta giao thủ, có gan, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Diệp Lân lấp liếm cho qua. Vũ Thanh Thu lòng sinh nghi hoặc, lẩm bẩm nói, sư đệ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là tình huống cụ thể lại không lắm biết được. Hiện tại hắn đã thả ra thiên long thần hồn, ngươi đem hắn coi như đối thủ, vậy ngươi thần hồn lại là cái gì? Cái này a, à, bí mật, hắc hắc hắc, dù sao ngươi về sau liền biết. Cười thần bí, Diệp Lân từ chối cho ý kiến. Vũ Thanh Thu gặp, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng gặp hắn không nói, liền cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này công phu, vây xem mọi người tựa hồ cũng đã tỉnh táo lại, đoán ra cái này thần hồn lai lịch, bất giác toàn đều trở nên hưng phấn, bắt đầu hối hả ồn ào. Thiên Long thần hồn A, toàn bộ Tây Châu cũng chỉ có song Long Chí Tôn đều có một đầu. Nhưng là hai vị chí tôn thần hồn sao có thể tùy tiện lộ ra tại người trước. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vậy mà như thế có phúc được thấy, một tên phổ thông tông môn đệ tử, thế mà cũng ngưng tụ ra cái này vừa tới mạnh thần hồn, thật là làm cho bọn họ mở mắt. Lấy một hồn chi lực, cản 10 hồn chi uy, cái này thiên long hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Thiên Tông chúng nữ sớm đã kích động không thôi, hưng phấn mà líu díu lên, dương sát ba vị cung phụng nhìn. Càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Ngưng tụ ra thiên long thần hồn tuyệt thế thiên tài tại bọn họ Ma Sách Tông bên trong, bọn họ đây là muốn đuổi theo song long viện thiết tấu sao? Hắn nãi nãi, hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn họ một cái không có danh tiếng gì Hạ Tam Tông, có lẽ tương lai cũng là toàn bộ Tây Châu đứng đầu. Tiểu tử thúi này, có dạng này kinh hỉ cũng không còn sớm lấy ra, hại người ta một khỏa trái tim nhỏ đều nhanh bịch bịch nhảy ra. Dương Sát vệt một thanh cái mũi, vui đến phát khóc. Thế nhưng là, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Trác Phàm thiên long thần hồn hiển hiện, Ma Sách Tông cùng một số Trác Phàm bằng hữu tự nhiên mừng rỡ dị thường. Nhưng là đối với sắp cùng đối lên Thượng Tam Tông mà nói, đây thật là bị đến không thể lại gặp sự tình. Kết quả là, tất cả mọi người sắc mặt, trong nháy mắt thì không gì sánh được ngưng trọng xuống tới. Riêng là hiện tại chính cùng Trác Phàm rằng có kiếm thần tông 10 người, càng là có loại muốn khóc xúc động. Ôn Đào xa xa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, riêng là đỉnh đầu hắn cái kia 100 trượng cự long, khóe miệng một xẹp, nhìn không được mắng to lên tiếng, nha nha nha, Trác Phàm, người vừa mới xung cái gì lão sói vẫy đuôi, nói cái gì biết rõ không thể làm mà làm. Đã người có thiên long thần hồn, có cái gì làm không được, vừa mới lộ ra như vậy bi tráng làm gì, liền lão tử đều tin, trang bức. Ta nói ta hội vượt khó tiến lên, nhưng lại không có đặc biệt là các ngươi. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Không khỏi trợn mắt chừng một cái, Trác Phàm lúc này không nhận nợ, suy cười ra tiếng, còn muốn tái chiến à, không bằng ném đi. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, Ôn Đào bất giác khí hừ ra âm thanh, ném. Không có cửa đâu, chúng ta 10 hồn đã ra, liền muốn huyết chiến đến cùng. Nói, Ôn Đào hét lớn một tiếng, 10 người lần nữa trong tay kết ấn, trong mắt đều là thẳng tiến không lùi chiến ý. Đột nhiên ở giữa, mọi người nhưng nghe từng tiếng xì 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 chói tai phong minh vang vọng bên tai, cái kia bị thiên long thần hồn long chảo, cố định kiếm hồn, đúng là từng bước một ma sát hướng phía dưới đập tới, dường như tùy thời muốn tránh thoát long chảo chói buộc giống như. Thiên long hồn tuy mạnh, nhưng 10 người kiếm hồn liên thủ, cũng làm tức không yếu, mắt thấy cự kiếm kia liền muốn thoát ly long chảo chói buộc, đánh tới hướng Trác Phàm đầu. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm trong lòng lẫm liệt, không dám thất lễ. Vội vã kết ấn, cái kia long chảo kình lực nhất thời lại thêm 3 phần. Ôn Đào 10 người thì là thân thể chấn động,
nhịn không được lắc một cái, khóe miệng nổi lên đỏ tươi chi sắc. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ chết cắn răng kiên trì lấy, mà cái kia kiếm hồn cũng đang không ngừng trượt, long chảo tựa hồ đã ngăn cản không kiếm kia hồn đánh xuống. Ôn Đào, các ngươi thật muốn liều mạng như vậy à? Lại tiếp tục như thế, hoặc là ta bị các ngươi kiếm kia hồn đập chết, hoặc là các ngươi thần hồn bị ta long chảo bóp nát. Nhưng ta mà chết, nhiều lắm là thân thể vong, nhưng là các ngươi một khi thất bại, thần hồn câu diệt, so ta trả giá đắt nhưng muốn phần lớn. Kết ấn hai tay tại không ngừng run rẩy, Trác Phàm ngửa đầu nhìn xem cái kia sắp rơi xuống kiếm hồn, thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Ôn Đào 10 người cảnh cáo nói. Chết cắn răng, thậm chí đều cắn chảy máu, Ôn Đào hét lớn một tiếng, giống như ý chết, biết rõ không thể làm mà làm, đây là ta chi kiếm đạo. Nếu là hôm nay chúng ta ném, trong lòng có không cam lòng, đem vĩnh viễn không kiếm đạo trèo lên đỉnh ngày, chết không có gì đáng tiếc. Trác Phàm, trước kia ta chỉ là cái võ si, chỉ biết tranh cường háo thắng, không biết như thế nào nói. Nhưng là tiến vào kiếm thần tông, ta rốt cục có chính mình kiếm đạo. Trận chiến ngày hôm nay, ta không là chiến ngươi, chỉ vì kéo dài ta kiếm đạo, vĩnh viễn không bao giờ nhục chí. Lúc này, Tạ Thiên Thương cũng là hét lớn một tiếng, vang vọng giữa trời. Cùng một thời gian, còn lại 8 người, cùng nhau hét lớn, vĩnh viễn không bao giờ nhục chí, vĩnh không lùi bước. Vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí, vĩnh không lùi bước. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, từng cái sắc mặt kiên nghị, khóe miệng bốc lên bọng máu, Trác Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt chợt đến ngưng tụ, cắn răng nói, đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Khẽ quát một tiếng, Trác Phàm trong tay kết ấn, thiên long thần hồn một tiếng gào rú, trong tay kình lực cũng là bỗng nhiên tăng nhiều. Răng rắc, tựa hồ có tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia to lớn trên kiếm hồn xuất hiện từng đạo rạn nứt, Ôn Đào 10 người thân thể lần nữa chấn động, cùng nhau nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ tươi đi ra. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ chết cắn răng, cái kia kiếm hồn cũng đang không ngừng hướng phía dưới cọ sát lấy. Trác Phàm ấn quyết trong tay đang dần dần kết thành, thiên long hồn long chảo chi lực cũng đang không ngừng tăng lớn. Chờ Trác Phàm ấn quyết hoàn thành lúc, thân là hắn thần hồn thiên long hồn, liền sẽ dùng quỷ long chảo. Nhất chảo đem kiếm này hồn tan thành phấn vụn. Khi đó, cái này kiếm thần tông 10 người, đem về nhất thời thần hồn câu diệt mà chết. Nhưng là, ngay tại hàn ấn quyết lập tức muốn hoàn thành lúc, Trác Phàm tay lại là đột nhiên dừng lại. Trầm ngâm nửa ngày, tiếp lấy hai tay liền động, lập tức lại đổi một bộ khác ấn quyết kết xuất. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long quỷ ngâm. Giống, ấn quyết một thành, cái kia thiên long hồn trên vuốt uy lực nhất thời dừng lại. Mà chính là long hé miệng, hướng về phía kiếm kia hồn chính là gào thét lên tiếng. Bỗng dưng, cường đại âm ba mang theo thiên long hồn tuyệt cường thần hồn lực lượng, hung hăng đập vào đến cái kia trên kiếm hồn, làm cho kiếm kia hồn ngăn không được run rẩy lên. Sau một khắc, nhưng nghe soạt một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn kiếm hồn đúng là nhất thời phân tán ra đến, lại hóa thành 10 đạo kiếm hồn, vụn vặt lẻ tẻ bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trở lại chủ trong thân thể. Mà Ôn Đào 10 người cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, chậm rãi ngã xuống, đã là uể oải suy sụp. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều trong lòng nhất động, đều có bách vị xông lên đầu. Bởi vì thông qua tình cảnh này, bọn họ đã hoàn toàn thấy rõ, tại một khắc cuối cùng, Trác Phàm cái này ma đạo tu giả, vậy mà lại đối Ôn Đào 10 người thủ hạ lưu tình. Không sai. Luôn luôn thủ đoạn độc ác ma đạo tu giả, thế mà đối chính đạo tu giả lưu thủ, làm thật là khiến người ta lớn nhất sự tình kỳ dị. Tuy nhiên giữa bọn hắn có giao tình tại, nhưng mọi người đều biết, ma đạo từ trước đến nay là không nể tình. Mà lại lúc trước Trác Phàm đã cho bọn hắn một con đường sống, chỉ cần đầu hàng liền tốt. Là chính bọn hắn không nguyện ý, loại tình huống này, Trác Phàm coi như lạnh lùng hạ sát thủ, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không gì đáng trách. Mà sự thật cũng là như thế, Trác Phàm coi là thật đã không chút do dự chuẩn bị diệt bọn họ nguyên thần. Thế nhưng là ngay tại sau cùng trong tích tắc, Trác Phàm tay lại dừng lại, biến thành đem bọn hắn 10 người ngưng tụ kiếm hồn đánh tan, chỉ là trọng thương bọn họ mà thôi, cái này khiến rất nhiều người không rõ ý, ào ào suy đoán ý hắn đồ. Ma đạo tu giả, quỷ kế đa đoan, đây là tại Thi Ân kiếm thần tông, lấy cam đoan ma sách tông tại những ngày tháng sau này bên trong. Thu hoạch được một cái trung tam tông đồng minh. Hừ hừ, ma đạo kẻ xấu, người điểm ấy thủ đoạn,
giấu giếm đến người khác, nhưng là không gạt được ta Triệu Đức Trụ. Thiên địa chính nghĩa tông ở chỗ đó, lĩnh đội Triệu Đức Trụ gật gù đắc ý, hai con ngươi tinh quang sáng láng, dường như đã xem thấu hết thảy, sau đó vội vã quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đệ tử, răn dậy nói các ngươi nhìn đến a, ma đạo cuồng đồ cỡ nào giảo hoạt. Lần này, kiếm thần tông cái kia đối bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Ai, lại một chính đạo tông môn trầm luân a. Nghe được lời này, lập tức có một đệ tử tiến lên a dua nói, sư huynh nói là, chỉ hy vọng cái kia kiếm thần tông đệ tử có thể giống sư huynh như vậy cơ trí, sáng mắt sáng lòng, thấy rõ bọn họ ma đạo sắc mặt. Thế nhưng là giống sư huynh như thế chính nghĩa lẫm nhiên, chí dũng song toàn thế hệ, gì thưa thớt, theo sư đệ thấy, chỉ sợ hy vọng xa vời. Nói không phải sao. Bất giác mò sờ cằm, Triệu Đức Trụ bị một trận này lô hỏa thuần thanh vỗ mông ngựa, tương đương thoải mái, một bộ lo nước thương dân bộ dáng, thở dài lên tiếng, đây cũng là ta lo lắng nhất, không có ta dạng này cơ chí người tồn tại tông môn, rất dễ dàng bị ma đạo dối trá bề ngoài chỗ lừa bịp. Cho nên ta mới một mực nói với bọn họ, căn bản thì không nên cùng ma đạo tiếp xúc, mà chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mới đúng. Đáng tiếc a, những thứ này người tầm thường đều không nghe ta nói. Riêng là cái kia Thái Thanh Tông, thân là Thượng Tam Tông đứng đầu, càng cái kia nhận diệt trừ ma đạo trách nhiệm, thế nhưng là hắn lại. Ai? Sư huynh không cần thiết phát cáu, ta nhìn cái này chính đạo đại nghiệp, sớm muộn muốn hủy ở đám này không phân thị phi chính đạo tông môn trong tay. Cùng như thế, còn không bằng chúng ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông tới làm Thượng Tam Tông đứng đầu, cho thiên hạ tất cả chính đạo tông môn lập cái tấm gương. Tên đệ tử kia ở một bên cười đùa, tiếp tục mông ngựa liên tục, riêng là cái này Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử danh vị, làm từ sư huynh làm mới đúng. Cũng chỉ có sư huynh dạng này chính khí lẫm nhiên người, mới có thể đại biểu chúng ta Tây Châu bề ngoài a. Hơi hơi gật gật đầu, Triệu Đức Trụ một mặt rất tán thành bộ dáng, nhưng là rất nhanh lại sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, ai thán liên tục, nói thì nói như thế, nhưng Vũ Thanh Thu ta đánh không lại, Viêm Ma ta cũng đánh không lại, hiện tại lại xuất hiện cả người Cổ Thiên Long thần hồn quái vật. Ai, còn là ma đạo cuồng đồ, cái này, đây là muốn diệt ta chính đạo xu thế sao? Sư huynh yên tâm, xưa nay ta bất thắng chính, sớm muộn Tây Châu đệ nhất nhân vị trí, là sư huynh ngài, hắc hắc hắc. Tên đệ tử kia vẫn như cũ mông ngựa không ngừng, Triệu Đức Trụ nghe được dễ chịu, nhưng trong lòng lại cũng rất rõ ràng. Cái gì ta bất thắng chính, toàn mẹ hắn là cầu thí, sau cùng quan trọng còn không phải nhìn thực lực.